em không thể xuống tay, coi như là bà sai, cũng không thể xuống tay, bởi vì bà là mẹ em. Lý Khinh Hồng cắn chặt môi, không cho mình khóc, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Rời khỏi em là bà ấy không đúng, 20 năm không đến thăm em, cũng là bà ấy không đúng, nhưng mà, đây không phải là chủ ý của bà ấy, em có thể trách bà ấy, nhưng không thể không chấp nhận bà ấy. Em cũng không thể làm trái đạo hiếu, nếu như trong lòng em có tức giận, nhất định phải phát ti ba tê, anh sẽ chịu thay bà. Vương Nhất nhìn Lý Khinh Hồng, vẻ mặt trịnh trọng, anh cũng rời xa em 5 năm, khiến mẹ con em chịu đựng rất nhiều đau khổ. Rất nhanh, Lý Khinh Hồng rơi vào trầm mặc, mặc dù còn đang khóc, nhưng tâm tình không kích động như trước. Lúc này, Vương Nhất cũng nhìn Lạc Thanh Hiền một cái. Cũng không biết là lời này xúc động nội tâm của cô, vành mắt Lạc Thanh Hiền cũng có chút đỏ, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, tràn đầy áy náy và tự trách. Kinh Phật có thể cắt đứt thất tình lục dục, nhưng mà, lại không cách nào làm cho một người chân chính buông xuống tình căn. Đúng như Lạc Thanh Hiền nói trước đó, trong lòng có chấp niệm, không thể cạo tóc. Khinh Hồng, con có một người chồng tốt. Thật lâu sau, ánh mắt Lạc Thanh Hiền phức tạp nhìn Lý Khinh Hồng, nói. Lý Khinh Hồng không đồng ý, khúc mắc này, không phải dễ cởi bỏ như vậy. Nhưng mà, Vương Nhất lại từ trong ánh mắt của bà, nhìn ra thứ gì khác. Đó là sự ngưỡng mộ. Lý Khinh Hồng bây giờ, tràn đầy dáng vẻ của bà khi còn trẻ. Mà bà có một cuộc hôn nhân vô cùng thất bại, Lý Khinh Hồng lại có một người yêu cô, suy nghĩ cho cô như vậy. Người đáng hận tất có chỗ đáng thương. Bà bỏ rơi Lý Khinh Hồng suốt hơn 20 năm, chẳng phải bà là kẻ thất bại trong tình yêu sao? Lúc này, bầu trời bắt đầu có mưa nhỏ. Vương Nhất nhân cơ hội nói, trời mưa rồi, chúng ta mau vào nhà đi. Nói xong liền mời Lạc Thanh Hiền đi vào, đồng thời lén lút nhìn phản ứng của Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng mặt không chút thay đổi, một mình lên lầu. Thấy một màn như vậy, Vương Nhất liền thở phào nhẹ nhõm, nói với Lạc Thanh Hiền, bác gái, bác tới quá đột ngột, không cho Khinh Hồng thời gian chuẩn bị tâm lý, cho nên mới kích động như vậy. Ánh mắt Lạc Thanh Hiền nhìn về phía Vương Nhất nhu hòa không ít, thật sự là làm phiền cậu, mặt của cậu, còn đau không? Vương Nhất cười cười, chút đau này không tính là gì. Sau khi vào nhà, Vương Nhất liền vào phòng bếp. Lý Khinh Hồng ở trên lầu một mình tức giận, trọng trách cơm tối đêm nay, cơ bản rơi vào trên người Vương Nhất. Trước khi vào phòng bếp, anh còn không quên nhắc nhở Vương Tử Lam nói chuyện với bà ngoại. Vương Tử Lam cũng rất ngoan ngoãn, bò đến bên cạnh Lạc Thanh Hiền, cầm một quyển album đưa cho Lạc Thanh Hiền. Bên trong tất cả đều là ảnh chụp của Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, ảnh của Lý Khinh Hồng chiếm đa số, ảnh của Vương Nhất thì là sau khi trở về chụp. Nhóc con non nớt chỉ vào bức ảnh nói. Đây là mẹ, đây là ba. Lạc Thanh Hiền rất nghiêm túc nhìn những bức ảnh này, nhìn một chút, ánh mắt của bà ướt át. Thấy một màn như vậy, Vương Nhất cũng thở phào nhẹ nhõm, chuyên tâm nấu cơm. So với mối quan hệ căng thẳng giữa anh và ba vợ, Lý Khinh Hồng và mẹ cô dễ dàng hòa thuận hơn. Bản thân Khinh Hồng là người trọng tình, cho nên cô mới có thể nhìn thấy Lạc Thanh Hiền mà kích động như vậy, đây hoàn toàn là chuyện tốt. Thời gian lâu dần, hơn nữa Vương Nhất ở giữa hòa giải. Hòa thuận như lúc ban đầu không phải không có khả năng. Chỉ sợ Lý Khinh Hồng không có phản ứng gì cả thì cho dù là thần tiên cũng khó cứu. Cơm xong rồi. Vương Nhất bưng đồ ăn đi ra. Để phù hợp với khẩu vị của người xuất gia Lạc Thanh Hiền, anh ấy còn đặc biệt dùng món chay chiếm đa số. Khinh Hồng, ăn cơm. Vương Nhất lại hô lên lầu. Nhưng mà, cũng không nhận được nửa lời đáp lại. Em không đói, mọi người ăn đi. Lạc Thanh Hiền nhìn ra có bà ở đây, Lý Khinh Hồng không thể nào xuống được, bà liền đứng lên, mỉm cười. Vương Nhất cười ngăn cản, bác gái, bác ở chỗ này chờ một lát, cháu đi gọi Khinh Hồng xuống. Nói xong, liền đi lên lầu. Kinh ngạc nhìn bóng lưng Vương Nhất lên lầu, Lạc Thanh Hiền bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, thì thào tự nói. Lý Thế Nhân, cậu ta tốt hơn ông. Vương Nhất nhẹ nhàng gõ cửa, thấy cửa không khóa, liền lặng lẽ đi vào. Lý Khinh Hồng hai mắt đẫm lệ ngồi ở trên giường, mặc dù không khóc, nhưng trên mặt còn mang theo nước mắt. Nhìn thấy Vương Nhất đi lên, cô lập tức lau nước mắt trên mặt, nói, mọi người đi ăn đi, em không đói bụng. Vương Nhất ngồi xuống bên cạnh cô, cười vỗ vỗ tay cô, biết không, thật ra anh rất hâm mộ em. Em có hai cha mẹ yêu thương em, tuy rằng bọn họ bởi vì nguyên nhân của mình, từng tổn thương em, nhưng ít ra bọn họ hiện tại muốn bù đắp, như vậy là đủ rồi.
không giống anh, ngay cả cha mẹ ruột của mình là ai cũng không biết. Sắc mặt Lý Khinh Hồng khẽ biến, len lén nhìn Vương Nhất một cái. Phát hiện anh nhắc tới cái này, trên mặt đều là mang theo nụ cười, chỉ là trong mắt mang theo một chút tiếc nuối. Ma xui quỷ khiến, cô nhịn không được hỏi, anh không hận bọn họ sao? Tại sao phải hận? Vương Nhất tiêu sái nói, bọn họ đưa anh đến thế giới này, điều này đáng để anh cảm kích cả đời, em có thể tiếp nhận anh một người không quen biết, lại làm tổn thương em, vì sao không thể thử tiếp nhận bác gái chứ? Em, Lý Khinh Hồng muốn nói gì đó, nhưng lại á khẩu không trả lời được. Vương Nhất tiếp tục cười nói, mẹ em ăn chay niệm Phật qua 20 năm, nhưng vẫn không bỏ được em, mạo hiểm bị em hận vẫn xuống núi tìm em, đã nói rõ tất cả, vì sao không cho bà ấy một cơ hội bù đắp cho em. Lý Khinh Hồng trầm mặc hồi lâu, không có đồng ý, cũng không có phản đối, chỉ là không nhịn được hỏi một vấn đề ngây ngốc. Chuyện này, vì sao anh còn để bụng hơn em? Vương Nhất suy nghĩ một chút, vươn ba ngón tay. Nguyên nhân có ba, thứ nhất, em là vợ anh hy vọng em có thể sống hạnh phúc. Thứ hai, trên đầu chữ tình có một thanh đao, ngay cả Phật tổ cũng đoán không ra, em có thể tiếp nhận anh, cũng có thể tiếp nhận bác gái. Thứ ba, Vương Nhất cười cười, lấy lòng mẹ vợ, là chuyện mỗi một con rể đều nên làm, anh đã đắc tội ba vợ, sao có thể lại đắc tội mẹ vợ. Xì, Lý Khinh Hồng nín khóc mỉm cười, nhẹ nhàng ôm Vương Nhất một cái, sau đó xuống lầu. Lại, nhìn thấy Vương Nhất thật sự mời được Lý Khinh Hồng xuống, Lạc Thanh Hiền kích động đứng lên, muốn gọi tên Lý Khinh Hồng, nhưng lại ngừng lại. Ăn cơm, ăn cơm. Vương Nhất mời mọi người ăn cơm. Lý Khinh Hồng mặc dù đã đến bàn, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như trước, hơn nữa phần lớn là đút Vương Tử Lam ăn cơm, căn bản không thèm để ý tới Lạc Thanh Hiền. Nhưng Lạc Thanh Hiền vẫn vô cùng vui vẻ, lúc ăn cơm hai mắt đỏ bừng. Cơm tối kết thúc, Lạc Thanh Hiền định cáo từ. Bà gặp được con gái, còn cùng nhau ăn một bữa cơm, bà đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Nhưng Lý Khinh Hồng lại đột nhiên đứng lên, hướng về phía bóng lưng Lạc Thanh Hiền hô, chẳng lẽ bà muốn bỏ đi như vậy sao? Lý Khinh Hồng chất vấn, khiến Lạc Thanh Hiền dừng bước, quay đầu lại kinh ngạc nhìn cô. Trên mặt Lý Khinh Hồng vẫn như cũ mang theo lửa giận, nhưng mà trừ lửa giận ra, còn có thêm một ít thứ khác. Vương Nhất ôm Vương Tử Lam đứng ở một bên, nhìn ra đó là không nỡ. Lời nói của Vương Nhất làm cô cảm động, không có yêu, làm sao có hận. Yêu và hận, vốn là có thể chuyển đổi lẫn nhau. Lạc Thanh Hiền trầm mặc trong chốc lát, khóe miệng chua xót cười, bây giờ mẹ, còn có tư cách làm mẹ con sao? Huống chi, bản thân mẹ cũng không có khả năng sinh con chỉ là một mảnh vải che thân mà mẹ cướp được mà thôi. Tôi không quan tâm. Lý Khinh Hồng căm tức nhìn bà, nếu bà đã cướp tôi về, thì phải làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, cứ như vậy mà bỏ đi, bà là mẹ kiểu gì? Vương Nhất cũng tiến lên một bước, cười nói với Lạc Thanh Hiền, bác gái, con chỉ hỏi bác một vấn đề, trốn vào cửa Phật 20 năm, bác có hối hận không? Hối hận không? Lạc Thanh Hiền trầm mặc, trên mặt cười khổ càng sâu. Làm sao có thể hối hận được? 20 năm qua, bà hầu như chưa từng ngủ một giấc an ổn. Ban ngày còn có thể dựa vào kinh Phật Mộc Ngư tĩnh tâm, vừa đến buổi tối, tưởng niệm như lửa, thiêu đốt bà. Vương Nhất nhìn chăm chú vào bà, tiếp tục nói, cháu đổi vấn đề, bước vào cửa Phật 20 năm, có thể hiểu thấu một chữ tình, không? Có thể thật sự buông bỏ chuyện hồng trần thế tục hay không? Bác gái một mái tóc dài, có dũng khí cạo sạch toàn bộ hay không? Linh hoạt hỏi lấy ba lần liên tiếp, hỏi đến Lạc Thanh Hiền á khẩu không trả lời được, biểu tình dại ra. Hai mắt Lý Khinh Hồng đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm bà. Chờ đến khi nào, Lạc Thanh Hiền có thể không hề áy náy nhìn vào mắt cô, thù hận trong lòng cô, cũng sẽ tan thành mây khói. Trong sự trầm mặc, tầm mắt Lạc Thanh Hiền rơi vào mái tóc dài như thác nước của mình. 3000 sợi tóc đen, bà nỡ cắt đứt sao? Sẽ hối hận không? Cắt đứt, thì tức nói lên bà chân chính bước vào Phật môn, không nghe thế sự. Mái tóc dài của bà, không chỉ là tóc dài, còn là chấp niệm của bà. Ngay cả con gái của mình bà cũng không thể dũng cảm đối mặt, chớ nói chi là yên kinh thương tâm. Lý Khinh Hồng căm hận nói, tôi chỉ hỏi ngươi một lần, còn hoàn tục không? Nếu như lần này bà đi, sau này, chúng ta thật sự không cần gặp mặt. Lạc Thanh Hiền ngây dại, ánh mắt dại ra nhìn Lý Khinh Hồng. Trên mặt Vương Nhất mang theo nụ cười chua xót, bác gái, 5 năm trước, cháu và bác giống nhau, rời khỏi cô ấy, khổ của bác. Cháu hiểu, cho nên cháu trở lại,
từ bỏ tất cả, trở lại bên cạnh cô ấy, biết rõ ràng nợ cô ấy, trả thế nào cũng không trả hết, vẫn dùng quãng đời còn lại làm bạn với cô ấy. Cháu vốn là một người ngoài còn như thế, chớ nói chi là người làm mẹ như bác. Lạc Thanh Hiền ngơ ngác nhìn, ánh mắt đỏ lên. Sau một khắc, trong mắt nàng chảy xuống từng giọt nước mắt. Tôi hoàn tục. Thanh âm Lạc Thanh Hiền mang theo nghẹn ngào, rốt cục khóc thành tiếng. Nhìn một màn này, Vương Nhất rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lý Khinh Hồng đỏ mắt nhìn hồi lâu, đột nhiên xoay người, trở về phòng. Lạc Thanh Hiền vẫn rơi lệ như cũ, nhưng mà, khóe miệng của bà lại hơi hơi dương lên, đó là một loại nụ cười phát ra từ nội tâm. Vương Nhất đi tới, cười cười với Lạc Thanh Hiền, hoan nghênh trở về, bác gái. Vẻ mặt Lạc Thanh Hiền đều là cảm kích, đi tới trước mặt Vương Nhất, nhẹ nhàng ôm Vương Nhất một cái. Vương Nhất, cảm ơn cậu. Lạc Thanh Hiền ở nhà Lý Khinh Hồng 2 ngày, trong 2 ngày này, mặc dù Lý Khinh Hồng vẫn hờ hững với Lạc Thanh Hiền, nhưng thái độ đã tốt hơn rất nhiều. Đây cũng có thể xem là một loại tiến bộ. Ngày mai, Lạc Thanh Hiền sẽ trở về Yên Kinh. Đêm hôm đó, Vương Tử Lam đã ngủ say, Vương Nhất cười cười với Lý Khinh Hồng, bác gái sắp về nhà rồi, em không đi tiễn sao? Tiễn cái gì, có anh tiễn không phải là đủ rồi sao? Lý Khinh Hồng không mặn không nhạt nói một câu, 2 ngày nay em thấy bà nhìn anh nhưng càng nhìn càng thích. Nào có. Những lời này vốn là Lý Khinh Hồng bất mãn lên án Vương Nhất lấy lòng Lạc Thanh Hiền, nhưng Vương Nhất lại không nghe ra, ngược lại ngượng ngùng sờ sờ đầu. Những lời này vốn là Lý Khinh Hồng bất mãn lên án Vương Nhất lấy lòng Lạc Thanh Hiền, nhưng Vương Nhất lại không nghe ra, ngược lại ngượng ngùng sờ sờ đầu. Vương Nhất sửng sốt, cũng không nghĩ tới Lý Khinh Hồng cũng sẽ hỏi loại vấn đề không có dinh dưỡng này. Không khỏi cười khổ nói, anh giúp đạo lý bên này. Vương Nhất. Vẻ mặt Lý Khinh Hồng tức giận, căm tức nhìn Vương Nhất. Vương Nhất liên tục cầu xin tha thứ, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng anh thật sự cảm thấy mẹ vợ dễ ở chung hơn ba vợ anh một chút. Lý Khinh Hồng cười lạnh, đó là bà mà 20 năm trước anh chưa từng gặp. Nói xong, liền quay đầu đi ngủ. Vì trừng phạt Vương Nhất không muốn hướng về phía mình, còn cướp cả cái chăn đi. Lúc này Vương Nhất mới giật mình nhớ tới, Lạc Thanh Hiền 20 năm trước, được xưng là đệ nhất mỹ nhân Yên Kinh, phong quang vô hạn. Dáng vẻ khi còn trẻ của bà ấy có thể tham khảo Lý Khinh Hồng của bây giờ, tính cách còn cứng rắn hơn. Vương Nhất cười cười, anh chưa từng thấy dáng vẻ trẻ tuổi của Lạc Thanh Hiền, nhưng anh may mắn gặp được Lý Khinh Hồng. Vậy là đủ rồi. Sáng sớm hôm sau, trời mới tờ mờ sáng. Lạc Thanh Hiền dự định rời khỏi nhà Lý Khinh Hồng, cũng không kinh động các nàng. Nhưng mà mới đi ra, phía sau liền truyền đến giọng nói của Vương Nhất. Bác gái, cháu tiễn bác nhé. Lạc Thanh Hiền sửng sốt, sau đó mỉm cười nói, sao dậy sớm vậy? Vương Nhất cười đi lên, trước kia đi lính, dậy sớm hơn nhiều. Nơi này đến sân bay có chút khoảng cách, cháu lái xe đưa bác đi. Lạc Thanh Hiền cười lắc đầu, điềm tĩnh nói, thời tiết tốt như vậy, không đi một chút thật sự là lãng phí. Vương Nhất giật mình. Rồi sau đó cười gật đầu, cũng đúng. Hai người cứ như vậy đi song song, đi về phía sân bay. Lạc Thanh Hiền hoàn tục, thay một bộ sườn xám màu trắng, khí chất cả người lập tức thay đổi. Ung dung hoa quý, mẫu nghi thiên hạ. Đồng thời, còn cắt một chút tóc dài, đại biểu cho một tâm nguyện. Hành trình ngàn dặm, bắt đầu từ dưới chân. Rất nhanh, hai người đã đến sân bay Thiên An. Đưa đến đây đi. Lạc Thanh Hiền cười nói với Vương Nhất. Bác gái là người xuất gia, cũng không có gì có thể tặng con, liền tặng chuỗi Phật châu này cho con đi. Chuỗi Phật châu này đi theo tôi hơn 20 năm, sau này cậu cùng Khinh Hồng quay về Yên Kinh, hẳn là sẽ có chút trợ giúp. Vương Nhất cũng không khách khí, cười tiếp nhận, vậy thì cảm ơn bác gái. Lạc Thanh Hiền cười lắc đầu, đứa bé ngoan, muốn nói cảm ơn, hẳn là bác gái. Sau này tới Yên Kinh, liền nói với bác gái một tiếng, gặp chuyện, cũng nói với bác gái. Ở Yên Kinh, không có người bác gái không thể đụng vào. Vương Nhất giật mình, sau đó gật đầu, được. Lạc Thanh Hiền nhìn Vương Nhất một cái thật sâu, sau đó chậm rãi đi tới sân bay. Vương Nhất ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mặt trời mới lên, rõ ràng không có mưa, nhưng chân trời lại treo một cầu vồng 7 màu. Đại nhân vật có đại khí tượng, lời này một chút cũng không giả. Anh biết, lần này Lạc Thanh Hiền hồi kinh, thế tất sẽ ở Yên Kinh nhấc lên sóng gió ngập trời. 20 năm trước, bà là chủ nhân của thành cổ Yên Kinh. 20 năm sau, thế nhân vẫn chưa từng quên bà,
bà vẫn là vương của vương tộc Yên Kinh. Tiễn mẹ vợ xong, Vương Nhất dự định trở về tòa nhà quốc tế. Bỗng nhiên, nhận được một tin nhắn. Khương Nhã Mi gửi tới. Nội dung tin tức rất đơn giản, chỉ có lác đác vài cái, lại làm cho tâm thần Vương Nhất nhảy dựng. Tiêu Minh còn sống. Nhìn cái tên, Tiêu Minh, này, nội tâm Vương Nhất thật lâu không thể bình tĩnh. 5 năm chinh chiến, anh quen biết rất nhiều chiến hữu, Tiêu Minh đối với anh mà nói, lại là người đặc biệt nhất. Anh ấy là anh cả của Vương Nhất, sau đó, xác nhận quan hệ với Khương Nhã Mi. Mất tích trong cuộc đối đầu với tổ chức bí ẩn Võng Lượng cách đây 3 năm. 2 năm rồi. 2 năm nay anh và Khương Nhã Mi vừa tìm kiếm hành tung của Võng Lượng, vừa tìm kiếm hành tung của Tiêu Minh. Bọn họ đều tin Tiêu Minh không chết. Vương Nhất trước tiên chạy tới nơi ở của Khương Nhã Mi, cũng chính là biệt thự Sơn Thủy ở vùng ngoại ô. Một thời gian không gặp, khí chất trên người Khương Nhã Mi càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thông tin là gì? Vương Nhất vừa vào biệt thự, liền đi thẳng vào vấn đề. Khương Nhã Mi lập tức đem thông tin nhận được nói cho Vương Nhất. Tôi đã hỏi qua Tiêu Hồng Cương ở Giang Thành chiến vực, lúc trước camera ở chiến vực có chụp được anh ấy. Nói xong, liền mở máy tính, mở băng ghi hình Lý Hồng Cương vừa gửi tới, bắt đầu phát. Đường phố phồn hoa, xe qua xe lại, người đi đường rậm rạp. Dừng. Vương Nhất xem một đoạn thời gian trong băng ghi hình, chỉ vào một khu vực nói, phóng to gấp 10 lần. Sau khi Khương Nhã Mi phóng to gấp 10 lần, trên màn hình hiện ra sườn mặt của một người đàn ông. Mặc dù rất giống, nhưng Vương Nhất và Khương Nhã Mi vẫn nhận ra, đây chính là Tiêu Minh. Không sai, chính là anh ấy. Khương Nhã Mi cảm xúc kích động, vội vàng nói với Vương Nhất, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi Giang Thành. Nói xong muốn động thân, lại bị Vương Nhất kéo lại. Đợi đã. Vẻ mặt anh nghiêm túc, chỉ dựa vào một bên mặt, rất khó nhận định chính là anh ấy. Anh ấy có khả năng là người dịch dung, còn có điều cô có nghĩ tới hay không, nếu Tiêu Minh không chết, loại trừ tình huống bị nhốt, vì sao anh ấy không tới tìm chúng ta? Lời Vương Nhất nói, lập tức làm cho Khương Nhã Mi sửng sốt một chút. Vương Nhất chỉ vào màn hình tiếp tục nói, hơn nữa cô nhìn ống kính, camera anh ấy rõ ràng có chuyện phải làm, lại nhìn chỗ phồng lên trong túi áo anh ấy, đó là súng ống, anh ấy ở Giang Thành làm cái gì, những thứ này cô đều hiểu sao? Khương Nhã Mi trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Nhất, anh có ý gì? Vương Nhất chậm rãi thở ra một hơi, 2 năm, có thể đến khi gặp lại. Anh ấy không còn là Tiêu Minh mà chúng ta quen thuộc trước kia. Khương Nhã Mi ngây người một lúc lâu, sắc mặt chợt trở nên hung ác, anh đang hoài nghi anh ấy. Tôi không có. Vương Nhất bình tĩnh nói, tôi chỉ tận lực dùng góc độ khách quan nhất suy nghĩ chuyện này. Mặt khác, tôi là ẩn chủ, bất cứ kết quả gì, tôi đều phải suy nghĩ, bao gồm, kết quả xấu nhất. Khương Nhã Mi ngơ ngác nhìn thật lâu, bỗng nhiên thu hồi ánh mắt. Anh không đi, tôi tự mình đi. Nói xong, liền chạy ra ngoài. Vương Nhất không đuổi theo, chỉ nhìn bóng lưng Khương Nhã Mi khe khẽ thở dài. Cô ta còn muốn biết chân tướng hơn cả bản thân mình, nhưng lại xem nhẹ một điểm, thường thường lúc này chân tướng là tàn khốc nhất. Vương Nhất lấy từ trong túi ra một tấm ảnh ố vàng. Trong ảnh là hai gương mặt tuấn lãng đang đứng, chính là anh và Tiêu Minh. Mà phía dưới tấm ảnh, còn có một tấm ảnh. Đây là một bức ảnh được chụp tại hiện trường. Ảnh chụp không có gì cả, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy một mảnh nhỏ của vòng thép. Đây là bức ảnh Vương Nhất chụp khi rời khỏi nhà họ Kim hôm đó. Lúc ấy, Vương Nhất để Lãnh Nhan giết Lý Tinh Sở, lại bị một cường giả thực lực sâu không lường được ngăn trở. Anh ta từ trong tay Lãnh Nhan mang đi Lý Tinh Sở, hơn nữa Lãnh Nhan đuổi thế nào cũng đuổi không kịp. Căn cứ vào hồi ức của ba người Lãnh Nhan, Thiết Diệt, Hồng Phật, người nọ giống như con rơi đứng ngược dưới mái hiên. Có phải là rơi mà anh muốn tìm không? Vương Nhất không biết. Nhưng Vương Nhất biết, trước mắt xem ra, bên cạnh anh còn có người như vậy. Bởi vì, có thể từ trong tay Lãnh Nhan đoạt được con tin, một kích đẩy lui, thiên hạ ít có. Tiêu Minh tính là một người. Mà vũ khí của anh ta, lại là vòng thép đeo trên tay. Hoàn toàn phù hợp với các mảnh vỡ vũ khí còn lại tại hiện trường. Đủ loại dấu hiệu, mũi nhọn đều hướng về phía anh ta. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Vương Nhất lại nói những lời này với Khương Nhã Mi. Anh sợ, càng tiếp cận chân tướng, lại càng do dự không tiến lên. Tiêu Minh, cậu sẽ là kẻ thù sao? Vương Nhất ngưng mắt nhìn ảnh chụp, thì thào tự nói.
Trải qua mấy ngày nay Lý Khinh Hồng chạy ngược chạy xuôi, cùng nhiều công ty đạt thành hợp tác, giá trị thị trường của tập đoàn Lệ Tinh đột phá 1 triệu 500 tỷ. Tin tức muốn thành lập công ty còn ở Giang Thành, cũng lan truyền nhanh chóng. Khoảng cách đến Giang Thành, cũng càng ngày càng gần. Lý Khinh Hồng giống như một người vợ hiền, sửa sang lại quần áo cho Vương Nhất, đến rồi thì gọi điện thoại cho em. Xe của Phương Huệ đã chờ từ lâu, Vương Nhất lên xe chạy về phía Giang Thành. Khiến Vương Nhất kinh ngạc chính là, Lý Mộng Đình lại cũng ở hàng sau. Sao cô lại ở đây? Vương Nhất hỏi. Lý Mộng Đình ngượng ngùng cười cười, em ở tổng bộ không có việc gì, muốn đến công ty con hỗ trợ, mặt khác, muốn thăm mẹ nuôi của em một chút. Vương Nhất biết, lý do phía sau mới là chủ yếu. Sau khi Châu Mỹ Ngọc bị bắt, tội nặng như vậy, phỏng chừng 10 năm 20 năm không ra được. So với Châu Mỹ Ngọc, Văn Bội Cầm giống một người mẹ hơn. Lý Mộng Đình nguyện ý đi Giang Thành, đây là nguyên nhân rất quan trọng. Vương Nhất cũng không nói gì. Đợi đến Giang Thành, tôi dẫn mọi người đi dạo một chuyến. Phương Huệ đột nhiên hào hứng nói. Vương Nhất đột nhiên hỏi, cô rất quen thuộc với Giang Thành này sao? Anh nhớ rõ, Phương Huệ là người Thiên An. Từ sau khi biết được mình và Vương Nhất cùng đi Giang Thành, mấy ngày nay Phương Huệ vẫn luôn rất vui vẻ, trên mặt treo nụ cười ấm áp. Bản thân tôi chính là người Giang Thành, chỉ là học ở Đại học Thiên An, sau khi tốt nghiệp vẫn luôn ở lại Thiên An. Nói xong, cố ý nhìn Vương Nhất một cái. Chỉ có Vương Nhất biết cái nhìn này có ý gì, ho khan một tiếng, vậy thì tốt, để cô làm hướng dẫn viên du lịch của chúng tôi đi. Anh không nói về mạng lưới thế lực mà anh hợp nhất ở Giang Thành. 40 phút sau, bọn họ đến Giang Thành. Không biết có phải là ảo giác của Vương Nhất hay không, người ở Giang Thành nhiều hơn. Hơn nữa tùy ý có thể thấy được đều là cả trai lẫn gái giá trị chục tỷ trở lên, chỉ riêng siêu xe giá trị 10 mấy tỷ, trong một con phố đã vượt qua 10 chiếc. Không hổ là tỉnh thành của khu vực Giang Chiết, đều là phú hào. Lý Mộng Đình cảm khái nói. Vương Nhất lại không biết, tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Giang Thành sắp tổ chức đại hội Bắc Cảnh, không bao lâu nữa, Giang Thành sẽ trở thành thành phố sóng gió. Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm trước đi. Phương Huệ chọn một nhà hàng đặc sắc tên là Nguyệt Hồ Viên. Vừa mới chuẩn bị đi vào, cửa liền truyền đến một tiếng kinh hãi. Phương Huệ, trùng hợp vậy sao? Một đôi thanh niên xuất hiện trong tầm mắt của ba người. Người đàn ông diện mạo tuấn lãng, một thân tây trang Armani, vừa nhìn đã biết là người thành công. Người phụ nữ bên cạnh cũng có khuôn mặt xinh đẹp, trên vai đeo một chiếc túi Gucci mới ra năm nay. Ngón giữa tay trái, đeo một chiếc nhẫn kim cương. Đã kết hôn rồi. Nhưng ánh mắt người đàn ông không nhìn cô, mà là ánh mắt nóng bỏng đánh giá Phương Huệ. Phương Huệ nhíu mày, nhưng vẫn lễ phép nói, Hạ Hướng, đã lâu không gặp. Nói xong cũng không có ý định tiếp tục nói chuyện, định tiến vào phòng bao. Vương Nhất nhìn thoáng qua liền không thèm để ý, chỉ là cố nhân gặp lại đơn giản. Nhưng câu tiếp theo của đối phương, lại làm cho trong mắt Vương Nhất hiện lên một tia lạnh lẽo. Phương Huệ. Xem ra cô là nữ thần trong trường cũng không được tốt lắm, lại có thể cùng người phụ nữ khác hầu hạ một chồng. Vương Nhất và Lý Mộng Đình đã dự định vào phòng, nghe được câu này, lại đi ra. Anh nói ai hai nữ cùng hầu một chồng. Lý Mộng Đình mặt mũi tràn đầy lửa giận, trừng mắt nhìn Hạ Hướng. Phương Huệ càng tức giận đến run rẩy, Hạ Hướng, anh còn nói hưu nói vượt, tôi sẽ kiện anh tội phỉ báng. Mặc dù Vương Nhất không nói chuyện. Nhưng ánh mắt lạnh như băng, đã nói rõ tất cả. Hạ Hướng này một câu nói, trực tiếp đắc tội ba người. Trước không nói Vương Nhất đã kết hôn, chỉ riêng Phương Huệ và Lý Mộng Đình là hai hoàng hoa khuê nữ xuất thân trong sạch, đã không chịu nổi loại nhục nhã này. Nhưng Hạ Hướng lại không có loại giác ngộ này, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt trào phúng nhìn cô. Chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao? Khách sạn Nguyệt Hồ Viên này, là khách sạn tình nhân chuyên biệt, ba người mấy người lại cùng đi vào. Đây không phải là hai nữ cùng hầu một chồng thì là cái gì? Lời này vừa nói ra, Phương Huệ và Lý Mộng Đình lập tức biến sắc. Vương Nhất cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên trong phòng bao đều là màu hồng phấn ám trầm, ngay cả tên thực đơn, cũng đều là cái tên, Uyên Ương Hí Thủy, khiến người ta có ý nghĩ kỳ quái. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một nhà hàng dành riêng cho các cặp tình nhân. Xoẹt một cái, mặt Phương Huệ lập tức đỏ lên, vẻ mặt xấu hổ nhìn về phía Vương Nhất. Xin lỗi, lúc tôi chọn không chú ý đây là một nhà hàng tình nhân. Vương Nhất lắc đầu, cũng không thèm để ý.
Người phụ nữ bên cạnh chú ý tới Hạ Hướng đang nhìn Phương Huệ chằm chằm, trong lòng tức giận, hung hăng véo Hạ Hướng một cái. Đây là nữ thần mà anh đã thích trong 3 năm khi còn là sinh viên. Em nhổ vào, em thấy chính là tiện nhân 600.000 là có thể lên giường. Hạ Hướng vội vàng thu hồi tầm mắt, dụ dỗ nói, lúc trước anh là mắt bị mù mới coi trọng cô ta, nhưng mà hiện tại, trong lòng trong mắt anh đều là em Hồ Vũ Nhi. Thì ra người phụ nữ này tên là Hồ Vũ Nhi, Vương Nhất nhìn cô ta vài lần, phát hiện cô ta có chút giống Hồ Minh Chính. Không có gì bất ngờ xảy ra, là người của nhà họ Hồ. Nhìn vợ chồng bọn họ kẻ sướng người họa đều chửi bới cô ta, Phương Huệ chỉ cảm thấy trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Sắc mặt Lý Mộng Đình cũng khó coi, vô duyên vô cớ bị người ta nói là hai nữ cùng hầu một chồng, có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Chúng ta đổi nhà khác ăn. Phương Huệ vừa nói vừa xấu hổ và giận dữ muốn rời đi, Hạ Hướng lại tiến lên một bước, chặn đường Phương Huệ. Đừng đi mà, có gan làm, không có gan chịu sao. Hai nữ cùng hầu một chồng thì hai nữ cùng hầu một chồng, lại không ai khinh thường cô, nhưng mà, người anh em này cũng giỏi quá nhỉ, không ngờ có thể khiến cho hai người phụ nữ tâm bình khí hòa ở chung, Hạ Hướng tôi bội phục, ha ha ha. Hạ Hướng lại cười ha ha nhìn về phía Vương Nhất, trên mặt tràn đầy trào phúng. Lúc này là bên đường lưu lượng người rất lớn, hơn nữa Hạ Hướng cố ý cất tiếng cười to, khiến cho rất nhiều người trong quán chú ý. Ánh mắt bọn họ quái dị nhìn ba người Vương Nhất, còn chỉ trỏ Phương Huệ và Lý Mộng Đình. Hai người phụ nữ này trẻ tuổi như vậy, lại đều xinh đẹp như vậy, làm sao có thể làm ra loại chuyện này đây? Ai, nói không chừng đây chính là tình yêu, chúng ta không thể kỳ thị người ta. Bốn phía đều là tiếng bàn luận. Cuối cùng, Phương Huệ không thể nhịn được nữa. Hạ Hướng, anh rốt cuộc muốn thế nào, tôi chỉ là đi nhầm nhà hàng, tại sao lại chửi bới tôi như vậy? Đối mặt với chất vấn của Phương Huệ, Hạ Hướng cười cười, chẳng muốn thế nào, chỉ là cảm thấy có chút tạo hóa trêu người, nữ thần trong trường, sau khi ra khỏi xã hội, lại có thể làm ra chuyện đê tiện như vậy. Tôi không phải nữ thần trường học gì, nếu như anh bởi vì chuyện lúc trước tôi cự tuyệt nhiều lần mà ghi hận trong lòng với tôi xin lỗi anh hài lòng chưa? Phương Huệ gần như gầm lên giận dữ. Hạ Hướng cũng là sững sờ, nhưng phục hồi tinh thần lại, trên mặt cười lạnh càng sâu. Nhìn nữ thần mình khổ tâm theo đuổi nhiều năm bị mình dẫm dưới chân nhục nhã như thế, trong lòng anh ta có một loại cảm giác sảng khoái nói không nên lời. Vương Nhất cũng hiểu giữa bọn họ có quá khứ gì, lập tức ánh mắt lạnh hơn. Một người đàn ông lòng dạ hẹp hòi như thế, còn không có giới hạn chửi bới một người phụ nữ, làm cho anh cảm thấy ghê tởm. Đi thôi. Lúc này đây, anh chủ động mở miệng, dự định mang Phương Huệ và Lý Mộng Đình rời khỏi nơi này. Thật ngại quá. Nhà hàng không tiếp nhận trả phòng. Đúng lúc này, một người phụ nữ bộ dáng quản lý đi tới, trên mặt, đồng dạng mang theo vẻ trào phúng. Cái gì, không thể trả. Sắc mặt Phương Huệ đại biến, chẳng phải nhất định phải ăn ở đây sao? Hạ Hướng nhìn về phía nữ quản lý, tôi đưa vợ tôi đến đây, sắp xếp cho tôi một phòng riêng. Nữ quản lý rõ ràng là biết Hạ Hướng và Hồ Vũ Nhi, áy náy cúi đầu một cái. Ngại quá, ông Hạ, cô Hồ. Phòng bao đã đầy, phòng bao cuối cùng, đã được cô Phương này đặt xong rồi. Cái gì? Hạ Hướng đang muốn nổi giận, nữ quản lý vội vàng nói, nhưng mà không sao, phòng riêng của cô Phương, tôi cho ngài thêm hai cái ghế. Nghe vậy, Hạ Hướng ngây người. Nghĩ đến còn có thể nhục nhã Phương Huệ thêm một lát, anh ta lại cười ra tiếng, đã như vậy, chúng ta liền ủy khuất một chút, cùng với cô Phương này ở chung một phòng. Cô Phương, cô không có ý kiến gì chứ? Nữ quản lý lại nhìn về phía Phương Huệ. Phương Huệ thẳng thừng từ chối, không được. Việc ghép phòng bao ngược lại là chuyện nhỏ, cô không muốn nhìn thấy cái tên Hạ Hướng thối tha này nữa. Nữ quản lý xoay người rời đi, căn bản không hỏi ý kiến của Phương Huệ. Này, anh thái độ gì đây? Lý Mộng Đình vừa muốn đi lên lý luận, Vương Nhất lắc đầu một cái, bỏ đi, cãi không thắng. Cứ như vậy, năm người cùng nhau vào phòng. Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên rất nhanh, còn tặng một chai rượu vang đắt tiền. Thế nhưng, lại không có người động đũa một chút nào. Ba người Vương Nhất lướt điện thoại di động, Hạ Hướng và Hồ Vũ Nhi lại ở trước mặt bọn họ ân ái. Ông xã, đều tại anh, hôm nay tới quá muộn, ghế lô cuối cùng đều bị bọn họ cướp đi, làm hại người ta còn muốn cùng bọn họ ghép phòng. Không sao, ngày mai chúng ta đến sớm một chút. Thật hy vọng sau này đừng gặp lại những người không biết xấu hổ này nữa,
ảnh hưởng đến tâm tình ăn cơm, nếu như không phải chúng ta, bọn họ có thể uống được rượu vang quý báu như vậy sao? Hồ Vũ Nhi nói, đột nhiên liếc mắt nhìn túi sách của Phương Huệ, chưa tới 30 triệu. Nhất thời, sự khinh thường trong mắt càng sâu. Hạ Hướng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, Vũ Nhi, em có biết tập đoàn Lệ Tinh, tập đoàn đứng đầu Thiên An không? Biết, làm sao vậy? Lấy địa vị của Hồ Vũ Nhi ở nhà họ Hồ, cũng không biết quan hệ giữa Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Nghe nói tập đoàn Lệ Tinh muốn thiết lập công ty con ở Giang Thành chúng ta, đến lúc đó nhất định sẽ có tài nguyên đổ về. Người phụ trách công ty con Lệ Tinh nghe nói hôm nay đã đến Giang Thành, nếu như chúng ta có thể bắt được hạng mục hợp tác với bọn họ, nhất định có thể thăng cấp thành cao tầng của tập đoàn Cự Phong, chân chính chạm đến hạch tâm. Biểu cảm Hạ Hướng lập tức trở nên kích động. Vẻ mặt Vương Nhất cũng trở nên quái dị, không nghĩ tới hai người bọn họ là nhân viên của tập đoàn Cự Phong. Nhưng mà, anh đã bảo Hồ Hoàng Việt khai trừ tàn đảng nhà họ Hồ trong tập đoàn, làm sao còn có cá lọt lưới. Hồ Vũ Nhi sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt mừng rỡ nhìn về phía ba người Vương Nhất, mấy người đến từ Thiên An, có biết người phụ trách công ty con ở Giang Thành của tập đoàn Lệ Tinh là ai không? Hạ Hướng khoát tay áo, em hỏi bọn họ làm gì, ba người bọn họ vừa nhìn đã biết là người làm công nghèo, làm sao có thể biết? Cũng đúng. Vẻ mặt Hồ Vũ Nhi lập tức trở nên khinh thường. Hạ Hướng bỗng nhiên cười thần bí, anh nghe nói, người phụ trách công ty con Giang Thành của tập đoàn Lệ Tinh, họ Vương. Thật sao? Hồ Vũ Nhi vẻ mặt kích động, nói mau, anh ta tên là gì? Hạ Hướng lắc đầu, tên cụ thể anh cũng không rõ lắm, đây là bí mật chỉ có lãnh đạo cao tầng của tập đoàn Cự Phong mới có thể biết được. Thời gian ăn cơm, nói cái này làm gì, bọn họ lại nghe không hiểu. Hạ Hướng nhìn về phía ba người Vương Nhất, mấy người, bây giờ đang làm ở đâu? Phương Huệ mặt không chút thay đổi nói, tôi chính là phó tổng của tập đoàn Lệ Tinh. Sau khi Phương Huệ nói xong câu đó, trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Hạ Hướng và Hồ Vũ Nhi kinh ngạc nhìn Phương Huệ, dường như bị những lời này của Phương Huệ làm cho kinh hãi. Lúc này Phương Huệ kiêu ngạo như chim công, còn cao ngạo nâng cằm lên, dùng ánh mắt nhìn xuống bọn họ. Thấy một màn như vậy, Vương Nhất có chút dở khóc dở cười. Cô ta đang chứng minh với Hạ Hướng và Hồ Vũ Nhi mình ưu tú đến mức nào. Hơn nữa lúc trước ở cửa khách sạn bị chửi bới cùng Vũ Nhục, muốn mượn cơ hội này toàn bộ phát ti ba tê ra. Hạ Hướng và Hồ Vũ Nhi sững sờ nhìn Phương Huệ một lúc lâu, bỗng nhiên cười ha hả. Ha 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 ha. Nhìn Hạ Hướng và Hồ Vũ Nhi cười to, Phương Huệ ngây ngẩn cả người, sau đó vẻ mặt tức giận, có gì mà buồn cười. Cô ta nói cô ta là phó tổng giám đốc tập đoàn Lệ Tinh, ha, cười chết tôi rồi. Trực tiếp nói là chủ tịch tập đoàn Lệ Tinh luôn cho rồi. Phương Huệ à, tốt nghiệp lâu như vậy không gặp, chẳng những cô lăn lộn không được tốt lắm, mà bản lĩnh khoác lác cũng được nâng cao. Hạ Hướng ôm bụng cười to. Hồ Vũ Nhi càng cười ra nước mắt. Phương Huệ nóng nảy, tôi thật sự là phó tổng giám đốc Lệ Tinh. Ai có thể chứng minh? Ai có thể chứng minh? Ánh mắt Hạ Hướng nhìn Phương Huệ như đang nhìn một thằng hề. Phương Huệ, cô có biết phó tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Tinh đại diện cho cái gì không? Đại biểu cho tiền, danh tiếng, nếu cô thật sự là phó tổng giám đốc Lệ Tinh, chúng ta sao lại chưa từng nghe qua tên của cô? Đúng vậy, tôi có nghe qua tên của một phó tổng Lệ Tinh, tên là Thành Trâm, Thành Tổng, trước đó vài ngày còn tới Giang Thành, tôi cùng cô ấy uống rượu, đáng tiếc sau đó không liên lạc được. Hồ Vũ Nhi cũng nói. Vương Nhất nghe được lắc đầu. Phương Huệ chỉ dùng số tiền kiếm được để trợ cấp cho gia đình mà thôi, hơn nữa cô ta là người khiêm tốn, không thích tham dự các sự kiện, cũng là người khiêm tốn nhất trong ba vị phó tổng. Đến nơi này, lại trực tiếp phủ định toàn bộ. Tôi có thể chứng minh. Lý Mộng Đình bỗng nhiên hô to một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn Hạ Hướng cùng với Hồ Vũ Nhi. Hạ Hướng cùng Hồ Vũ Nhi tầm mắt lại rơi vào trên người Lý Mộng Đình, đồng dạng cười ra tiếng. Lại là một người nói lung tung. Người anh em này, anh tìm phụ nữ không thể chỉ tìm người đẹp, đẹp thì có ích lợi gì, còn phải tìm người đầu óc bình thường, giống Vũ Nhi nhà tôi, cũng rất thông minh. Hạ Hướng nhìn Vương Nhất cười nói. Vương Nhất cười cười không nói chuyện, chỉ động đũa ăn thức ăn. Hiện tại, hắn đối với hai người này chỉ có thương hại sâu sắc. Anh đã không đành lòng nói cho bọn họ biết chân tướng rồi. Nếu để cho bọn họ biết, anh và Phương Huệ là phó tổng giám đốc Lệ Tinh, anh có một người vợ chính là chủ tịch Lệ Tinh, ngay cả tập đoàn Cự Phong cũng là của anh, bọn họ nhất định sẽ sợ tới mức ngất đi. Thấy Vương Nhất không nói lời nào,
Hạ Hướng lại nhìn về phía Phương Huệ. Phương Huệ, nể tình bạn học cũ, tôi khuyên cô một câu, với nhan sắc của cô, hoàn toàn có thể tìm một người bạn trai có tiền hơn. Tôi tìm bạn trai như thế nào, có liên quan gì đến anh không? Phương Huệ tức giận, nếu đối phương không tin cô là phó tổng giám đốc Lệ Tinh, cô cũng không nhấn mạnh nữa. Bây giờ cô ấy chỉ muốn ăn cơm xong sớm một chút rồi rời đi. Hạ Hướng đương nhiên cũng nhìn ra Phương Huệ không muốn ở lại đây, trong mắt vừa chuyển, bỗng nhiên nói không nhiều lời, em yêu, không bằng chúng ta đi về đi. Được. Hồ Vũ Nhi cũng không ở lại nữa. Vương Nhất cũng đứng dậy, đã như vậy, chúng ta cũng đi thôi. Phương Huệ có chút đau lòng vì thức ăn vẫn không nhúc nhích trên bàn, hơn nữa đồ ăn ở đây cũng không tệ lắm, vì vậy gọi nhân viên phục vụ tới, xin chào, xin đóng gói cho tôi. Người đi vào là nữ quản lý, cô ta nhìn Phương Huệ như nhìn một con dế nhũi, thật ngại quá, cô Phương, chỗ chúng tôi không bao giờ đóng gói. Phương Huệ nghe vậy, cũng sửng sốt cười, nếu không thể đóng gói, vậy chúng ta ăn thêm một chút đi. Phụt! Ngoài cửa, truyền đến tiếng cười của Hồ Vũ Nhi. Không được, em nhìn không được, người trước kia anh thích, thì ra là một con dế nhũi. Hồ Vũ Nhi vẻ mặt châm biếm, chỉ vào Phương Huệ nói, bây giờ ai ăn cơm còn đóng gói đồ ăn thừa, cô ta còn nói cô ta là phó tổng giám đốc Lệ Tinh, thật sự là không biết xấu hổ. Vũ Nhi, loại chuyện này trong lòng em biết là tốt rồi, đừng nói ra chứ, người ta cũng là vì sĩ diện. Hai người tiếp tục kẻ sướng người họa, khiến Phương Huệ trở nên không đáng một đồng. Phương Huệ tức giận đến cả người phát run, Vương Nhất cũng có chút nổi giận. Lãng phí thức ăn, vốn là hành vi không có tố chất. Phương Huệ đóng gói mang về nhà, có gì sai chứ? Tôi nhớ rõ, tập đoàn Cự Phong có một quy củ của công ty, chính là không thể lãng phí lương thực, chẳng lẽ các người ở căn tin công ty, cũng là như vậy? Vương Nhất lạnh lùng nhìn bọn họ. Hạ Hướng cùng Hồ Vũ Nhi đều là sửng sốt. Sau đó nhớ tới là bọn họ lúc trước nói chuyện bại lộ tin tức bọn họ là nhân viên tập đoàn Cự Phong. Bọn họ vẻ mặt khinh thường, chúng tôi ở công ty thế nào, có quan hệ gì với cô? Vương Nhất bỗng nhiên cười cười, xem ra các người cũng làm chuyện này không ít, các người không sợ có một ngày bị chủ tịch hội đồng quản trị của các người biết được đuổi việc các người luôn đi. Hạ Hướng và Hồ Vũ Nhi cười càng vui vẻ. Cô có biết chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi là ai không, ở đó mà nói. Hồ Vũ Nhi càng là vinh váo tự đắc ngẩng đầu. Nói cho anh biết, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Cự Phong là người của nhà họ Hồ tôi, dù có khai trừ ai, cũng sẽ không khai trừ chúng tôi, hiểu không? Vương Nhất lấy điện thoại di động ra, gọi cho Hồ Hoàng Việt. Tập đoàn Cự Phong ông có hai người đang gây chuyện, mau tới đây một chuyến, việc này xử lý không tốt, thì ông trở về Thiên An đi, để Tăng Quốc Vinh làm vị trí này. Nghe Vương Nhất nói. Hạ Hướng và Hồ Vũ Nhi có chút sững sờ. Sau đó, vẻ mặt càng thêm khinh thường. Tôi còn tưởng Phương Huệ giỏi khoác lác, thì ra công phu khoác lác của anh còn hơn cô ta, đúng là rắn chuột cùng một ổ, loại phụ nữ nào thì xứng với loại đàn ông đó. Đúng vậy, anh có biết chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn chúng tôi không? Ngay cả chúng ta cũng chưa từng gặp qua người đó, anh còn bảo hắn mau tới đây. Hạ Hướng và Hồ Vũ Nhi, căn bản không tin Vương Nhất có thể gọi Hồ Hoàng Việt tới. Phương Huệ và Lý Mộng Đình không biết Hồ Hoàng Việt là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Cự Phong, vẻ mặt lo lắng. Vương Nhất, đừng nói nữa. Lý Mộng Đình vẻ mặt xấu hổ, sau đó nói với nữ quản lý một câu, món này chúng tôi không cần. Hạ Hướng và Hồ Vũ Nhi cũng chú ý tới Lý Mộng Đình xưng hô với Vương Nhất, vẻ mặt ngạc nhiên. Ồ, không ngờ anh lại là họ Vương. Reng reng reng. Đúng lúc này, điện thoại của Hạ Hướng vang lên, là một dãy số xa lạ. Alo, ông là ai vậy? Hạ Hướng nhận điện thoại. Hạ Hướng, cậu dám đắc tội ngài Vương, còn không mau quỳ xuống xin lỗi ngài Vương và bạn của anh ta. Trong điện thoại truyền đến tiếng giống giận dữ của Hồ Hoàng Việt. Hạ Hướng sửng sốt, sau đó chửi ầm lên. Ông là cái thá gì, cũng dám kêu tôi quỳ xuống xin lỗi. Tôi là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Cự Phong, Hồ Hoàng Việt. Hạ Hướng vừa nghe, nhất thời cười ra tiếng. Nếu ông mà là Hồ Hoàng Việt, thì tôi đây là cậu chủ họ Lục, Lục Kiệu. Tút tút tút. Nói xong, anh ta liền cúp điện thoại. Hồ Vũ Nhi sửng sốt một chút, hỏi, ai vậy? Một tên thần kinh, nói mình là chủ tịch tập đoàn Cự Phong, Hồ Hoàng Việt, em nói có mắc cười hay không? Hạ Hướng vẻ mặt khinh thường. Hồ Vũ Nhi cũng là có chút lo lắng, không phải là thật chứ,
dù sao người nọ mới vừa nói xong, liền gọi điện thoại cho anh. Hạ Hướng trên mặt càng thêm khinh thường, làm sao có thể, nếu thật sự là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn chúng ta, sẽ gọi điện thoại cho chúng ta sao? Theo anh thấy, ông ta nhất định là người mà thằng nhóc này tìm tới diễn kịch, số điện thoại di động của anh 895 không đổi, Phương Huệ nói số điện thoại cho anh ta lại bảo bạn anh ta giả làm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn chúng ta để dọa anh, thủ đoạn thấp kém như vậy, cũng muốn lừa được anh sao? Hồ Vũ Nhi sững sờ nhìn Hạ Hướng, bỗng nhiên vẻ mặt kinh hỉ, ông xã, anh thật sự là quá thông minh. Còn phải nói sao? Hạ Hướng vẻ mặt kiêu ngạo. Hồ Vũ Nhi lập tức nhìn về phía Phương Huệ và Vương Nhất, hai người biểu diễn rất hay, nếu không phải chồng tôi thông minh, tôi cũng đã tin. Sắc mặt Phương Huệ khó coi, nhất thời đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Lý Mộng Đình cũng cảm giác rất mất mặt, cô ta lập tức cảm nhận được cảm giác người xa nhà không nơi nương tựa. Nếu như là ở Thiên An, ai dám đối với bọn họ như vậy? Vương Nhất vẫn ngồi ở vị trí cũ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không có chút không vui nào. Hạ Hướng giống như không muốn buông tha Vương Nhất, không phải anh muốn gọi chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Cự Phong tới xử lý chúng tôi sao, chúng tôi lại không đi, tôi ngược lại muốn xem anh có thể mời tới người nào. Vương Nhất vẫn không nói gì, nơi này cách tập đoàn Cự Phong không xa, Hồ Hoàng Việt chạy tới, chỉ mất vài phút thôi. Lúc này, nữ quản lý đi vào, ngăn Vương Nhất đang ăn uống lại. Ngài đây, thật ngại quá, cô Hồ đã trả phòng bao, nếu như ngài còn muốn tiếp tục ở chỗ này ăn, mời ngài đặt lại phòng. Lý Mộng Đình nhất thời tức giận, rõ ràng phòng bao này là chúng tôi đặt, muốn trả thì cũng là chúng tôi trả, sao lại thành bọn họ trả rồi. Nữ quản lý vẫn mỉm cười như trước, ngại quá, cô Hồ là khách hàng cao cấp của chúng tôi, cô ấy ở phòng nào, sẽ có quyền sử dụng phòng đó. Phương Huệ vừa nghe, lập tức tiến lên, các người không phải đang bắt nạt người khác sao? Ngại quá, là quy định của Lục Tổng chúng tôi, mong các anh thông cảm và tuân thủ. Trên mặt nữ quản lý mang theo sự kiêu ngạo, nhìn Phương Huệ. Vương Nhất lại để đũa xuống, nhìn nữ quản lý kia, cô nói Lục Tổng, là Lục Kiệu. Nữ quản lý cười, chẳng lẽ ở Giang Thành, còn có Lục Tổng khác sao? Vương Nhất cũng cười, chuyện này dễ làm rồi, cô bị đuổi việc, đi viết thư từ chức đi. Lời này vừa nói ra, nữ quản lý lập tức kinh ngạc. Rồi sau đó giống như nghe được chuyện cười, nở nụ cười, anh nói cái gì? Tôi không nghe lầm chứ, anh lại muốn đuổi việc tôi. Vương Nhất gật gật đầu, cô không xứng làm vị trí này, đồng thời, cũng không xứng làm ngành dịch vụ, cô bị toàn Giang Thành phong sát. Nữ quản lý trợn mắt há hốc mồm, rồi sau đó cố nén cười, quay đầu lại nhìn về phía Hạ Hướng cùng với Hồ Vũ Nhi. Ngài Hạ, cô Hồ, anh ta nói, không chỉ muốn đuổi việc tôi, còn muốn toàn bộ Giang Thành phong sát tôi. Ha 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 ha. Lúc này đây, không chỉ Hạ Hướng và Hồ Vũ Nhi nở nụ cười, mà ngay cả đại bộ phận khách trong nhà hàng, cũng nở nụ cười. Ai mà không biết quan hệ giữa Tiêu quản lý và Lục Tổng, chức vị quản lý này chính là do Lục Tổng đề bạt lên. Phương Huệ à, người đàn ông của cô không chỉ không có tiền, mà còn rất giỏi lấy lòng mọi người, làm mọi người vui vẻ mà. Thằng Hề nói tầm sàm. Hạ Hướng và Hồ Vũ Nhi cười nhạo Phương Huệ. Sắc mặt Phương Huệ và Lý Mộng Đình khó coi, muốn nói gì đó, Phương Nhất lại lắc đầu, nghiêm túc nhìn các cô ta, thời gian dài như vậy, các cô còn không tin tôi sao? Phương Huệ và Lý Mộng Đình đều sửng sốt, sau đó cắn chặt môi. Đích xác, tất cả người xem thường Vương Nhất, cuối cùng đều phải trả giá đắt. Các cô tin tưởng, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Phương Huệ đi tới trước mặt Hạ Hướng và Hồ Vũ Nhi, đồng thời nhìn về phía nữ quản lý Lưu Hảo, ngẩng đầu, các người chờ xong đợi đi. Hạ Hướng cùng Hồ Vũ Nhi mừng rỡ không thôi, Lưu Hảo lại càng lắc đầu. Vị trí quản lý này của tôi chính là do Lục Tổng một đường đề bạt lên, các người muốn đuổi việc tôi như thế nào? Chẳng lẽ, mấy người còn giỏi hơn Lục Tổng sao? Vương Nhất vẫn phong khinh vân đạm cười như cũ, có phải hay không, lập tức có thể thấy kết quả. Quản lý Lưu, đừng nghe anh ta nói bừa, anh ta chính là một tên lừa đảo. Hạ Hướng nói với Lưu Hảo. Lưu Hảo đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, lắc đầu một cái, châm biếm nhìn Vương Nhất, Lục Tổng của chúng ta đang ở phòng VIP trên lầu, có muốn tôi mời anh ta xuống không, sau đó anh trực tiếp đuổi việc tôi. Vương Nhất không nghĩ tới Lục Kiệu ở đây, ngồi thẳng người, được, cô gọi cậu ta xuống đi. Nghe vậy, ánh mắt Lưu Hảo cũng hoàn toàn lạnh xuống, anh là cái thá gì, cũng xứng gặp Lục Tổng.
Hồ Vũ Nhi cũng cười ha ha nói, đừng để ý, Lưu quản lý, nếu vị, nhân vật lớn, này muốn quen biết Lục Tổng, cô liền dắt cầu nối, để cho bọn họ gặp mặt một lần đi. Lưu Hảo trầm ngâm một lúc lâu, cũng gật đầu, vậy được rồi. Nói xong, xoay người đi lên lầu. Chỉ chốc lát sau, trên lầu truyền đến một trận tiếng ồn ào. Lưu Hảo đỡ một thanh niên mặc áo sơ mi hoa đi xuống. Chỉ có điều trong tay anh ta cầm một chai rượu, mặt hơi đỏ, bộ dạng như uống nhiều rượu. Chính là Lục Kiệu. Từ sau khi nhà họ Lục thần phục Vương Nhất liền cho nhà họ Lục một chút chỗ tốt, thúc đẩy tập đoàn Cự Phong cùng hợp tác với nhà họ Lục. Tập đoàn Cự Phong vốn là xí nghiệp đầu sỏ Giang Thành, trước kia nhà họ Lục vẫn muốn hợp tác, nhưng luôn không có cơ hội, hôm nay được như nguyện. Lục Kiệu làm sao không kích động. Nhìn thấy Lục Kiệu xuống, Vương Nhất cũng là vẻ mặt nghiền ngẫm nheo mắt lại, cũng không gọi anh ta. Cậu Lục, tôi biết ngài vui vẻ, nhưng cũng phải uống ít một chút. Lưu Hảo vỗ lưng Lục Kiệu. Lục Kiệu lại hất tay ra, tránh ra, hôm nay tôi vui, muốn uống thỏa thích. Được, tận hưởng. Lưu Hảo vẻ mặt vui vẻ, nếu cậu Lục vui vẻ, vậy tôi sẽ nói thêm một chuyện thú vị, để cho cậu Lục càng thêm vui vẻ hơn. Một người không có mắt, không chỉ nói mình quen biết chủ tịch tập đoàn Cự Phong, còn nói muốn ở trước mặt ngài đuổi việc tôi, ngài nói, có buồn cười hay không? Ngay sau đó, Lục Kiệu ném chai rượu trong tay, lập tức vỡ thành từng mảnh. Tên nào không có mắt, dám đuổi việc cô. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Lưu Hảo phục hồi tinh thần lại, cười càng thêm vui vẻ, chỉ về Vương Nhất, chính là tên không có mắt này. Lục Kiệu nhìn theo, Vương Nhất cười híp mắt vẫy vẫy tay, cậu Lục, mấy ngày không gặp, uy phong không ít nhỉ. Trong nháy mắt, Lục Kiệu hoàn toàn tỉnh táo, không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Sau đó, anh ta nhặt một chai rượu rỗng lên, đập một chai vào đầu Lưu Hảo. Xoẹt! Nương theo một tiếng vang giòn, chai rượu vỡ, đầu Lưu Hảo cũng vỡ. Sau một khắc, truyền đến tiếng giống giận dữ của Lục Kiệu. Mắt chó của cô bị mù à, ngay cả ngài Vương cũng dám chọc. Toàn bộ khách sạn Nguyệt Hồ Viên lặng ngắt như tờ, Hạ Hướng và Hồ Vũ Nhi ở bên ngoài, giờ phút này càng thêm một bộ dáng như thấy quỷ, trên mặt chỉ còn lại vẻ kinh hãi nồng đậm. Phương Huệ và Lý Mộng Đình cùng che miệng lại, thiếu chút nữa là kêu lên. Khi Lục Kiệu đi xuống lầu, các cô đều cảm thấy xong rồi. Không nghĩ tới, Lục Kiệu vừa thấy Vương Nhất, giống như chuột nhìn thấy mèo, một chai rượu đập vỡ đầu Lưu Hảo. Máu tươi, rất nhanh chảy đầy mặt Lưu Hảo, hơn nữa bốn phía ánh đèn màu hồng quỷ dị, khiến cho khuôn mặt của cô ta thoạt nhìn đáng sợ không thôi. Lưu Hảo đã choáng váng. Lấy tay sờ gáy. Máu. Máu đầy cả một bàn tay. A, à, cô ta cũng hét lên một tiếng, đặt mông ngã trên mặt đất. Lục Kiệu vẫn không buông tha cô ta, dùng sức túm tóc Lưu Hảo, hung hăng tát cô ta một cái. Con khốn không có mắt, cô là cái thá gì, cũng dám trêu chọc ngài Vương. Đừng nói ngài Vương muốn sa thải cô, cho dù muốn mạng của cô cũng phải ngoan ngoãn cho. Cô có biết ngài Vương là ai không? Ngay cả tôi, cũng phải cung kính với ngài Vương. Bốp! Bốp, vẻ mặt Lục Kiệu hung ác, mỗi một câu nói đều dùng sức tát Lưu Hảo một cái, căn bản không coi Lưu Hảo là người. Được rồi. Lúc này, Vương Nhất quát một tiếng, còn đánh nữa sẽ xảy ra án mạng. Lúc này Lục Kiệu mới dừng tay, một cước đá Lưu Hảo sang một bên, lúc này mới sửa sang lại quần áo, cung kính đi tới trước mặt Vương Nhất. Ngài Vương, người phụ nữ này xử lý như thế nào, tùy ngài định đoạt. Coi như là giết cô ta. Tôi cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Trong phòng vang vọng lời nói tràn ngập sát khí của Lục Kiệu, Lưu Hảo trên mặt đất run rẩy dữ dội. Lúc này cô ta, tóc tai bù xù, cả người là máu. Cô ta giống như chó bò đến trước mặt Vương Nhất, không muốn sống mà dập đầu. Ngài Vương, tôi sai rồi, tôi không nên mắt chó khinh người. Van cầu ngài, đừng giết tôi không muốn chết. Xin ngài xem tôi là cái rắm, thả đi. Vương Nhất khoát tay áo. Sa thải là được, cũng không đến mức chết. Còn không mau cảm ơn ngài Vương, tha cho cái mạng đê tiện này của cô. Lục Kiệu đá một cước vào người Lưu Hảo. Cảm ơn ngài Vương, cảm ơn ngài Vương. Lưu Hảo dùng sức dập đầu, nhưng ngay cả đứng lên cũng không dám, trực tiếp bỏ đi như vậy. Một màn này, thật sâu ca một trên thích nội tâm Hạ Hướng cùng Hồ Vũ Nhi, bọn họ trực tiếp choáng váng. Lục Kiệu, chính là thiếu gia dòng chính của nhà họ Lục. Ngay cả Lục Kiệu cũng cung kính với Vương Nhất như vậy. Huống chi bọn họ.
Vừa nghĩ tới bọn họ lúc trước đối với Phương Huệ bọn họ mang đến trào phúng, bọn họ chính là tứ chi phát lạnh. Ngài Vương, ngài đến Giang Thành sao không thông báo cho tôi một tiếng, để tôi đi đón ngài. Lục Kiệu lau mồ hôi lạnh trên đầu, nói. Sớm thông báo cho cậu, không phải sẽ không có trò hay này sao? Vương Nhất đánh giá cấu tạo của Nguyệt Hồ Viên, chậc chậc lấy làm kỳ lạ, Nguyệt Hồ Viên, không phải tình nhân thì không thể vào, phòng bao đã đặt xong không thể trả lại, cơm thừa canh cặn, còn không được mang đi chính là dế nhũi. Không tệ, thật không tệ. Nghe ra sự tức giận ẩn chứa trong lời nói của Vương Nhất, Lục Kiệu vội vàng cúi đầu, ngài Vương, xin lỗi. Chỉnh đốn lại, tôi nhất định chỉnh đốn lại. Còn không mau cút. Vương Nhất giận quát một tiếng. Lục Kiệu như được đại xá, chạy như bay ra ngoài. Giờ phút này anh ta mới phát hiện, đề nghị để nhà họ Lục giả vờ thần phục Vương Nhất, dường như cũng không thuận buồm xuôi gió như anh nghĩ. Ngoại trừ nếm được một ít ngon ngọt, anh ta phải đối mặt, càng là Vương Nhất hỉ nộ vô thường. Nhìn Lục Kiệu chạy trối chết, Hạ Hướng và Hồ Vũ Nhi giờ phút này ngay cả một cái giấm cũng không dám đánh, rón ra rón rén muốn rời khỏi đây. Đúng lúc này, giọng nói trêu tức của Vương Nhất vang lên. Hai vị, đồng sự trưởng của tập đoàn Cự Phong còn chưa tới, các vị muốn đi đâu? Hạ Hướng cùng Hồ Vũ Nhi lập tức đứng lại, sợ tới mức cả người cứng ngắc, hồn vía lên mây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau lưng bọn họ đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Ồ, hiểu lầm. Vương Nhất bừng tỉnh đại ngộ, vậy ai là dế nhũi? Ai là kẻ lừa đảo? Ai lại là phế vật đây? Tôi, là tôi. Hạ Hướng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng gật đầu. Cộp cộp cộp. Đang lúc cho rằng bọn họ thở phào nhẹ nhõm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng giày da nặng nề. Một gã trung niên nhân, được 7-8 tráng hán bảo tiêu vây quanh, đầu đầy mồ hôi chạy vào. Vừa nhìn thấy Vương Nhất, liền lập tức cúi đầu. Xin lỗi, ngài Vương, tôi đến muộn. Ông là ai, biết người ngồi phía trước là ai không? Vương Nhất còn chưa nói chuyện, Hạ Hướng cũng đã gầm lên thành tiếng. Anh ta là cỏ đầu tường, hiện tại Vương Nhất ngay cả Lục Kiệu cũng e ngại, càng phải nói chuyện vì Vương Nhất. Bốp! Hồ Hoàng Việt tát một cái thật mạnh vào mặt Hạ Hướng, vẻ mặt tức giận, tôi chính là chủ tịch hội đồng quản trị của Cự Phong. Ông là cái dám! Thấy đối phương còn dám đánh mình, Hạ Hướng vừa muốn tức giận mắng, lại phát hiện Hồ Vũ Nhi ở một bên cũng là phù phù một tiếng sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Vẻ mặt cô ta sợ hãi vô cùng, ngay cả nước tiểu cũng bị dọa ra ngoài. Là ông. Vương Nhất tổng cộng hai lần đích thân tới nhà họ Hồ, một lần là đẩy tổ trạch nhà họ Hồ, một lần khác, thì là Hồ Hoàng Việt xảy ra tai nạn xe cộ, muốn mọi người nhà họ Hồ quỳ gối trước mặt Hồ Hoàng Việt sám hối. Hồ Vũ Nhi căn bản không phải dòng chính trọng yếu của nhà họ Hồ, cho nên hai lần đều tránh được một kiếp. Nhưng không có nghĩa là cô chưa từng nghe nói qua, cô đã từng thấy ảnh của Hồ Hoàng Việt. Nhưng chưa từng thấy Hồ Hoàng Việt. Bây giờ nhìn thấy, cô trực tiếp sợ tới mức tè ra quần. Vũ Nhi, em làm sao vậy? Hạ Hướng vẻ mặt kỳ quái hỏi. Ông ta thật sự là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Cự Phong. Hồ Vũ Nhi biểu lộ vô cùng tĩnh hải, ngay cả thanh âm cũng mang theo run rẩy. Cái gì, ông ta là chủ tịch hội đồng quản trị? Hạ Hướng trợn tròn mắt. Không chỉ là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Cự Phong, còn là đứa con bị vứt bỏ của nhà họ Hồ gia chủ 20 năm trước, lúc trước một đám dòng chính của nhà họ Hồ em quỳ gối trước giường một người, chính là quỳ ông ta. Hồ Vũ Nhi không ngừng lui về phía sau, sợ tới mức xương cốt cả người đều sắp sụi lơ. Giờ khắc này, thân thể Hạ Hướng cũng mềm nhũn, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chủ tịch hội đồng quản trị, ông, sao ông lại tới đây? Trên mặt anh ta tất cả đều là sợ hãi. Người lúc trước trong điện thoại mắng tôi, chính là anh. Giờ phút này, trên mặt Hồ Hoàng Việt hiện đầy sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Hướng. Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Hạ Hướng hối hận đến xanh ruột, nếu như tôi biết ngài là chủ tịch hội đồng quản trị thật sự, cho dù tôi ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám mắng ngài. Ý anh là, còn có chủ tịch hội đồng quản trị giả. Sát khí trong mắt Hồ Hoàng Việt càng sâu. Không phải, tôi không có ý này. Hạ Hướng sắp khóc rồi. Hồ Hoàng Việt cũng không rảnh quản bọn họ, ba bước cũng làm hai bước đi tới trước mặt Vương Nhất, cung kính đưa lên một phần văn kiện. Ngài Vương,
đây là dự án của tập đoàn Cự Phong giúp đỡ công ty con của tập đoàn Lệ Tinh, mời ngài cùng với Phương Tổng xem qua. Lời này vừa nói ra, Hạ Hướng và Hồ Vũ Nhi cùng ngẩng đầu lên, nhìn Phương Huệ như nhìn thấy quỷ. Cô ta thật sự là Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Lệ Tinh. Ý nghĩ này xuất hiện, rất nhanh, Hạ Hướng và Hồ Vũ Nhi lại dùng một loại ánh mắt càng thêm rung động nhìn về phía Vương Nhất. Lúc trước, tất cả mọi người đều xem nhẹ xưng hô đối với anh. Ngài Vương, Hạ Hướng trước đó đã nói qua, người đứng đầu tập đoàn Lệ Tinh ở công ty con Giang Thành cũng họ Vương. Đáp án đã sẵn sàng. Ầm một tiếng, Hạ Hướng cùng với Hồ Vũ Nhi đầu óc trống rỗng, vẻ mặt đều là hoảng sợ. Cho đến giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được mình đã đắc tội với đại nhân vật nào. Vô luận là Lục Kiệu lúc trước, hay là Hồ Hoàng Việt hiện tại, đều là tồn tại một đầu ngón tay có thể nghiền chết bọn họ, nhưng mà, bọn họ lại cung kính với Vương Nhất như thế. Bỗng nhiên, Vương Nhất lại đưa hợp đồng cho Phương Huệ, sau này giao loại hiệp nghị này cho Phương Tổng là được rồi, cô ấy là người phụ trách duy nhất của thị trường công ty con. Những lời này của Vương Nhất vô hình trung tăng thêm phần lượng của Phương Huệ, đừng nói Hạ Hướng và Hồ Vũ Nhi hối hận, ngay cả Hồ Hoàng Việt cũng không nhịn được nhìn Phương Huệ vài lần. Anh ta cũng biết một ít về tập đoàn Lệ Tinh, nhưng phần lớn đều là nghe qua Lý Khinh Hồng, chưa từng nghe qua tên Phương Huệ. Hiện tại, không thể nghi ngờ phải nhớ kỹ. Giờ phút này, Phương Huệ cũng không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, cô ta chỉ nghiêm túc làm tốt mỗi một việc trong công việc. Chỉ nhìn vài lần, cô đã đưa ra vài đề nghị chuyên nghiệp, thậm chí Hồ Hoàng Việt cũng không ngờ tới, ánh mắt nhìn Phương Huệ càng thêm kinh ngạc. Đại khái không có vấn đề, về phần một ít đề nghị mang tính chiến lược. Phương Huệ không nói ngay mà nhìn về phía Hạ Hướng và Hồ Vũ Nhi. Hồ Hoàng Việt làm sao không rõ, đề tài kế tiếp là cơ mật không thể để người ngoài nghe được, lập tức gọi điện thoại. Thông báo cho bộ phận nhân sự, lập tức làm thủ tục sa thải Hạ Hướng và Hồ Vũ Nhi, hai người bọn họ bị sa thải. Vừa nghe lời này, Hạ Hướng cùng Hồ Vũ Nhi lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Hồ Hoàng Việt, vẻ mặt sợ hãi. Chủ tịch Hồ, xin ông, đừng sa thải chúng tôi biết sai rồi. Đúng vậy, Chủ tịch Hồ, chúng tôi không dám nữa. Cút ngay. Hồ Hoàng Việt hét lớn một tiếng, chỉ vào Hạ Hướng cùng Hồ Vũ Nhi nói, đừng tưởng rằng tôi không biết các người ở trong tập đoàn làm chuyện gì. Hồ Vũ Nhi, thành viên ngoài biên chế của nhà họ Hồ, dựa vào quan hệ được tiến vào tập đoàn Cự Phong, liền dẫn cả chồng của mình Hạ Hướng cũng mang vào, bồi dưỡng phế vật, tôi nói có đúng không? Hồ Vũ Nhi cùng Hạ Hướng mặt xám như cho bị đuổi ra, người bên ngoài ăn cơm cũng là vẻ mặt hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả này. Sắc mặt Hồ Vũ Nhi lúc đỏ lúc trắng, càng nhìn Hạ Hướng càng không vừa mắt. Bóp một cái, cô tát một cái vào mặt Hạ Hướng. Đều tại tên đàn ông đê tiện này, đang yên đang lành tại sao lại trêu chọc Phương Huệ, bây giờ thì tốt rồi, không còn ngày lành nữa, công việc của chúng ta cũng không còn nữa. Bị tát một cái, Hạ Hướng cũng có chút căm tức, làm sao anh biết địa vị của anh ta cao như vậy, ngay cả Phương Huệ kia, thật sự là phó tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Tinh. Sắc mặt Hồ Vũ Nhi bỗng nhiên trở nên tái nhợt, vẫn là ngẫm lại chúng ta trở về nghĩ làm sao để ăn nói với ông nội đi. Tôi chỉ là cháu gái của ông nội, vốn muốn mượn cơ hội này một lần nữa gia nhập vào tập đoàn Cự Phong để đạt được tín nhiệm, không nghĩ tới lại bị đá ra nhanh như vậy. Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Hạ Hướng cũng trở nên sợ hãi, bọn họ thậm chí ngay cả về nhà cũng không dám trở về. Cùng lúc đó, trong phòng, sau khi xác định xong kế hoạch nâng đỡ của tập đoàn Cự Phong đối với công ty con của tập đoàn Lệ Tinh, ánh mắt Vương Nhất bỗng nhiên híp lại, đánh giá Hồ Hoàng Việt. Hồ Hoàng Việt, lúc trước tôi không phải bảo ông thanh lý sạch sẽ tất cả thành viên của nhà họ Hồ ở tập đoàn Cự Phong đều sao? Hồ Vũ Nhi này, là như thế nào tới? Trong giọng nói của anh mang theo một chút nghiêm khắc, đừng nhìn đây chỉ là một chuyện nhỏ, thường thường rất nhiều chuyện lớn, đều là bắt đầu từ rất nhiều chuyện nhỏ. Dưới ánh mắt giật mình của Phương Huệ và Lý Mộng Đình, Hồ Hoàng Việt cũng quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi. Ngài Vương, lời của ngài tôi nào dám không nghe, đúng là đã khai trừ toàn bộ người của nhà họ Hồ trong công ty, nhưng có một số việc, tôi thân bất do kỷ. Nói tới đây, trong giọng nói của Hồ Hoàng Việt mang theo một phần tự trách. Có ý gì? Ánh mắt Vương Nhất hơi nheo lại, trong mắt có hàn quang lóe ra, khai thác thị trường Giang Thành không dễ, nhưng mà, tôi cũng nhắc nhở ông, gặp chuyện gì không giải quyết được, lập tức tìm La Chí Viễn đòi người. Lời này vừa nói ra, Phương Huệ lập tức giật mình,
không nhịn được nhìn Vương Nhất vài lần. Cô ta là phó tổng, tiếp xúc với rất nhiều nhân vật, La Chí Viễn, chính là người phụ trách thương hội Hồng Ưng. Đã từng đích thân tới Lệ Tinh quốc tế, mời Lý Tổng gia nhập thương hội, lại bị Lý Tổng khéo léo từ chối. Lúc ấy Phương Huệ cũng có mặt, cho nên may mắn được gặp qua La Chí Viễn một lần, không nghĩ tới ngài Vương ngay cả loại người này cũng biết. Nhưng mà, Hồ Hoàng Việt vẫn lắc đầu, chuyện này, có thể ngay cả hội trưởng La cũng không giải quyết được. Tại sao? Tinh quang trong mắt Vương Nhất càng sâu. Hồ Hoàng Việt cười khổ, ngài Vương hẳn là biết, Giang Thành đã trở thành thành phố huyết mạch kinh tế của khu vực Giang Chiết, chuyện thương giới bị hai đại thương hội chiếm cứ phải không? Vương Nhất gật gật đầu, chuyện này La Chí Viễn đã báo cáo với anh. Thương hội Hồng Ưng cùng với thương hội Giang Bình đúng không? Không sai, thương hội Hồng Ưng lực ảnh hưởng ở Thiên An, mà Giang Thành thương hội, lại là sân nhà của thương hội Giang Bình. Hồ Hoàng Việt sắc mặt tràn đầy trịnh trọng, trước kia chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Cự Phong là nhà họ Hồ, Hồ Minh Chính, ba tôi, cũng chính là gia chủ nhà họ Hồ, Hồ Cương, chính là người của thương hội Giang Bình, cho nên tập đoàn Cự Phong xem như là sản nghiệp của thương hội Giang Bình. Nhưng mà hiện tại chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Cự Phong trở thành tôi là hội viên của thương hội Hồng Ưng, thương hội Giang Bình làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho xí nghiệp nhà mình cực khổ nâng đỡ đưa đến thương hội Hồng Ưng chứ? Vì thế, mời tôi gia nhập thương hội Giang Bình không được, liền bắt đầu chèn ép tập đoàn Cự Phong. Nhưng cái này cùng Hồ Vũ Nhi tiến vào tập đoàn Cự Phong có quan hệ gì? Vương Nhất nhíu mày. Hồ Hoàng Việt tiếp tục nói, hai đại thương hội, lấy tập đoàn Cự Phong làm trung tâm, từng đánh một đoạn thời gian chiến tranh thương mại, đều có tổn thất, cuối cùng song phương đều lui một bước. Tập đoàn Cự Phong có thể thuộc về thương hội Hồng Ưng, nhưng phải cùng xí nghiệp dưới trướng thương hội Giang Bình cưỡng chế hợp tác. Đồng thời, phải để cho người nhà họ Hồ một lần nữa trở lại tập đoàn Cự Phong, tôi đồng ý, lúc này mới có mấy người nhà họ Hồ nhập vào ban giám đốc tập đoàn Cự Phong, Hồ Vũ Nhi chỉ là một nhân vật nhỏ trong đó. Vương Nhất nhíu mày càng sâu, xem ra chuyện này, anh vẫn nghĩ quá đơn giản. Nước trong đó, rất sâu. Ai đưa ra yêu cầu này? Vương Nhất hỏi. Hồ Hoàng Việt chậm rãi nói ra hai cái tên xa lạ. Hồ Vĩnh Hiên. Đây là ai? Vương Nhất cũng chưa từng nghe qua cái tên này, cũng không có trong danh sách lớn của nhà họ Hồ. Hồ Hoàng Việt thần sắc ngưng trọng, cậu ta xem như vãn bối của tôi, là một người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Hồ, người tiến vào ban giám đốc tập đoàn Cự Phong, chỉ có một mình cậu ta. Cậu ta còn có một em gái sinh đôi, tên là Hồ Vĩnh Như, trước đây hai người vẫn luôn du học ở nước ngoài, gần đây mới trở về, được xưng là Long Phượng nhà họ Hồ. Hồ Vĩnh Hiên, Hồ Vĩnh Như. Vương Nhất nhắc tới hai lần, sau đó liền nhớ kỹ hai cái tên này. Anh ta đuổi Hồ Hoàng Việt đi, sau đó liền đến khách sạn nghỉ ngơi. Bọn họ phải ở Giang Thành rất lâu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đều là ở khách sạn. Lúc nhận thẻ phòng, Phương Huệ liếc nhìn Vương Nhất một cái. Trong tay anh ấy là phòng tổng thống của phòng 2105. Do dự thật lâu, thừa dịp Vương Nhất đi cửa thang máy chờ các cô, Phương Huệ lặng lẽ nói với nhân viên lễ tân. Đổi thành phòng 2106 cho tôi. Như vậy, giữa bọn họ có một bức tường ngăn cách, mà Vương Nhất cũng không biết chuyện. Lý Mộng Đình ở một bên nhìn ở trong mắt, vẻ mặt giật mình. Phương Tổng, cô muốn. Xuyệt. Phương Huệ vội vàng ra dấu im lặng, có chút chột dạ nhìn Vương Nhất một cái, thấy anh không phát hiện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt cô dịu đi, cô không cần kinh ngạc, từ 5 năm trước, tôi đã bắt đầu thích ngài Vương rồi. 5 năm trước, Lý Mộng Đình không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy. Nhớ tới chuyện cũ, Phương Huệ đỏ mặt, nhưng cô đừng hiểu lầm, tôi và anh ta chỉ gặp nhau một lần, sau đó chúng ta không gặp nhau nữa, có thể là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa, người đàn ông giống như ngài Vương, hẳn là không chỉ có mình tôi thích đi, lúc trước cô làm cho công ty Lâm vào nguy cơ lớn như vậy, cũng không phải là vì anh ta bị ma quỷ ám ảnh sao. Nghe vậy. Lý Mộng Đình sắc mặt khẽ biến, cô nói lung tung cái gì? Tôi biết kết hôn với anh ấy là không thể, nhưng cố gắng để lại ấn tượng trong lòng anh ấy, vẫn tốt hơn. Phương Huệ nói xong liền rời đi. Lý Mộng Đình một mình lặng lặng đứng, không biết tại sao, trong lòng cô ta rất chua xót. Vốn dĩ cô ta đã cắt đứt tâm tư của Vương Nhất, kết quả lại bị Phương Huệ câu dẫn. Cô ta mới là người quen biết Vương Nhất lâu nhất, lại càng lúc càng xa. Mộng Đình. Thang máy đang mở, chỉ chờ cô đó.
giọng Vương Nhất truyền đến. Lúc này Lý Mộng Đình mới phục hồi tinh thần lại, làm thẻ, vào thang máy. Vương Tổng, anh vào phòng trước đi, tôi vào phòng Mộng Đình đợi một lát. Trong thang máy, Phương Huệ mỉm cười nói với Vương Nhất. Vương Nhất cũng không hoài nghi, chỉ gật đầu, được. Cửa thang máy mở ra, Lý Mộng Đình và Phương Huệ đi ra ngoài trước. Thang máy mãi cho đến đỉnh, Vương Nhất mới kéo hành lý đi ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại, Phương Huệ và Lý Mộng Đình từ trong thang máy đi ra. Lý Mộng Đình trên mặt mang theo vẻ lo lắng, Phương Tổng, tôi cảm thấy vẫn là không. Cô thật sự muốn khuyên Phương Huệ. Cô ấy đã thử rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng không thành công. Quan niệm đàn ông kết hôn đều ăn vụng, dường như vô dụng với Vương Nhất. Phương Huệ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không thử thì làm sao biết được. Cô muốn làm gì? Phương Huệ cười thần bí, cô xem là được rồi. Lúc này, Vương Nhất gửi cho Lý Khinh Hồng một tin nhắn vừa đến khách sạn, không có tin trả lời, liền đi tắm. Vừa từ phòng tắm đi ra, liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Phương Huệ, ngài Vương, cơm vừa ăn xong có muốn cùng đi tập thể hình không? Vương Nhất đang muốn cự tuyệt, ngoài cửa lại truyền đến giọng nói của Lý Mộng Đình, em nghe nói khách sạn này là khách sạn tốt nhất toàn thành phố, thiết bị tập thể hình cái gì cũng có, cùng đi đi. Hai người đều cùng nhau mời, Vương Nhất chỉ có thể đồng ý. Được, Vương Nhất tùy tiện mặc một cái áo ba lỗ bó sát người, cho dù không phải bó sát người, cũng lộ ra thân trên cường tráng của anh. Vừa mở cửa, Phương Huệ và Lý Mộng Đình đã nhìn đến ngây người. Các cô không nghĩ tới, dáng người Vương Nhất lại bùng nổ như vậy. Mà các cô không phát hiện, Vương Nhất nhìn thấy trang phục trên người các cô, cũng sửng sốt một chút. Lý Mộng Đình ăn mặc rất bình thường, trái lại Phương Huệ, trên người mặc một bộ đồ hở rốn rất ngắn, bên dưới mặc một chiếc quần thể thao bó sát người. Hơn nữa vóc dáng của cô ấy vốn không tồi, thoạt nhìn cô ấy thường xuyên tập thể hình. Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của Vương Nhất, trong lòng Phương Huệ vui vẻ, ngoài mặt lại biết rõ còn cố hỏi, anh, nhìn cái gì? Nói xong, còn hơi cúi đầu. Xin lỗi. Vương Nhất vội vàng thu hồi ánh mắt, vẻ mặt áy náy. Lý Mộng Đình phía sau nhìn đến cảnh này ngẩn người ra luôn, sau đó nghĩ đến hành động trước kia của mình, quả thực quá ngay thẳng. Phương Huệ nửa đùa nửa thật nói, xin lỗi cái gì, lát nữa tôi có mấy động tác không chuẩn lắm. Có thể xin anh giúp tôi chỉnh sửa một chút được không? Được. Vương Nhất không nghĩ nhiều như vậy, một lời đồng ý. Nhưng điều mà anh xem nhẹ chính là, dù là người phụ nữ ôn hòa cũng có chút tâm kế. Trước đó Phương Huệ đã thông báo với lễ tân khách sạn, bảo khách rời đi trước, hiện tại phòng tập thể hình không có một bóng người. Lý Mộng Đình ngồi một mình trên bóng tập thể hình, đồng thời quan sát tình huống của Phương Huệ và Vương Nhất. Vương Nhất rất nghiêm túc chỉnh lại động tác của Phương Huệ. Nhưng Phương Huệ lại vô tình hay cố ý tới gần Vương Nhất. Ôi! Đột nhiên, Phương Huệ kinh hãi kêu lên một tiếng. Vương Nhất cúi đầu nhìn, chỉ thấy cô đã ngã ngồi trên mặt đất, hai tay nắm chặt mắt cá chân của mình. Cắn chặt môi, bộ dáng lã chã trực khóc. Cô làm sao vậy? Vẻ mặt Vương Nhất giật mình. Tôi bị trẹo chân, anh có thể đến phòng tôi lấy một chai rượu thuốc dùm tôi không? Phương Huệ ngẩng đầu nhìn Vương Nhất. Ở trong hành lý bên cửa sổ. Được, tôi đi lấy ngay. Vương Nhất đi xuống lầu. Lý Mộng Đình lập tức chạy tới, vẻ mặt tràn đầy vẻ bội phục, ghê thật, Phương Tổng, đây cũng là cô cố ý. Lý Mộng Đình nhìn mắt cá chân xanh tím của Phương Huệ. Đó là đương nhiên, nếu không hạ chút công phu, làm sao cá mắc câu được. Phương Huệ một bên hít một hơi khí lạnh, một bên nói, nhìn đi, trong vali của tôi toàn là quần áo của tôi nghĩ, anh ấy sẽ hiểu ý của tôi. Lý Mộng Đình không nói chuyện, mà là nhìn về phía cuối thang máy. Thật sự là như vậy sao? Bên kia, Vương Nhất đang muốn mở cửa, đột nhiên điện thoại vang lên. Lý Khinh Hồng gọi video tới. Khinh Hồng. Vương Nhất lập tức nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười. Ba ơi! Anh rể! Khiến Vương Nhất ngoài ý muốn, đây lại là video nhiều người, trừ Lý Khinh Hồng, Vương Tử Lam gia, còn có Lý Tuyết Nhi. Trong một cảnh quay, Lý Khinh Hồng mặc đồ nội thất, trong lòng ôm Vương Tử Lam. Đứa nhỏ kia vẻ mặt tươi cười chào hỏi anh. Mà một màn khác, mặt của Lý Tuyết Nhi cũng lộ ra. Anh rể, rốt cuộc anh cũng tới Giang Thành rồi, sao không nói cho em biết, mấy ngày nữa em có một buổi họp mặt bạn học, anh đi cùng em một chút đi. Vương Nhất cười gật đầu, được, anh rể đã nói với em,
đến Giang Thành sẽ đi chơi với em. Nhìn một màn này, Lý Khinh Hồng cũng cười cười, cuối tuần em nghỉ, em cùng Tử Lam tới bên anh. Được, em cũng vậy, công việc không cần quá mệt nhọc. Có Lý Tuyết Nhi là người vui tính cùng nói chuyện, cuộc gọi video lần này kéo dài rất lâu. Từ đầu đến cuối, trên mặt Phương Nhất đều mang theo nụ cười, và trở lại trong phòng của mình. Nghĩ đến Phương Huệ ở phòng tập thể hình, anh gửi tin nhắn cho Lý Mộng Đình, giúp tôi đến phòng Phương Tổng lấy rượu đưa cho cô ta, cảm ơn. Trong phòng tập thể thao, thời gian trôi qua từng giây từng phút, Phương Nhất vẫn chưa xuất hiện. Phương Huệ đứng ngồi không yên, sắc mặt thay đổi, có chuyện gì vậy, tại sao đã lâu như vậy rồi mà còn chưa đến. Còn Lý Mộng Đình ở bên cạnh thì ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại. Có chuyện gì thế, sao lại có biểu cảm này? Dường như Phương Huệ đã nhận ra điều gì đó, trên mặt đầy vẻ thắc mắc. Phương Tổng, cô nhìn đi. Lý Mộng Đình đưa tin nhắn của Vương Nhất vừa mới gửi tới cho Phương Huệ xem. Phương Huệ ngạc nhiên. Nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, giống như là một chiếc mặt nạ da người vô cùng tinh xảo. Cứ ngơ ngác nhìn hồi lâu, sắc mặt của Phương Huệ lập tức trở nên hết sức khó coi. Tại sao chứ? Tôi chỉ kêu anh ta giúp tôi lấy thuốc rượu tan máu bầm mà thôi, sao lại kêu cô đến lấy chứ? Vẻ mặt của Lý Mộng Đình phức tạp đỡ Phương Huệ, Phương Tổng, để tôi đưa cô trở về. Nói xong liền dìu Phương Huệ trở về căn phòng kế bên phòng Vương Nhất. Sau khi đã bôi thuốc rượu xong, chân Phương Huệ vẫn còn sưng to y như cái bánh chưng. Sau đó, trong lòng cô ta cảm thấy vô cùng ấm ức. Không được, tôi muốn biết anh ta đang làm cái gì. Ngay cả thời gian mang thuốc rượu đến cho tôi mà cũng không có. Lý Mộng Đình liền hốt hoảng, Phương Tổng, đừng mà. Nhưng lại không giữ chặt cô ta nhảy lò cò đến trước cửa phòng Vương Nhất. Cách một cánh cửa, cô ta nghe thấy trong điện thoại di động truyền đến tiếng cười của Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam, đồng thời còn có tiếng cười của Vương Nhất hòa lẫn vào. Cô ta liền biết là Lý Khinh Hồng gọi điện thoại tới. Phương Huệ lập tức ngơ ngẩn, bàn tay đang định gõ cửa cũng khựng lại. Có làm như thế nào cũng không tiếp tục được. Lý Mộng Đình bước ra nhìn thấy Phương Huệ im lặng nhìn cửa phòng của Vương Nhất, dường như đã hiểu ra cái gì đó, vội vàng chạy tới. Phương Huệ vừa mới quay đầu lại, Lý Mộng Đình liền giật hết cả mình. Thế mà cô ta lại khóc. Phương Tổng. Lúc này, Lý Mộng Đình cảm thấy rất đau lòng, đỡ Phương Tổng trở về phòng mình. Đến khuya, mắt cá chân của Phương Huệ vẫn còn đau nhức, có làm thế nào cô ta cũng không ngủ được. Đến cùng cô ta cũng đã hiểu tại sao trước đó Lý Mộng Đình không cho cô ta làm như vậy. Cô ta cảm thấy mình giống như là một con thiêu thân lao đầu vào lửa, rõ ràng trong lòng tràn đầy niềm tin, lại bị hiện thực tàn khốc và một phát cho tỉnh. Vương Nhất, tại sao chứ, tại sao ngay cả nhìn mà anh cũng không thèm nhìn tôi một cái? Phương Huệ lẩm bẩm một mình. Sáng ngày hôm sau, ba người chạm mặt nhau ở đại sảnh khách sạn. Trên mắt cá chân của Phương Huệ vẫn còn dán băng cá nhân. Mặc dù không còn sung như tối hôm qua, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được vết bầm. Phương Huệ và Lý Mộng Đình rất ăn ý, cả hai đều không hề nhắc tới một chữ nào về chuyện của ngày hôm qua. Ngược lại là vẻ mặt của Vương Nhất lại mang đầy áy náy, thật ngại quá Phương Tổng, ngày hôm qua Khinh Hồng gọi điện thoại tới, nên tôi đã nhờ Mộng Đình đến lấy giúp. Phương Huệ cười nói, không sao đâu, tôi không ngại, lần sau hẹn lại. Thấy Phương Huệ không tức giận, Vương Nhất thở phào một hơi, được. Cô bị điên rồi à? Lý Mộng Đình kéo mạnh Phương Huệ qua, trên mặt đầy vẻ khó tin, cô bị người ta cho leo cây, mắt cá chân cũng bị thương, còn muốn đến nữa à? Phương Huệ yếu ớt nói, tôi đã nhớ anh ta 5 năm trời, không thể cứ từ bỏ như thế được, đúng không? Lý Mộng Đình lập tức rơi vào trầm mặc, trong lúc nhất thời cô ta không biết nên nói cái gì cho phải. Đến chi nhánh tập đoàn thôi. Ba người bắt một chiếc xe taxi đến chi nhánh tập đoàn Lệ Tinh. Chi nhánh được xây dựng trong một tòa nhà thương mại ở tập đoàn Cự Phong, cũng giống như công ty mẹ thuê 20 tầng làm công ty. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tiếng tăm của chi nhánh tập đoàn Lệ Tinh đã góp phần làm tăng lên danh tiếng của tòa nhà Cự Phong. Một tòa nhà thương nghiệp, công ty nào có sức ảnh hưởng lớn nhất thì được đặt tên theo công ty đó. Trước kia đều là tập đoàn Cự Phong dẫn đầu một cõi, chưa từng có doanh nghiệp nào có thể vượt qua. Hiện tại chi nhánh Lệ Tinh được thành lập khiến cho mọi người có thể nhìn thấy được hy vọng lớn mạnh. Rất nhanh sau đó, các doanh nghiệp xung quanh lần lượt gửi thư hợp tác của công ty mình đến, nhưng đều bị Phương Huệ từ chối hết. Những doanh nghiệp mà cô ta để ý đến đều nằm top đầu. Hồ Hoàng Việt đến rất nhanh.
Anh Vương, cô Phương, hội nghị bàn về kế hoạch hỗ trợ chi nhánh Lệ Tinh của tập đoàn Cự Phong sắp bắt đầu rồi, chỉ chờ người của ban quản trị chúng tôi thôi. Đối với Vương Nhất, ông ta vô cùng cung kính. Được. Vương Nhất thờ ơ gật đầu, sau đó ngồi xuống. Lý Mộng Đình là trợ lý của Vương Nhất, đóng vai trò như là một thư ký, cô ta cầm trong tay bút ghi âm chuẩn bị ghi âm lại nội dung cuộc họp. Nhưng thời gian dần dần trôi qua, trong tập đoàn Cự Phong ngoại trừ có mấy người trong ban quản trị ra thì ít nhất có một nửa người không đến. Thời gian lại dần trôi, sắc mặt của Hồ Hoàng Việt trở nên âm trầm, nhìn về phía một cổ đông rồi hỏi, có chuyện gì vậy, một nửa người còn lại đâu rồi? Hôm nay là cuộc họp lớn bàn về việc hợp tác giữa tập đoàn Cự Phong và tập đoàn Lệ Tinh, làm trễ nải thời gian, các người có chịu trách nhiệm nổi không hả? Sắc mặt của vị cổ đông đó cũng trở nên khó coi, chủ tịch, chỉ thiếu hai vị đồng sự Hồ cùng với người mà bọn họ mang theo. Đồng sự Hồ? Vương Nhất nheo mắt hỏi. Chính là hai anh em Hồ Vĩnh Như và Hồ Vĩnh Hiên mà ngày hôm qua đã nhắc tới với ngài, cùng với người nhà họ Hồ mà bọn họ mang theo. Hồ Hoàng Việt nói. Trong lòng Phương Huệ vẫn còn một bụng lửa giận của ngày hôm qua, trực tiếp khoác tay chặn lại, không chờ bọn họ nữa. Vương Nhất lại bỗng nhiên lên tiếng nói, không được, phải chờ, chúng ta không chỉ chờ, mà còn phải chờ bọn họ đến đây. Những người quen thuộc với Vương Nhất đều biết trong lòng anh đã sinh ra cảm giác bất mãn. Lại trôi qua 15 phút, cửa phòng họp mới được mở ra, một đám người khoan thai bước vào. Người dẫn đầu chính là một nam một nữ, có dáng người gần giống nhau. Người đàn ông thì tuấn tú, người phụ nữ thì xinh đẹp, đồng thời hai người còn có một đôi mắt phượng, người phụ nữ trông rất mạnh mẽ, người đàn ông lại có vẻ hơi âm trầm. Hai người bọn họ chính là hai người nhà họ Hồ vừa mới đi du học về, Hồ Vĩnh Hiên và Hồ Vĩnh Như. Hồ Hoàng Việt bên cạnh nhỏ giọng nói. Vương Nhất vẫn gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng. Hồ Hoàng Việt nhìn bọn họ với sắc mặt âm trầm, Hồ Vĩnh Hiên, Hồ Vĩnh Như, các người thật là lớn gan. Có biết bao nhiêu người đang đợi các người, nếu như không có một lý do hợp lý thì tôi sẽ xử phạt các người. Hồ Vĩnh Như chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp ngồi xuống, bộ dạng như là không nghe thấy Hồ Hoàng Việt đang nói chuyện. Vương Nhất nhìn Hồ Vĩnh Như lâu thêm một chút, cô ta trông rất giống với một người bạn cũ của anh. Kim Thúy Như. Hồ Vĩnh Hiên cười cười nói với Hồ Hoàng Việt, đồng sự Hồ, mọi người đều là người một nhà cả mà, cần gì phải nghiêm khắc như thế chứ? Huống hồ gì tôi với em gái cũng chỉ là do sáng nay dậy trễ mà thôi, chứ cũng không phải là cố ý đến trễ. Dậy trễ? Hồ Hoàng Việt giận dữ, hôm nay là hội nghị hợp tác giữa chúng ta và công ty con đoàn Lệ Tinh, hai người lại dậy trễ, đúng là không coi bên phía anh Vương ra cái gì mà. Hợp tác? Nụ cười của Hồ Vĩnh Hiên mang theo vẻ xem thường nhìn Vương Nhất, Phương Huệ và Lý Mộng Đình, anh ta nói, hợp tác cái gì vậy, tại sao tôi lại phải tôn trọng bọn họ chứ? Nói là hợp tác, nhưng thật ra là tập đoàn Cự Phong chúng ta hỗ trợ cho bọn họ, nếu như tôn trọng thì cũng phải là bọn họ tôn trọng chúng ta mới đúng. Hồ Vĩnh Hiên nói câu nói này vô cùng kiêu ngạo, căn bản không hề tôn trọng bọn người Phương Huệ. Phương Huệ nổi giận đùng đùng, anh nói cái gì? Chẳng lẽ là tôi nói sai à? Hồ Vĩnh Hiên nhìn thoáng qua phòng họp, nét xem thường trên mặt lại càng đậm hơn. Sở dĩ tập đoàn Lệ Tinh cô muốn hợp tác với tập đoàn Cự Phong chúng tôi không phải là muốn mượn sức ảnh hưởng của chúng tôi để mở rộng thị trường ở Giang Thành à. Tập đoàn Cự Phong đồng ý gặp mặt các người là đã tốt lắm rồi, còn trông mong chúng tôi đến đúng giờ, các người nói thử xem chuyện này làm sao có thể chứ. Hồ Vĩnh Hiên cười cười nhìn giám đốc tập đoàn đến trễ. Anh Hồ nói không sai. Bọn họ chờ chúng ta là chuyện chắc chắn mà. Các giám đốc sau lưng đồng loạt phụ họa. Phương Huệ và Lý Mộng Đình tức giận, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ, Vương Nhất lại không hề có dấu hiệu nổi giận. Sự chú ý của anh chỉ đặt trên người Hồ Vĩnh Như vẫn luôn giữ trầm mặc. Hồ Hoàng Việt lạnh lùng liếc nhìn toàn trường. Làm sao ông ta có thể không nhìn ra đây là do Hồ Vĩnh Hiên và Hồ Vĩnh Như dẫn đầu gây chuyện, là vì cái gì à, chính là vì muốn để việc hợp tác không được tiến hành thuận lợi. Ông ta là chủ tịch tập đoàn Cự Phong, nếu như không ngăn cản bọn họ, chắc chắn sau này sẽ mất hết thể diện. Hơn nữa đang ở trước mặt anh Vương, ông ta nhất định phải xử lý cho đến nơi đến chốn. Tất cả ngậm miệng lại cho tôi. Ông ta hét to một tiếng. Một tiếng hét này phát ra, đúng là có thể khiến phòng họp trở nên yên tĩnh. Tất cả các lãnh đạo cấp cao đều nhìn Hồ Hoàng Việt với vẻ mặt kinh ngạc. Lúc bọn họ cho rằng có thể kiềm hãm đám người này, đám lãnh đạo cấp cao ấy lại đồng loạt cười lạnh. Hồ Hoàng Việt,
ông cũng chỉ là một chủ tịch bất tài vô dụng, có tư cách gì dám lớn tiếng với anh Hồ như thế. Một tên lãnh đạo cấp cao đầu chọc cười lạnh nhìn Hồ Hoàng Việt, người đó tên là Đồng Thắng. Ông ta cũng là giám đốc doanh nghiệp do Hồ Vĩnh Hiên dẫn vào. Đúng vậy, tôi nhớ hình như đồng sự Hồ vẫn là người nhà họ Hồ mà, trong nhà còn phải dựa vào anh Hồ, thế mà trong công ty lại dám lớn tiếng với anh Hồ. Lại là một nữ giám đốc lên tiếng, vừa mở miệng liền chào phúng. Trên bảng tên trước ngực cô ta viết hai chữ Hồ Liễu, cũng là người nhà họ Hồ. Phương Huệ phía bên này cũng gây áp lực cho Hồ Hoàng Việt đang tức giận. Chủ tịch Hồ, đây chính là phép tắc tiếp khách của các người đó à? Nếu đã như vậy, tập đoàn Lệ Tinh tôi thà rằng không hợp tác. Có thể nhìn ra được Phương Huệ thực sự tức giận. Hôm qua đã chịu đả kích về mặt tình cảm, ngày hôm nay về phương diện kinh doanh lại bị mỉa mai như thế, cô ta thật sự tức điên lên được. Lý Mộng Đình xanh mặt đứng trong góc, đây là lần đầu tiên cô ta gặp phải một sự sỉ nhục như thế dành cho công ty của mình trong một khoảng thời gian làm việc khá dài. Hồ Hoàng Việt vội vàng xoa dịu, Phương Tổng, mong cô đừng nóng giận, tôi nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Ngay sau đó, ánh mắt của ông ta tối đi, mắt đảo nhìn tất cả mọi người có mặt ở đây, nếu như ai dám nói thêm một câu nói nhảm, thông báo cho bộ phận nhân sự trực tiếp sa thải. Câu này vừa mới nói ra, trong phòng họp lại trở nên yên tĩnh một lần nữa. Tất cả mọi người đều cảm thấy bầu không khí vô cùng nặng nề. 3 giây sau, dưới sự dẫn dắt của Đồng Thắng và Hồ Liễu, trên mặt đám lãnh đạo cấp cao đầy phẫn nộ. Ông lấy can đảm ở đâu ra mà dám đuổi việc chúng tôi? Đúng vậy đó, tôi cũng muốn xem ông có dám đuổi việc chúng tôi không? Đuổi việc quá nhiều lãnh đạo cấp cao trong công ty cùng một lúc, để tôi coi ông có dám đuổi không? Nếu như không có chúng tôi, có lẽ là phần lớn nghiệp vụ sẽ hoàn toàn chấm dứt. Đa số lãnh đạo cấp cao đều không ai sợ hãi, Hồ Vĩnh Hiên và Hồ Vĩnh Như thì lại làm như không có chuyện gì, cứ ngồi yên ở đó. Thời gian nhận chức của Hồ Hoàng Việt quá ngắn, vị trí chủ tịch trước đó đều bị nhà họ Hồ nắm trong lòng bàn tay. Trước đó Hồ Hoàng Việt dùng thủ đoạn gần như là cưỡng chế để thanh trừ một nhóm người của nhà họ Hồ, sớm đã để lại ấn tượng xấu trong tập đoàn. Chủ tịch Hồ, nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải sợ hậu quả. Vương Nhất bỗng nhiên lên tiếng nói, anh cũng đã bị tiếng ồn ào của đám người này làm cho bực bội. Lúc trước anh cho rằng tập đoàn Cự Phong đã bị Hồ Hoàng Việt nắm trong tay, xem ra là do anh đã nghĩ đơn giản quá rồi. Không phải là nói năng lực của Hồ Hoàng Việt không ổn, mà là có rất nhiều nguyên nhân ông ta không thể chống lại. Câu nói này của Vương Nhất chẳng khác gì nói với Hồ Hoàng Việt rằng có anh ở đây, cứ việc xử lý. Lòng tin của Hồ Hoàng Việt liền tăng lên. Ông ta lập tức gọi điện thoại cho nhân sự, chỉ vào bọn người Đồng Thắng và Hồ Liễu, đuổi việc hết tất cả bọn họ. Bộ phận nhân sự nhất thời không kịp phản ứng, chủ tịch Hồ, ông nói cái gì chứ? Đuổi việc tất cả bọn họ. Hồ Hoàng Việt nói năng hùng hồn, chỉ vào bọn họ mà nói. Dừng lại một chút, ông ta lại chỉ vào Hồ Vĩnh Hiên và Hồ Vĩnh Như, còn có hai người bọn nó nữa. Anh Vương đã ủy quyền cho ông ta, hoặc là không làm. Nếu như làm thì phải diệt cỏ tận gốc. Cho nên, ông ta dứt khoát đuổi việc Hồ Vĩnh Hiên và Hồ Vĩnh Như. Hồ Vĩnh Hiên nhướng cao mày, còn Hồ Vĩnh Như thì không có phản ứng gì. Chỉ là nâng đôi mắt xinh đẹp lên nhìn chăm chú vào Vương Nhất. Chủ tịch Hồ, làm như vậy không hay lắm đâu. Giám đốc nhân sự nơm nớp lo sợ, lúc này cô ta mới ý thức được dường như là mình đã bị cuốn vào cuộc tranh đấu của ban quản trị. Hồ Hoàng Việt hét lên, bớt nói nhảm đi. Bọn họ đã xúc phạm đối tác mà tôi tôn trọng nhất, đuổi việc nhanh lên đi. Vâng vâng. Giám đốc nhân sự vội vàng rời đi. Lần này, Đồng Thắng nổi giận rồi, tay vỗ mạnh vào bàn, Hồ Hoàng Việt, ông làm phản rồi đúng không, đuổi việc tôi thì thôi chứ, mẹ nó thế mà ông còn muốn đuổi việc cả cô Hồ và anh Hồ, ông có tư cách gì chứ? Hồ Vĩnh Hiên đứng ngồi không yên, nụ cười trên mặt dần dần lạnh đi, nhìn Hồ Hoàng Việt chăm chú. Hồ Hoàng Việt, ông thật là to gan. Ông lại dám sa thải cả tôi và Vĩnh Như. Ngay lập tức những người đang la hét ầm ĩ không còn lên tiếng nữa, thay vào đó là nhìn Hồ Vĩnh Hiên với ánh mắt kính sợ. Tôi và Vĩnh Như vừa mới về nước, chúng tôi nhận được lời mời của Thương hội Giang Bình mới gia nhập vào Thương hội Giang Bình. Ông đuổi việc chúng tôi chính là không tôn trọng Thương hội Giang Bình, tốt nhất là ông nên suy nghĩ cho kỹ càng đi. Hồ Vĩnh Hiên đẩy đẩy kính mắt trên sống mũi. Chỉ là động tác này cũng đã có thể khiến mọi người cảm thấy được một sự áp lực to lớn. Vương Nhất cũng nheo mắt lại,
Hồ Minh Chính và Hồ Khánh Vinh thật sự không có cửa để so sánh với hai anh em sinh đôi này. Hồ Hoàng Việt cũng chịu phải áp lực vô cùng to lớn. Trước tình huống này, cho dù La Chí Viễn có mặt ở đây thì cũng không giải quyết được. Thấy cảnh này, Hồ Vĩnh Như đang ngẩng đầu lên lại nhấc mắt. Hồ Hoàng Việt vô thức nhìn về phía Vương Nhất, phát hiện sắc mặt của Vương Nhất vẫn bình tĩnh y như cũ. Anh ngồi trong góc khuất, không nói chuyện, căn bản không có ai chú ý đến, anh giống như là người tàng hình. Thương hội Giang Bình chắc chắn là một con quái vật khổng lồ, nhưng người trước mắt lại là một nhân vật tê không lớn nằm ngoài sức tưởng tượng. Những gì mà ông ta biết có hạn, chỉ biết hội trưởng La của Thương hội Hồng Ưng đối với người này cung kính có thừa. Cũng bởi vì có anh Vương, cho nên ông ta mới có thể trèo lên từng bước một, có được địa vị như hiện tại, còn có thể đoàn tụ với đứa con gái bị thất lạc. Nên đứng về phe nào, trong lòng ông ta đã có đáp án từ lâu. Ánh mắt của Hồ Hoàng Việt trở nên bình tĩnh, không hề hoang mang sợ hãi mà đối mặt với Hồ Vĩnh Hiên, cậu và cô Vĩnh Như đều bị sa thải. Lời này vừa mới nói ra, đám giám đốc sau lưng Hồ Vĩnh Hiên đều sững sờ. Sau đó, nụ cười trở nên lạnh lẽo. Hai thân phận đứng sờ sờ ở đó, Thương hội Giang Bình và cậu chủ nhà họ Hồ đây đều không phải là người mà Hồ Hoàng Việt có thể chọc nổi. Hồ Vĩnh Hiên đã cho ông ta cơ hội, nhưng mà Hồ Hoàng Việt vẫn muốn sa thải anh ta, đúng là không coi anh ta ra gì. Ông lặp lại một lần nữa xem. Hồ Vĩnh Hiên trợn to mắt, dường như đã có chút tức giận. Tôi nói là cậu đã bị sa thải, lỗ tai bị điếc rồi à? Lần này, giọng nói của Hồ Hoàng Việt trở lên nặng nề, đối chọi gay gắt với Hồ Vĩnh Hiên. Trong căn phòng yên tĩnh đến nổi tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, yên lặng đến đáng sợ. Vẻ mặt của mọi người đờ đẫn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hồ Hoàng Việt. Chẳng có ai ngờ rằng Hồ Hoàng Việt lại dám đối đầu với Hồ Vĩnh Hiên. Một người là cậu chủ hào môn nhà họ Hồ vừa mới du học ở nước ngoài về, có một nguồn lực tài chính ở Phú Uôn, vừa mới về nước đã được người Thương hội Giang Bình mời đến gia nhập vào Thương hội Giang Bình. Còn một người là con rơi của nhà họ Hồ, trong quá khứ được xem là một người yếu ớt và vô dụng, ngay cả vợ của mình cũng không thể bảo vệ nổi, bị người nhà họ Hồ làm hại, phải chật vật bước từng bước một mới có được kết quả như hiện tại. So sánh với nhà họ Hồ, vẫn như là giọt nước trong biển cả. Có làm như thế nào bọn họ cũng không nghĩ ra được sao Hồ Hoàng Việt lại dám. Thương hội Giang Bình để bọn người Hồ Vĩnh Hiên và Hồ Vĩnh Như đến làm việc trong ban quản trị tập đoàn Cự Phong, vốn dĩ có ý muốn làm tan rã quyền lực trong tay Hồ Hoàng Việt. Cái chức chủ tịch này của ông ta chính là một con rối cho người khác, căn bản không có ai nghe lời ông ta. Ông ta lấy cái gì để đấu với Hồ Vĩnh Hiên chứ? Lúc này, Phương Huệ và Lý Mộng Đình đứng qua một bên, không hề nhắc tới chuyện hợp tác. Bọn họ hiểu bọn họ đã bị cuốn vào cuộc tranh giành của hội đồng quản trị. Cái loại tranh giành chia phe phái như thế này, tập đoàn Lệ Tinh cũng có, Phương Huệ đã từng trải qua. Đã từng là ba phó tổng có chức có quyền, cô ta, Tôn Tuyết, Thành Bội, người cuối cùng sống sót chỉ có cô ta, cho nên cô ta biết được sự tàn khốc của nó. Hồ Vĩnh Hiên sững sờ, bỗng chốc trên gương mặt xuất hiện vẻ lạnh lùng. Tôi đã lớn chừng này rồi, chỉ có ông là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi như thế. Hồ Vĩnh Hiên nghiến răng ken két, gần như là anh ta nghiến răng mà nói ra câu nói này. Mọi người biết là Hồ Vĩnh Hiên đã nổi giận rồi. Một đứa con rơi từng là phế vật mà lại dám đối đầu với anh ta, đúng là chán sống mà. Mặc dù khí thế của Hồ Hoàng Việt không hề thua Hồ Vĩnh Hiên, nhưng mà thật ra trong lòng của ông ta trống rỗng. Sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chỗ dựa lớn nhất của ông ta không phải là tài sản của ông ta, càng không phải là địa vị của ông ta, mà là Vương Nhất. Tất cả những thứ mà ông ta đang có đều là do Vương Nhất cho, bao gồm cả mạng sống và tôn nghiêm. Nhưng đối với Vương Nhất, ông ta hiểu biết rất ít, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Những gì mà ông ta biết đó chính là hội trưởng La Thương hội Hồng Ưng gọi anh Vương là ông chủ lớn. Ngoại trừ cái đó ra thì không còn nữa. Thương hội Hồng Ưng đứng ở vị trí cuối cùng trong số 8 thương hội lớn trên cả nước. Đối mặt với Thương hội Giang Bình càng mạnh hơn, anh Vương có thể đứng vững không đây? Vương Nhất ngồi ở trong góc, anh vẫn còn đang lướt điện thoại y như cũ, bộ dạng như là mọi chuyện không hề liên quan đến mình. Điều này càng khiến Hồ Hoàng Việt thấp thỏm hơn nữa. Các người không chỉ đến trễ mà còn dám xúc phạm khách hàng mà tôi tôn trọng nhất, đây là phong thái mà một tập đoàn ưu tú nên có à? Ông ta vẫn nhìn chằm chằm vào Hồ Vĩnh Hiên, hô hấp trở nên dồn dập. Trên đời này có đủ kiểu người, tập đoàn cũng vậy,
tập đoàn thấp kém đối mặt với tập đoàn cao cấp như thế nào, đây là thứ mà bọn họ nên học. Bỗng nhiên, hiện trường lại truyền đến một giọng nói lạnh lẽo. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Hồ Vĩnh Như, là người mà từ nãy đến giờ chưa nói một câu nào. Đây chính là câu nói đầu tiên sau khi cô ta bước vào phòng. Cô ta lạnh nhạt liếc nhìn Phương Huệ và Lý Mộng Đình, ánh mắt bình tĩnh không hề dao động. Tôi không phải là đang nói quý công ty đây là tập đoàn thấp kém, nhưng mà nó không bằng tập đoàn Cự Phong tôi là sự thật không thể chối cãi. Giữa con người với nhau, hẳn là có cảm giác vượt trội, nếu không có sự phân biệt giữa vua và dân thường, quý tộc và người hầu, thế thì thế giới lộn xộn rồi. Chỉ đến trễ có 15 phút mà lại muốn đuổi việc chúng tôi, ai cho ông lá gan đó? Giọng nói của Hồ Vĩnh Như rất bình tĩnh, thậm chí là lúc nói chuyện cô ta còn đang vuốt ve mái tóc xanh. Nhưng mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy một cảm giác áp lực nặng nề. Lý Mộng Đình lại nhìn không được mà lui chân, lạnh hết cả người. Kim Thúy Như, cô ta rất giống với Kim Thúy Như. Cô ta tự lẩm bẩm. Hồ Hoàng Việt cũng cảm nhận được áp lực to lớn. Im lặng không nói lời nào. Hồ Vĩnh Như vừa mới mở miệng, nét âm trầm trên mặt Hồ Vĩnh Hiên lập tức phai đi không ít, nhìn Hồ Hoàng Việt với vẻ mặt mỉa mai, em gái tôi nói không sai, chỉ dựa vào những thứ này mà muốn đuổi việc chúng tôi, có phải là không phù hợp rồi không? Hồ Vĩnh Hiên căn bản không có giác ngộ của một người bị đuổi việc, híp mắt nhìn chằm chằm vào Hồ Hoàng Việt. Hồ Hoàng Việt, ông quá phách lối rồi đó, ông đã cống hiến gì cho tập đoàn này hả? Cảm thấy đã đến lúc rồi. Đồng Thắng nhảy ra chỉ vào Hồ Hoàng Việt, là một chủ tịch vô dụng, có tư cách gì mà ra lệnh cho chúng tôi? Tôi thấy người nên đi nhất là ông đó. Chi nhánh tập đoàn Lệ Tinh cái gì chứ, không hợp tác cũng được, muốn hợp tác thì để Tổng Giám đốc chi nhánh tự mình đến đây bàn đi, nếu không thì không bàn nữa. Tất cả mọi người ầm ĩ lên tiếng vô cùng hùng hổ. Sắc mặt của Phương Huệ và Lý Mộng Đình trở nên rất khó coi, vốn dĩ cho rằng lần phát triển chi nhánh này rất thuận lợi. Không ngờ bước đầu tiên đã gặp trở ngại rồi. Trong lúc nhất thời, Hồ Hoàng Việt và Phương Huệ bị mọi người chỉ trỏ, có một sự áp lực to lớn chưa từng có đặt lên người bọn họ. Hồ Vĩnh Hiên gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, Hồ Hoàng Việt, ông trở về Giang Thành cố gắng làm ăn cũng không dễ dàng gì, phải cẩn thận một chút, chứ đừng có hại mình phải tán ra bại sản trong vòng một đêm. Hồ Hoàng Việt cắn chặt răng, trong lòng đã sinh ra suy nghĩ muốn nhờ anh Vương giúp đỡ. Nhưng mà chỉ kéo dài một lúc, suy nghĩ này liền biến mất. Ông ta phải tự mình giải quyết. Các người câm miệng hết cho tôi. Hồ Hoàng Việt hét to một tiếng. Bịch. Sau đó, ông ta ném một chồng sổ sách thật dày lên trên bàn, mắt đỏ ngầu nhìn mọi người. Mở to mắt các người mà xem cho rõ đi lúc Hồ Minh Chính đảm nhiệm chức vụ, Cự Phong càng ngày càng đi xuống, mà sau khi tôi đảm nhiệm thì lợi nhuận mỗi tháng đều tăng trưởng. Tôi không kể công. Mà là muốn hỏi tại sao lại xuất hiện tình trạng càng ngày càng tệ hại như thế, bởi vì những đồng sự các người và chủ tịch quá vô dụng. Huống hồ gì tập đoàn Cự Phong cũng không phải là của nhà họ Hồ các người, mà là của nhà họ Thẩm ở Thiên An, chỉ là do các người quản lý mà thôi, tu hú chiếm tổ chim khách, đây chính là sự ghê tởm của các người. Tôi đã quyết định sa thải các người, cho dù Tổng phụ trách thương hội Giang Bình có đến đây thì cũng vô dụng thôi. Hồ Hoàng Việt đỏ bừng hết cả mặt. Giọng nói khàn khàn gào thét nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người. Lúc này, khí thế của ông ta đã vượt qua cả Hồ Vĩnh Hiên, ngay cả Hồ Vĩnh Như cũng phải kinh ngạc nhìn ông ta. Hồ Vĩnh Hiên cũng rất ngạc nhiên nhìn Hồ Hoàng Việt, rất nhanh, sắc mặt lại trở nên âm trầm một lần nữa. Hồ Hoàng Việt, xem ra là ông đã quyết tâm muốn đối chọi với tôi một lần, ông hỏi thử xem trong căn phòng này ngoại trừ ông thì còn có ai dám kêu tôi cút. Cút! Hồ Vĩnh Hiên kiêu ngạo nói xong câu đó. Không ngờ vừa mới dứt lời thì có người lạnh nhạt nói ra chữ này. Là người thứ hai có mặt trong phòng dám kêu anh ta cút. Xoẹt. Ngay lập tức, tầm mắt của mọi người liền tập trung trên người Vương Nhất. Hồ Vĩnh Hiên kinh ngạc. Hồ Vĩnh Như ngơ ngác. Tất cả đám lãnh đạo cũng không thể tin nổi. Phương Huệ và Lý Mộng Đình cũng kinh ngạc mà nhìn Vương Nhất. Chẳng biết từ lúc nào, Vương Nhất đã đặt điện thoại di động xuống, đồng thời chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nhìn Hồ Vĩnh Hiên. Anh Vương, nhìn thấy cảnh tượng này, Hồ Hoàng Việt kích động hai mắt đỏ bừng. Chữ cút này không nặng, nhưng lại giống như một cái búa đập vào trái tim của mỗi người, mang theo khí thế cường đại làm cho Hồ Vĩnh Hiên sắp không thở nổi. Anh là ai? Hồ Vĩnh Hiên cau mày hỏi. Nếu như Vương Nhất không lên tiếng, anh ta căn bản không hề phát hiện đến sự tồn tại của Vương Nhất.
Vương Nhất Trâm chọc cười một tiếng, tập đoàn Cự Phong chính là của tôi, anh nói xem tôi là ai. Lời này vừa mới nói ra, sắc mặt của mọi người liền thay đổi. Hồ Vĩnh Hiên trợn tròn mắt, anh ta kinh ngạc nhìn Vương Nhất. Ngay cả Phương Huệ và Lý Mộng Đình cũng giống như là nhìn thấy quỷ. Tập đoàn Cự Phong là của Vương Nhất. Sao có thể chứ? Hồ Vĩnh như híp mắt đánh giá Vương Nhất, không biết tại sao thế mà cô ta lại cảm nhận được một sự áp lực vô cùng lớn. Hồ Vĩnh Hiên cũng như thế. Lúc đối mặt với Vương Nhất, anh ta có một loại cảm giác như là sâu kiến đang ngước nhìn rồng to. Rốt cuộc, trong mắt của Hồ Vĩnh Hiên đã xuất hiện một tia yếu ớt, đồng thời trên trán còn đổ mồ hôi to như hạt đậu. Ánh mắt của Vương Nhất quá bình thản đến mức như đang nhìn một cái xác. Đồng Thắng sửng sốt cả nửa ngày, bỗng nhiên lại chỉ vào Vương Nhất rồi cười to. Ha ha ha, chết cười quá đi thôi. Cái thằng danh này dám nói tập đoàn Cự Phong là của cậu ta, cậu có biết những người đang ngồi ở đây là ai không hả? Nói xong vẫn không quên chê Hồ Hoàng Việt. Hồ Hoàng Việt, ở đây lại có một người muốn ngồi vào ghế của ông này, ông có muốn tôi giúp ông ném cậu ta ra ngoài không? Đồng Thắng đã nói đến điểm chính, những người đang căng thẳng đã dần lấy lại tinh thần, đồng loạt tức giận mắng chửi. Nếu như không phải có câu nói này của Đồng Tổng, tôi đã bị hù dọa rồi đó, chỉ bộ dạng này của cậu ta làm sao có thể có được toàn bộ tập đoàn Cự Phong chứ? Chủ tịch à, cái tội giả danh chủ tịch phải xử như thế nào đây, ha ha. Không chỉ giả mạo chủ tịch mà còn dám quát anh Hồ, thằng danh kia, cậu nhất định phải chết. Đồng Thắng và Hồ Liễu đều nhìn Vương Nhất với vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Phương Huệ và Lý Mộng Đình lấy lại tinh thần, trong lòng của bọn họ liền sốt ruột. Lúc nãy bọn họ cũng giống như thế, thiếu chút nữa là cho rằng tập đoàn Cự Phong là của Vương Nhất. Chủ tịch chân chính người ta còn ở đây, sao Vương Nhất lại nói tập đoàn Cự Phong là của anh chứ? Hồ Vĩnh Hiên thở phào một hơi, nhìn Vương Nhất với ánh mắt hung dữ, anh dám giả mạo làm chủ tịch dọa tôi, người đâu, bắt anh ta ném ra ngoài cho tôi. Cạch, cửa phòng họp mở ra, Hồ Vĩnh Hiên gọi vệ sĩ tới, một trái một phải mời Vương Nhất ra ngoài. Tôi xem ai dám. Hồ Hoàng Việt lại quát lên một tiếng, hai tên bảo vệ liền run rẩy lập tức dừng bước chân. Hồ Vĩnh Hiên tức giận không thôi, Hồ Hoàng Việt, ông lại dám đối đầu với tôi, không sợ thế lực sau lưng tôi sẽ để ông về hưu ngay lập tức hả? Cậu là cái thá gì mà dám mời anh Vương ra ngoài? Hồ Hoàng Việt cười lạnh, sau đó lại nhìn Vương Nhất, anh Vương, tôi đuổi việc hết tất cả bọn họ, xử lý như thế, ngài đã thấy hài lòng chưa? Vương Nhất lắc đầu, vẫn còn chưa đủ. Anh chỉ vào đám người Đồng Thắng và Hồ Liễu, có thể ném bọn họ ra ngoài, nhưng hai tên du học sinh không được xã hội dạy bảo thì giữ lại đi. Phốc! Lời nói của Vương Nhất làm Phương Huệ và Lý Mộng Đình bật cười thành tiếng. Không được xã hội dạy dỗ, dùng cái này để hình dung, quá là chính xác. Nghe thấy lời nói của Vương Nhất, Hồ Vĩnh như khẽ nhíu mày, trong mắt đầy vẻ không vui. Hồ Vĩnh Hiên lại càng tức giận, căm tức nhìn Vương Nhất, anh nói cái gì? Không được xã hội dạy dỗ, chẳng lẽ không đúng? Vương Nhất cười nói, còn tưởng là gia nhập được một thương hội Giang Bình thì có thể coi trời bằng vung ư. Nếu không thì để tôi nói cho các người biết một tin tức, có người cảm thấy 8 thương hội lớn ở trong nước quá nhiều, chuẩn bị sát nhập mấy thương hội lại với nhau, thương hội Giang Bình còn đang trong thời kỳ quan sát. Hồ Vĩnh Hiên và Hồ Vĩnh như nghe nói như thế, sắc mặt liền không bình thường. Sửng sốt cả buổi trời, Hồ Vĩnh Hiên giận dữ. Anh tưởng anh là ngài Thương Si chắc, nói cái gì mà sát nhập với không sát nhập. Thương Si năng lực kinh doanh kinh người, lúc anh ta và Hồ Vĩnh như du học ở phố Uôn đã từng nghe thấy tên tuổi người này, đồng thời còn rất khâm phục. Nếu như Thương Si nghe thấy câu nói này, chắc chắn sẽ không hề do dự chút nào mà hợp lại hai thương hội lớn này. Đây là sự biến động nhân sự chưa từng có. Anh Hồ, đừng có nghe cậu ta chỉ là một tên hề bốc phét mà thôi. Lúc Đồng Thắng nói câu này, trên mặt đầy vẻ xem thường mà nhìn Vương Nhất, Hồ Minh Chính, chủ tịch tập đoàn cũ đang làm việc ở dưới lầu, Liễu, mau gọi người lên đây. Hồ Liễu cũng cười cười gật đầu, được, lại dám giả danh chủ tịch tập đoàn, một lát nữa sẽ khiến anh phải khóc thôi, dù có Hồ Hoàng Việt che chở cũng vô dụng. Nói xong thì liền đi xuống dưới mời Hồ Minh Chính. Nhìn thấy bọn họ như thế, nụ cười trên mặt Vương Nhất lại càng sâu hơn, không hề có ý ngăn cản. Phương Huệ và Lý Mộng Đình không nỡ nhìn nữa, chỉ chờ nhân chứng đến đây thì sẽ bị vạch trần. Hồ Vĩnh Hiên lạnh lùng nhìn Vương Nhất, chỉ cần chứng minh anh đang mạo danh, cho dù Hồ Hoàng Việt có bảo vệ thì anh cũng phải bị ném ra bên ngoài.
Vương Nhất không lên tiếng, chỉ bắt chéo chân, bộ dạng như ông lớn. Tìm tôi có chuyện gì? Không lâu sau đó liền truyền đến giọng nói của Hồ Minh Chính. Khắp khuôn mặt Hồ Liễu đều là ý cười, anh Hồ, ở chỗ chúng tôi có một tên hề đang bốc phét, nói toàn bộ tập đoàn Cự Phong này là của anh ta, anh đến xác nhận thử xem có phải là vậy không. Nói xong liền chỉ vào Vương Nhất. Hồ Minh Chính giật mình, nhìn theo phương hướng mà Hồ Liễu đang chỉ, trong nháy mắt nhìn thấy Vương Nhất, sắc mặt của anh ta liền thay đổi nhanh chóng. Là mày! Trên mặt Hồ Minh Chính tràn đầy lửa giận, nói xong liền nhào tới trước mặt Vương Nhất, gầm lên, cái tên lừa đảo này, mày còn đến đây làm gì? Vương Nhất cười nói, là anh đã dùng toàn bộ tập đoàn Cự Phong để đánh cược với tôi, cả nhà đều ngu ngốc, trách ai được đây? Mày! Hồ Minh Chính nổi điên lên, hận không thể nhào vào đánh Vương Nhất. Lần cá cược đó mãi mãi là một vết dao trong lòng anh ta, tuyệt vọng nhất đó chính là lúc sắp có kết quả, anh ta cảm thấy mình chỉ cách thắng lợi có một bước, trên thực tế thì vừa mới bắt đầu anh ta đã thất bại toàn tập. Cuộc đối thoại của hai người làm tất cả những người có mặt trong phòng họp ngây sợ. Đồng Thắng và Hồ Liễu cũng ngẩn ra. Hình như tập đoàn Cự Phong thật sự là của anh. Hồ Vĩnh Hiên vô cùng khó tin mà nhìn Vương Nhất. Còn chưa hiểu nữa à? Hồ Hoàng Việt cười lạnh. Nhà anh Vương ở Thiên An, không phải là ở Giang Thành, cho nên mới mời tôi đến giữ vị trí chủ tịch, quản lý công ty thay ngài ấy. Hiện tại anh Vương đã lấy được thân phận người đứng đầu chi nhánh Lệ Tinh, đương nhiên tôi không còn là chủ tịch nữa, tất cả những thay đổi trong tập đoàn đều là do anh Vương quyết định. Anh Vương, xin ngài đưa ra chỉ thị. Ông ta lập tức quay sang Vương Nhất. Vương Nhất khoác khoác tay, cứ làm theo lời ông nói, sa thải hết tất cả những người nhà họ Hồ. Oanh! Lời này vừa mới nói ra, bọn người Đồng Thắng và Hồ Liễu vô cùng chấn động. Thật, thật sự là chủ tịch. Ông ta lẩm bẩm. Bịch. Ngay sau đó, Đồng Thắng quỳ gối trước mặt Vương Nhất, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Chủ tịch, tôi sai rồi. Chủ tịch, chúng tôi cũng sai rồi. Vẻ mặt bọn người Hồ Liễu trở nên nhăn nhó. Ngay cả biểu cảm của Hồ Vĩnh Hiên cũng âm trầm hơn, anh thật sự là chủ tịch. Vương Nhất không thèm để ý. Anh nhìn về phía sắc mặt âm trầm của Hồ Vĩnh Như, toàn bộ kế hoạch là do cô nghĩ ra đúng không? Hồ Vĩnh Như im lặng không nói. Quá kém. Nhưng câu nói tiếp theo của Vương Nhất khiến Hồ Vĩnh Như tức giận nghiến răng. Anh nói cái gì? Dường như là cô ta bị sỉ nhục, cứ nhìn chằm chằm vào Vương Nhất. Quá kém. Vương Nhất lặp lại một lần nữa, nhìn cô ta rồi nói, cô rất giống với một người quen của tôi, nhưng mà cô thua xa cô ta. Kém xa cô ta. Bốn chữ này của Vương Nhất đã mang đến lực sát thương vô cùng to lớn đối với một người có tính tình kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu thua ai như là Hồ Vĩnh Như. Hô hấp của cô ta lập tức trở nên dồn dập, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất, cả người phát run. Thấy Hồ Vĩnh Như như vậy, Hồ Vĩnh Hiên liền biến sắc, anh ta trấn an, em à, tỉnh táo lại đi. Hồ Vĩnh Như hất mạnh tay Hồ Vĩnh Hiên ra, trong mắt của cô ta chỉ còn có một mình Vương Nhất. Anh nói lại một lần nữa xem. Gương mặt xinh đẹp của Hồ Vĩnh Như trở nên vặn vẹo, trừng mắt nhìn Vương Nhất. Hồ Vĩnh Hiên nhìn Vương Nhất và Hồ Hoàng Việt với sự phẫn nộ, uy hiếp nói, chọc giận tôi thì còn có hy vọng có thể sống sót, chọc giận em gái tôi thì các người chỉ có một con đường chết. Bọn họ cảm thấy rất ngột ngạt, duy nhất chỉ có Vương Nhất là vẫn thờ ơ lạnh nhạt mà cười, vậy à, cô ta có bản lĩnh gì chứ? Hồ Vĩnh Hiên cười lạnh, ở Phú Uôn. Con bé được gọi là người phụ nữ thần bí đến từ phương Đông, tài trí song toàn, ở Phú Uôn đều có truyền thuyết của con bé, bởi vì em gái của tôi mà tôi mới có thể vào thương hội Giang Bình, vậy mà anh lại dám xúc phạm nó. Hồ Vĩnh Như không nói gì, nhưng ánh mắt tức giận đã đủ để chứng minh. Phú Uôn. Vương Nhất ngạc nhiên một lúc, anh nhớ mang máng sau khi Lý Khinh Hồng tốt nghiệp đại học cũng đã đến Phú Uôn học tập một khoảng thời gian rồi mới về nước gầy dựng tập đoàn Lệ Tinh. Sao vậy? Ghê gớm lắm à. Hồ Vĩnh Hiên nhìn Vương Nhất với vẻ mặt khinh thường, cho dù anh là người sở hữu tập đoàn Cự Phong chân chính thì cũng không có cách nào có thể so sánh với em gái tôi, chứ đừng nói chi là xua đuổi con bé. Nó có mặt ở tập đoàn Cự Phong, chắc chắn sẽ mang đến tiền tài cho tập đoàn Cự Phong, nếu như phải nói thì vị trí chủ tịch này của anh cũng nên giao cho nó làm. Phương Huệ và Lý Mộng Đình không hề tưởng tượng nổi mà nhìn Hồ Vĩnh Như. Có làm như thế nào cũng không ngờ rằng cô gái trông yên tĩnh lại có tài về mặt kinh doanh như thế. Phú Uôn chính là nơi mà đồng bào ở nước ngoài chọn làm địa điểm phát triển, chỉ cần đến Phú Uôn, sau khi về nước thì chính là tinh anh được đào tạo ở nước ngoài.
chứ đừng nói là đã tạo ra thành tựu ở phố Uôn. Xem ra là cô gái này không hề tầm thường. Hồ Hoàng Việt biết nhiều hơn một chút, nếu như không có chuyện gì xảy ra, cô ta và Hồ Vĩnh Hiên được nhà họ Hồ xem là người sẽ được gia tộc truyền lại vị trí gia chủ. Hồ Vĩnh Như lại ngồi xuống, hơi hất cầm lên, dùng ánh mắt của Vương Giả mà nhìn Vương Nhất. Nhưng ánh mắt của Vương Nhất vẫn bình thản như cũ, chuyện mà Hồ Vĩnh Như lấy làm kiêu ngạo, anh cảm thấy nó chẳng đáng để nói tới. Bởi vì hai người phụ nữ có thể gây ra biến đổi trong cuộc đời anh, người nào cũng tài giỏi hơn cô ta. Anh nhìn Hồ Vĩnh Như, cười nói, nếu như cô đã đến từ phố Uôn, vậy chắc chắn đã nghe qua hai cái tên, Lý Khinh Hồng và Kim Thúy Như. Trong mắt Hồ Vĩnh Như có vẻ kinh ngạc xuất hiện, nhưng mà rất nhanh nó lại trở về như cũ. Đương nhiên đã từng nghe nói. Cô ta từ tốn nói, hai đàn chị này lớn hơn tôi hai khóa, những gì mà tôi đã làm ở phố Uôn, bọn họ cũng đã từng làm. Vậy mà anh lại biết hai người bọn họ. Hồ Vĩnh Như nhìn Vương Nhất với vẻ nghiền ngẫm. Lời này vừa mới nói ra, nụ cười trên mặt của Vương Nhất liền trở nên khác thường. Phương Huệ và Lý Mộng Đình cũng nhìn Vương Nhất và Hồ Vĩnh Như với ánh mắt quái dị. Chẳng lẽ cô ta không biết Lý Khinh Hồng là vợ của Vương Nhất à? Ngay cả Kim Thúy Như cũng như thế, 5 năm trước thiếu chút nữa là đã trở thành vợ của Vương Nhất. Vương Nhất không vạch trần, chỉ là tiếp tục hỏi, cô rất sùng bái bọn họ ư? Đương nhiên rồi, hai người bọn họ được gọi là kinh điển sống của thế giới kinh doanh ở phố Uôn. Lúc trước khi bọn họ về nước có rất nhiều ông trùm kinh doanh phố Uôn cảm thấy tiếc hận vì điều đó. Lý Khinh Hồng chính là vợ tôi. Vương Nhất cười nói. Lời này vừa mới nói ra, cả phòng họp liền trở nên yên tĩnh. Sắc mặt của bọn người Phương Huệ và Hồ Hoàng Việt vẫn bình thường, còn đám người Hồ Vĩnh Hiên, Đồng Thắng và Hồ Liễu lại nhìn Vương Nhất giống như là nhìn quỷ. Hồ Vĩnh Như khẽ mím môi, kinh ngạc nhìn Vương Nhất. Vương Nhất châm một điếu thuốc, thờ ơ nói, ngay cả Kim Thúy Như tôi cũng rất thân, chút thành tích này của cô làm sao tôi có thể vừa mắt được chứ? Tôi không tin. Hồ Vĩnh Như phẫn nộ nhìn Vương Nhất, anh đừng có sỉ nhục đàn chị của tôi. Vương Nhất không nói gì, anh chỉ tùy ý bấm gọi cho Lý Khinh Hồng. Em nghe đây, sao vậy? Rất nhanh, trong điện thoại liền truyền đến giọng nói bình thản của Lý Khinh Hồng, có phải là chi nhánh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Vương Nhất cười cười nói, chuyện ngoài ý muốn thì không có, nhưng mà chuyện bất ngờ thì có không ít đó, ở đây có đàn em của em này, em có muốn nói chuyện một chút không? Đàn em hả? Lý Khinh Hồng ngạc nhiên hỏi, đàn em nào vậy? Vương Nhất trực tiếp đưa điện thoại di động qua, Hồ Vĩnh Như lại không dám nhận điện thoại của anh. Cô là ai thế? Giọng nói của Lý Khinh Hồng lạnh lùng hơn rất nhiều. Dựa vào trí thông minh của Lý Khinh Hồng rất dễ để đoán được bên phía Vương Nhất đã xảy ra chuyện gì đó. Nghe thấy giọng nói này, Hồ Vĩnh Như run rẩy cả người, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Cô ta quá quen thuộc với giọng nói này. Chính là thần tượng của cô ta. Đàn chị. Giọng nói của Hồ Vĩnh Như phát run, trái tim đập thình thịch. Sau đó, âm thanh của cô ta trở nên bình thường hơn nhiều. Đàn chị có còn nhớ em không? Em là Hồ Vĩnh Như đây. Hồ Vĩnh Như. Lý Khinh Hồng suy nghĩ một hồi, có chút ấn tượng và cái tên này. Cô hỏi, đàn em mà Vương Nhất nói tới là cô à? Là em. Giọng nói của Hồ Vĩnh Như lập tức trở nên kích động. Đàn chị biết em không? Không biết. Lý Khinh Hồng tuyệt nhiên không cho Hồ Vĩnh Như thể diện, cô lạnh giọng nói, nhưng nếu như cô cản trở kế hoạch chi nhánh tập đoàn Lệ Tinh của tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Tút tút tút. Nói xong liền cúp điện thoại. Vương Nhất lướt tìm số điện thoại của Kim Thúy Như, anh cười nói với Hồ Vĩnh Như, 5 năm trước suýt chút nữa là tôi đã kết hôn với Kim Thúy Như, cô có muốn tâm sự với cô ta luôn không? Hồ Vĩnh Như nhìn không được mà lùi bước, cô ta kinh ngạc hốt hoảng nhìn Vương Nhất. Rốt cuộc thì anh là ai? Giọng nói của cô ta mang theo hoảng sợ. Tôi là người đứng đầu công ty con của tập đoàn Lệ Tinh ở Giang Thành, tên là Vương Nhất. Vương Nhất cười nói với Hồ Vĩnh Như, đồng thời cũng là chủ tịch tập đoàn Cự Phong, chuyện hợp tác của hai bên là do một mình tôi quyết định. Còn bây giờ, các người đã bị sa thải. Hồ Vĩnh Như đã không còn vô lễ với Vương Nhất như trước, thay vào đó là sự e dè. Một người cưới Lý Khinh Hồng. Đồng thời thiếu chút nữa kết hôn với Kim Thúy Như, có thể là người bình thường được à? Chúng ta đi thôi. Hồ Vĩnh Như không hề do dự chút nào mà quay người rời đi. Em à! Hồ Vĩnh Hiên muốn gọi Hồ Vĩnh Như lại, nhưng cô ta đã đi rồi. Các người còn muốn ở lại ư?
Vương Nhất cười hỏi. Hồ Vĩnh Hiên nhăn mặt. Chuyện này chưa xong đâu. Hồ Vĩnh Hiên hung hãn nói, những chuyện mà anh làm chắc chắn sẽ chuyển đến tai Thương hội Giang Bình, tập đoàn Cự Phong sắp xong rồi. Nói xong liền nổi giận đùng đùng rời khỏi. Sau khi Hồ Vĩnh Hiên và Hồ Vĩnh Như rời khỏi tòa nhà Cự Phong, bọn họ yên vị ngồi trên xe trở về nhà họ Hồ. Trên đường đi, Hồ Vĩnh Như nhìn cảnh sát ngoài cửa sổ đến xuất thần, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Biểu cảm trên mặt Hồ Vĩnh Hiên lại dữ tợn, em à, chẳng lẽ chuyện này cứ bỏ qua như vậy à? Hồ Vĩnh Như liếc mắt nhìn anh ta, anh còn muốn như thế nào? Biểu cảm trên mặt của Hồ Vĩnh Hiên rất dữ tợn, em à, em đừng có quên trên người chúng ta gánh vác ý chí của gia tộc, chúng ta phải đoạt được tập đoàn Cự Phong trở về. Nhưng chúng ta vừa mới đến đó không lâu thì đã bị đuổi ra rồi, tập đoàn Cự Phong của Hồ Hoàng Việt là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột. Anh ta rất không cam lòng. Nhất là Vương Nhất còn sỉ nhục anh ta, làm cho anh ta tức giận muốn điên lên được. Nhưng anh ta nhìn sang Hồ Vĩnh Như, sắc mặt của cô ta vẫn bình tĩnh, bộ dạng như là không hề tức giận. Em không tức giận à? Anh ta hỏi. Hồ Vĩnh Như rất bình tĩnh, không phải là em thua bởi anh ta mà là em thua bởi đàn chị Lý Khinh Hồng và đàn chị Kim Thúy Như, tuyệt đối không mất mặt. Dừng lại một chút, cô ta lại nói, sau khi chuyện này qua đi, anh đừng hận anh ta. Nếu không thì chỉ tự diệt vong mà thôi, có hiểu chưa? Hiểu rồi. Hồ Vĩnh Hiên đáp lời, nhưng biểu cảm lại trở nên lạnh lùng. Anh ta soạn một tin nhắn rồi gửi đi. Ở tập đoàn Cự Phong, sau khi Hồ Vĩnh Hiên và Hồ Vĩnh Như đi khỏi, Hồ Hoàng Việt liền ngồi phịch xuống ghế. Hai anh em này thật là khó lường, nếu như không phải gặp Vương Nhất thì chưa chắc Hồ Hoàng Việt có thể làm gì được bọn họ. Một lúc lâu sau, ông ta mới khôi phục lại tinh thần. Nhìn Vương Nhất rồi nói, anh Vương, để ngài chê cười rồi. Vương Nhất cười lắc đầu, ông đã làm rất tốt, ít nhất là ông còn có thể gắn gượng trước khí thế mạnh mẽ của bọn họ. Trong kinh doanh, quan trọng nhất là cái gì, không cần tôi nhiều lời nhỉ. Vâng anh Vương. Vương Nhất đã nói như vậy, Hồ Hoàng Việt cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Khí thế không chỉ cần trong việc đàm phán kinh doanh, chỉ cần là thương lượng với người khác thì đều cần khí thế. Lúc này, Phương Huệ hỏi, anh Vương, vậy chuyện hợp tác giữa tập đoàn Lệ Tinh và tập đoàn Cự Phong? Lúc này, cô ta mới nhắc tới chuyện hợp tác. Vương Nhất cười nói, tôi đều đã ra mặt rồi, đương nhiên chuyện hợp tác giữa hai bên được thiết lập. Hồ Hoàng Việt cũng nói, sau này, cho dù tập đoàn Cự Phong có nghiệp vụ gì thì chắc chắn cũng sẽ nhớ tới Lệ Tinh, nhanh chóng thành lập mạng lưới quan hệ ở Giang Thành. Phương Huệ và Lý Mộng Đình nghe nói như thế cũng thở một hơi nhẹ nhõm. Các người đến chi nhánh Lệ Tinh trước đi, tôi có chuyện cần bàn với Chủ tịch Hồ. Vương Nhất đã kêu Phương Huệ và Lý Mộng Đình đi khỏi. Hồ Hoàng Việt trở nên nghiêm túc hơn, chỉ cần là khi hai người bọn họ đơn độc nói chuyện với nhau thì chắc chắn có chuyện gì đó quan trọng. Vương Nhất lại cười nói, đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn nói chuyện với ông một lúc thôi, khoảng thời gian này tôi sẽ ở Giang Thành, hai ngày cuối tuần vợ tôi cũng sẽ đến Giang Thành một chuyến. Cho nên bên phía Thương hội Giang Bình có người đến thì phải thông báo cho tôi biết. Trong lòng Hồ Hoàng Việt tràn đầy lòng tin, vâng anh Vương. Ngụ ý của anh Vương Nhất, ngay cả Thương hội Giang Bình cũng không thèm quan tâm. Còn có một chuyện, ý cười trên mặt Vương Nhất càng sâu hơn, Tuyết Nhi và Tô Thắm làm việc dưới tay ông, bọn họ như thế nào rồi? Hồ Hoàng Việt nói, hiện tại đang làm việc trong cấp cơ sở của tập đoàn, trước tiên phải rèn luyện bọn họ một chút. Đợi đến khi học đủ rồi thì sẽ thăng chức. Vương Nhất nhẹ gật đầu, nhanh chóng để hai người bọn họ rèn luyện đi, sau này chi nhánh Giang Thành, thậm chí là cả tổng bộ Thiên An đều sẽ do Tuyết Nhi phụ trách, chắc ông cũng muốn thắm kế nhiệm tập đoàn Cự Phong nhỉ. Hồ Hoàng Việt trịnh trọng gật đầu, vâng anh Vương. Sau khi Vương Nhất đi rồi, Hồ Hoàng Việt lập tức gọi điện thoại cho thư ký, lập tức thăng chức cho Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm lên tổng giám đốc và trợ lý tổng giám đốc. Lý Tuyết Nhi còn không biết là mình đã được đề bạt, cô ta đang gọi điện thoại cho Vương Nhất. Alo anh rể, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Điện thoại vừa mới được kết nối, Lý Mộng Đình liền hỏi. Cô nhìn ra phía sau đi. Vương Nhất nói. Lý Tuyết Nhi kinh ngạc, vô thức nhìn lại. Vương Nhất đang đứng sau lưng cô ta, mỉm cười nhìn cô ta. Anh rể. Lý Tuyết Nhi kinh ngạc kêu lên một tiếng, kích động nói, anh đến đây khi nào thế? Tới từ lâu rồi, địa điểm làm việc sau này của tôi cũng ở tòa nhà Cự Phong, là chi nhánh Lệ Tinh dưới lầu mọi người đó. Vương Nhất cười nói. Vậy không phải là sau này ngày nào chúng ta cũng có thể gặp nhau à?
Trên mặt Lý Tuyết Nhi tràn đầy niềm vui, sau đó lại nhớ ra chuyện gì đấy, nhanh chóng gọi Tô Thắm đến. Anh Vương Nhất. Tô Thắm cũng rất mừng rỡ. Lý Tuyết Nhi kéo Tô Thắm đứng trước mặt Vương Nhất, có đẹp không? Đẹp đó. Vương Nhất nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn bọn họ rồi hỏi, hai người ăn mặc chỉnh chu như thế, định làm gì vậy? Nhan sắc của Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm trông không tệ, nhưng ngày hôm nay bọn họ trang điểm khá tinh tế. Lý Tuyết Nhi cười nói, trước đó đã nói với anh rồi đó, chúng em đến buổi họp lớp, có thể dẫn bạn đi cùng, em gọi anh và Thắm đi chung. Vương Nhất đã nhớ ra rồi, anh khoát tay, cô và Thắm đi cùng là được rồi, tôi đi làm cái gì? Lý Tuyết Nhi sốt ruột kéo chặt cánh tay Vương Nhất, đã mấy năm rồi bọn em không gặp nhau, chắc chắn có rất nhiều người đã kết hôn, đến lúc đó chỉ có một mình em dẫn theo bản thân đi cùng, có mất mặt không chứ? Cho nên, cô kêu tôi đi cùng cô là để làm bạn trai cô có đúng không? Lý Tuyết Nhi nhẹ gật đầu. Không đi. Vương Nhất từ chối thẳng thừng, anh đều đã kết hôn rồi, sao có thể giả làm bạn trai của người khác chứ? Lý Tuyết Nhi lập tức nổi giận, em là em vợ của anh mà. Tục ngữ có câu em vợ là áo bông nhỏ của anh rể, bây giờ áo bông nhỏ của anh có chuyện phiền hà, anh có giúp không hả? Vương Nhất cười khổ, cũng là bởi vì em vợ cho nên cần phải giữ khoảng cách đó. Lúc này, Tô Thắm mới nói, anh Vương Nhất, anh đi đi, chắc chắn là tối nay còn có tiệc rượu, anh có thể nhẫn tâm nhìn hai đứa con gái tụi em uống rượu à? Vương Nhất nghĩ lại cũng đúng, thế là liền đồng ý, được rồi. Cảm ơn anh rể. Lý Tuyết Nhi lập tức thân mật kéo kéo cánh tay Vương Nhất. Ba người đón xe đến một nơi có tên là Đồng Tước Đài. Cái tên này nghe khá hay, Vương Nhất cười nói. Đương nhiên rồi, nghe nói Đồng Tước Đài là câu lạc bộ dưới danh nghĩa nhà họ Hạ ở Giang Thành. Lý Tuyết Nhi nói. Vương Nhất gật đầu không nói thêm gì nữa. Bước xuống xe, ba người đã nhìn thấy những cô gái ăn mặc xinh đẹp sắc sảo bước ra từ bên trong, bọn họ đều khoác tay người đàn ông của mình. Tuyết Nhi, thật sự là cậu à? Nhìn thấy Lý Tuyết Nhi, bọn họ lập tức bước tới, trên mặt đầy vẻ kích động. Du, Thảo, Hà, đã lâu không gặp. Lý Tuyết Nhi mỉm cười chào hỏi, sau đó lại giới thiệu Tô Thắm đứng bên cạnh mình, xin giới thiệu với mọi người, đây chính là bạn thân của tôi, Tô Thắm. Xinh quá đi thôi. Xin chào, tôi tên là Bạch Chi Du. Tôi là Từ Thảo, đây là Lương Hà. Chào mọi người, tôi là Tô Thắm. Những cô gái xinh đẹp luôn khiến người khác chú ý, Tô Thắm nhanh chóng nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt. Bạn trai đứng sau lưng bọn họ nhìn Tô Thắm đến nỗi muốn rớt cả mắt. Lý Tuyết Nhi lại giới thiệu Vương Nhất, đây là. Còn chưa nó ra chữ bạn trai tôi thì cô gái tóc ngắn tên Lương Hà ấy đã cướp lời cô ta. Tôi biết rồi, là tài xế của cậu có đúng không? Ha ha ha. Lương Hà vừa mới nói xong, mọi người liền cười ồ lên. Những cô gái ở đây đều nhìn Vương Nhất bản ánh mắt mỉa mai, còn mấy người đàn ông bên cạnh thì nhìn anh với vẻ khinh thường. Bộ quần áo trên người Vương Nhất cộng lại còn chưa tới 10 triệu, trên tay lại không có đồ trang sức gì, đương nhiên bọn họ sẽ nghĩ rằng Vương Nhất là tài xế của Lý Tuyết Nhi. Bản thân Vương Nhất cũng kinh ngạc. Buổi họp lớp vừa mới bắt đầu, sao anh nằm không cũng trúng đạn vậy chứ? Lý Tuyết Nhi ngơ ngác một hồi, trong lòng nổi giận. Nhưng bởi vì ngại quan hệ bạn bè, cho nên cô ta không tiện bộc phát, đành phải kiên trì nói, anh ấy là bạn trai của tôi. Kết quả Lương Hà là cô gái dẫn đầu đám người còn cười vui vẻ hơn nữa. Ôi chào Tuyết Nhi, chúng tôi biết anh ta là bạn trai của cậu chứ, cậu cũng không cần phải cố ý nói ra. Đúng rồi đó Tuyết Nhi à, mọi người cảm thấy tiếc cho cậu mà thôi, hồi cấp 3 cậu nổi tiếng như thế, còn là hoa khôi, sau tốt nghiệp lại tìm một người bạn trai như vậy chứ. Tuyết Nhi nghe lời tôi đi. Một lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho cậu người mới, anh ta không xứng với cậu đâu. Lý Tuyết Nhi đưa người, rất nhanh, rốt cuộc trên gương mặt xinh đẹp cũng đã xuất hiện lửa giận. Các cậu im miệng cho tôi. Cô ta quát lớn giận dữ, bọn người Lương Hà không còn cười nữa, kinh ngạc nhìn Lý Tuyết Nhi. Anh ấy là bạn trai của tôi, nếu như các cậu còn dám xúc phạm anh ấy thì đừng có trách tôi trở mặt. Giọng nói của Lý Tuyết Nhi trầm xuống, cô ta thật sự tức giận rồi. Tô Thắm cũng hậm hực nói, trông mặt mà bắt hình dong, đây chính là đạo đức của các người đó à. Lúc đầu cô ta còn tưởng là bọn họ hiểu lầm Vương Nhất là tài xế, còn cố ý giải thích một chút, bây giờ cô ta mới hiểu là bọn họ cố ý. Biết rõ Vương Nhất là bạn trai của mình mà còn cố ý nói anh là tài xế để sỉ nhục anh. Lương Hà không ngờ Lý Tuyết Nhi lại có phản ứng lớn như thế,
ngơ ngác một hồi rồi lại nhanh chóng bật cười, Tuyết Nhi, lâu rồi không gặp nhau, chúng tôi đùa với cậu một chút thôi mà cũng không được à. Đúng rồi đó Tuyết Nhi, đừng có giận mà, nếu là bạn trai của cậu thì vào ngồi cùng luôn đi. Một đám người đi vào trong phòng bao đồng tước đài. Bầu không khí trở nên hòa thuận, nhưng mà ai cũng có thể cảm nhận được bởi vì Vương Nhất mà mối quan hệ có hơi gượng gạo. Vương Nhất không thèm để ý, anh cười nói, Tuyết Nhi, tôi không sao đâu. Thân là người từng trải, anh đã nhìn thấu bản chất của buổi họp lớp này từ lâu. Nói là buổi họp lớp cho sang, nhưng trên thực tế chính là một buổi so sánh, ganh đua, chào phúng nhau. Thu nhập, quần áo, xe cộ, nhà cửa, thậm chí là bạn gái bên cạnh cũng là công cụ để bọn họ so sánh. Sao lại không sao được chứ, bọn họ có ý gì? Lý Tuyết Nhi mím mím môi, thở phì phò nói. Thứ mà cô ta sợ không phải là mất mặt, mà là cô ta sợ từ chuyện này mà anh dễ có thành kiến với mình, sợ là giữa hai người sẽ có khoảng cách. Cô ta không có ý định bỏ qua chuyện này như thế. Được một cô gái dẫn đường, một đám người đi vào trong phòng bao xa hoa. Có thể nhìn ra được người tổ chức bữa họp lớp lần này rất giàu có, ngay cả một phòng bao trong đây cũng tiêu tốn ít nhất 300 triệu. Cửa phòng bao được mở ra, chỉ nhìn thấy một người con trai khoảng 16-17 tuổi ăn mặc chỉnh chu ngồi ở bên trong. Đến rồi à? Nhìn các bạn học cũ bước vào, anh ta ung dung nở nụ cười. Châu Phong! Nhìn người con trai này, bọn người Lương Hà, Từ Thảo và Bạch Chi Du kinh ngạc không thôi, sao cậu lại ở đây? Châu Phong là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy thời học sinh của bọn họ, có rất nhiều bạn học nữ theo đuổi anh ta, những cô gái ngồi đây đều từng yêu thầm anh ta. Bỗng nhiên Lương Hà kinh ngạc kêu lên một tiếng, tôi đã hiểu rồi, Châu Phong chính là người tổ chức buổi họp lớp lần này có đúng không? Đám người nghe xong thì ồn ào lên tiếng. Đúng đó, nếu không thì sao Châu Phong có thể ngồi trong này được? Không hổ danh là Châu Phong, là một người nổi tiếng thời học sinh, ra trường rồi mà cũng có thể phát triển như thế. Châu Phong sắp lên chức rồi nhỉ? Lý Tuyết Nhi lại nhíu chặt mày, cô ta tuyệt nhiên không quan tâm đỡ ến Châu Phong. Châu Phong cười cười, khoác tay kêu mọi người giữ im lặng. Anh ta cười nói, tôi cũng không phải là người tổ chức buổi họp lớp lần này đâu, mà là một người hoàn toàn khác, mọi người đoán xem người này là ai. Chỉ vài câu nói lập tức khuấy động bầu không khí. Bọn người Lương Hà và Từ Thảo liên tục suy đoán, nói hết cái tên này đến cái tên khác. Đều không phải. Châu Phong mỉm cười, sau đó lại nhìn Lý Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, cậu đoán thử xem. Lý Tuyết Nhi không mấy hào hứng, tùy tiện nói ra một cái tên, Bạch Dĩnh. Châu Phong vỗ tay, đoán đúng rồi, chính là cậu ấy. Cậu ấy đã không còn là con vịt xấu xí của năm đó, bây giờ cậu ấy đã rất xinh đẹp, còn kết hôn với một người có tiền, cậu ấy cũng sẽ đến tham gia buổi họp lớp lần này. Trời đất, thế mà lại là cô ta à? Tôi nhớ là hồi cấp 3 cô ta vừa đen lại vừa xấu, vậy mà cô ta lại có thể tìm được một tên nhà giàu. Đúng là con gái lớn lên liền thay đổi mà, một lát nữa tôi phải mời cô ta mấy ly mới được. Trong mắt Lương Hà, Từ Thảo, Bạch Chi Du tràn đầy ghen tị. Lý Tuyết Nhi lại dẫn Vương Nhất và Tô Thắm ngồi xuống ghế. Châu Phong vừa nhìn liền chú ý đến Tô Thắm, anh ta hỏi, hai người này là? Tô Thắm là bạn thân của tôi, người này là Vương Nhất, bạn trai của tôi. Vương Nhất? Châu Phong cảm thấy mình đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi, nhưng bỗng chốc nghĩ không ra, anh ta dứt khoát không nghĩ nữa. Bởi vì liên quan đến nghề nghiệp cho nên anh ta không trực tiếp chào phúng như đám người Lương Hà, anh ta đưa tay ra với Tô Thắm. Chào cô, tôi tên là Châu Phong, làm việc trong chi cục thuế Giang Thành. Chào anh. Tô Thắm lễ phép chào hỏi, nhưng không có ý muốn bắt tay với anh ta. Châu Phong cau mày, dựa vào địa vị của anh ta, có ai mà không muốn bắt tay với anh ta cơ chứ? Bây giờ anh ta chủ động, thế mà lại bị từ chối. Cô ta đang từ chối Châu Phong đó à? Con nhỏ ngu ngốc, cô ta đã bỏ qua cơ hội câu được con rùa vàng. Nếu như là tôi thì tốt biết bao nhiêu. Bọn người Lương Hà vừa mơ mộng lại đố kỵ. Châu Phong lại nhìn Vương Nhất, lần này anh ta không vươn tay ra, Châu Phong. Anh là bạn trai của Tuyết Nhi đúng không? Sau này thường xuyên liên lạc nha. Vương Nhất. Vương Nhất mỉm cười gật đầu. Nói thật thì ấn tượng của anh đối với Châu Phong không phải là kém, ít nhất sẽ không nhìn mặt mà bắt hình dong. Điều đó cũng là do có liên quan đến hoàn cảnh làm việc của anh, những nhân vật có tiếng tăm đều khiêm tốn, nó đã trở thành một loại quy luật. Bạch Dĩnh đến rồi. Bỗng nhiên,
cửa phòng bao được mở ra. Có một cô gái xinh đẹp chói lọi bước vào. Có lẽ là vóc dáng của cô ta không xinh đẹp bằng Lý Tuyết Nhi, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được một loại khí chất quý khí từ trên người cô ta. Nhất là sợi dây chuyền kim cương ở trên cổ cô ta, khiến cho người khác phải ghen tị. Cô ta tên là Bạch Dĩnh, trước kia rất thích Châu Phong, nhưng mà Châu Phong lại thích em, cho nên cô ta không ưa em. Lý Tuyết Nhi nhỏ giọng nói với Vương Nhất. Nói xong lại bổ sung thêm một câu, đương nhiên là em cũng không thích cô ta. Bên cạnh cô ta là một người đàn ông khoảng chừng 1m7, tuổi hơn 50, vừa vào liền vui vẻ mời mọi người ăn ngon uống say, chi phí cứ tính cho ông ta. Lúc nói chuyện, ánh mắt của ông ta cứ nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm. Bạch Dĩnh không phát hiện ra. Cô ta rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Châu Phong, vẻ mặt tươi cười nói chuyện với mọi người, đây chính là chồng của tôi, tên là Bao Tiến, anh ấy yêu tôi như thế đó. Bọn người Lương Hà giả vờ như không nghe thấy Bạch Dĩnh đang khoe khoang, bọn họ niềm nở mời rượu cô ta. Bạch Dĩnh vui vẻ không từ chối, bỗng nhiên ánh mắt lại dừng trên người Lý Tuyết Nhi và Vương Nhất. Tuyết Nhi, đây chính là bạn trai của cậu đó à, cũng chẳng có gì đặc biệt. Bầu không khí trong phòng bao yên tĩnh trong chốc lát, biểu cảm của những người có mặt ở đây trở nên mơ hồ, ánh mắt không ngừng quét tới quét lui giữa Bạch Dĩnh và Lý Tuyết Nhi. Bắt đầu kể từ khi Bạch Dĩnh xuất hiện ở đây, bọn họ biết sớm muộn gì Bạch Dĩnh cũng sẽ kiếm chuyện với Lý Tuyết Nhi. Chỉ là không ngờ diễn biến lại nhanh như thế. Bạch Dĩnh trên mặt mang một nụ cười kiêu ngạo mà nhìn Lý Tuyết Nhi. Không biết tại sao khi nhìn thấy Hoa Khôi trước kia tìm một người bạn trai tầm thường như thế, cô ta có một loại cảm giác thoải mái vì mình đã báo được thù. Lý Tuyết Nhi vừa định cãi lại, Vương Nhất liền ngăn cản cô ta. Trên mặt anh không hề có ý tức giận, ngược lại là còn mang theo nụ cười thờ ơ. Lý Tuyết Nhi liền hiểu ngay, cô ta cũng cười lạnh một tiếng, anh ấy thì sao chứ, không sao hết, chỉ cần tôi cảm thấy tốt là tốt. Bạch Dĩnh sững sờ, sau đó lại cười tươi hơn nữa. Cậu thích là được rồi, một lát nữa tôi phải mời mọi người mấy lần mới được. Lương Hà, Từ Thảo và Bạch Chi Du đều nghe ra Bạch Dĩnh đang thách thức Lý Tuyết Nhi. Hồi cấp 3, Bạch Dĩnh thích Châu Phong, nhưng Châu Phong chỉ thích một mình Lý Tuyết Nhi. Lý Tuyết Nhi không hề có chút tình cảm nào với Châu Phong, cô ta đã từ chối rất nhiều lần. Điều này khiến lòng tự trọng của Bạch Dĩnh bị chà đạp. Người mà mình yêu quý, trong mắt của cô lại không được coi trọng như thế. Một ngày nào đó, cô ta sẽ dẫm đạp Lý Tuyết Nhi dưới chân mình. Lời thề này đã được gieo mầm từ lúc ấy, đến bây giờ rốt cuộc cũng đã đến lúc để thực hiện nó. Dĩnh, giới thiệu chồng của cậu cho chúng tôi biết đi. Đám người Lương Hà và Từ Thảo đã không thể chờ đợi. Bạch Dĩnh thân mật khoác tay Bao Tiến, vừa cười vừa nói, chồng tôi kinh doanh một cửa hàng trực tuyến, nhưng với sự phổ biến của Internet, bán mật ong trực tiếp không hiệu quả cho lắm. Cho nên chồng tôi đã định hướng phát triển sang hướng Internet. Tập đoàn Cự Phong Giang Thành là mục tiêu hợp tác sắp tới của chồng tôi. Oa, là thật hả? Nếu như có thể có cơ hội hợp tác với tập đoàn Cự Phong, không phải là cậu sẽ càng giàu hơn nữa à? Bạch Dĩnh mỉm cười gật đầu. Bao Tiến cũng cười nói, chỉ cần có thể hợp tác với tập đoàn Cự Phong thành công, tôi sẽ mua du thuyền cho Dĩnh, đến lúc đó sẽ tổ chức tiệc trên du thuyền, hoan nghênh mọi người đến tham dự. Thật hả Bao Tổng, chúng tôi chờ tin tức tốt của anh nha. Dĩnh, thật là hâm mộ cậu quá đi. Lương Hà và Từ Thảo đều nhìn cô ta với ánh mắt ao ước. Bạch Dĩnh rất thích loại cảm giác được lấy lòng như thế này, đồng thời ánh mắt đảo nhìn về phía ba người Lý Tuyết Nhi, Vương Nhất, muốn nhìn phản ứng của bọn họ như thế nào. Kết quả đã làm cô ta thất vọng rồi, Vương Nhất. Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm vẫn tỏ ra vẻ rất bình thản, trong mắt không hề có một tia ghen tị. Không chỉ có như thế, cô ta còn có thể cảm nhận được ánh mắt của Lý Tuyết Nhi không còn chú ý như lúc nãy. Sự thật đúng là như thế. Lúc Bạch Dĩnh nói chuyện hợp tác giữa chồng cô ta và tập đoàn Cự Phong chính là mục tiêu của ông ta, biểu cảm của ba người liền thờ ơ hẳn. Ba của Tô Thắm là chủ tịch tập đoàn Cự Phong, Lý Tuyết Nhi là tiểu công chúa Lý Thị Vương tộc Yên Kinh. Chứ đừng nói chi là Vương Nhất. Bạch Dĩnh khoe khoang trước mặt bọn họ. Không hề nghi ngờ gì chính là đang múa đao trước mặt quan công. Nhưng cô ta cũng không có ý định vạch trần, mà là mỉm cười nhìn Châu Phong. Châu Phong, cậu thì sao, nghe nói là sắp được thăng chức rồi, có không ít lãnh đạo mời cậu dùng cơm. Châu Phong lắc đầu cười nói, đều là lời đồn cả thôi, tôi không thể so sánh với cậu được, mệt gần chết, còn không bằng cậu có thể kết hôn với một người chồng có gia đình tốt.
Vương Nhất nhìn Châu Phong. Người này trầm ổn hơn một chút, không phách lối khoe khoang như Bạch Dĩnh, cho dù là thăng chức nhưng cũng không nói là mình được thăng chức. Cậu cứ khiêm tốn, tôi đã nghe nói rồi, ngay cả Hạ Phi Long cậu chủ nhà họ Hạ cũng như thế, còn cho cậu có tư cách đến Đồng Tước Đài, nếu không thì cho dù tôi có nhiều tiền hơn đi nữa cũng không thể đặt trước phòng ở Đồng Tước Đài. Lời nói của Bạch Dĩnh làm mọi người kinh ngạc, lại đưa ra một chủ đề bùng nổ khác. Cái gì, Hạ Phi Long nhà họ Hạ, Châu Phong, ngay cả cậu ấm hào môn mà cũng có thể kết bạn nữa à? Giang Thành có tứ đại hào môn, sau khi nhà họ Văn suy tàn thì chỉ còn lại ba nhà họ Hạ, Hồ, Lục, Châu Phong lại có thể có quan hệ tốt với một người trong số đó, đúng là khó tin. Châu Phong, hôm nào đó dẫn bọn tôi đi gặp cậu Hạ với. Bọn người Lương Hà, Từ Thảo hận không thể đeo bám vào Châu Phong. Châu Phong lại cười cười, chỉ gặp nhau có mấy lần mà thôi, nói không chừng là cậu Hạ còn không nhớ rõ tôi là ai. Cậu Châu, cậu khiêm tốn quá rồi. Bao Tiến, chồng của Bạch Dĩnh nịnh nọt nhìn Châu Phong, dựa vào mối quan hệ của cậu có thể giúp tôi gặp chủ tịch tập đoàn Cự Phong được không? Nếu như hợp tác thành công thì chắc chắn sẽ không thiếu phần cho cậu. Mặc dù Vương Nhất không nói chuyện, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra được một chút quan hệ bí ẩn. Đây chính là chuỗi thức ăn. Tất cả mọi người nịnh bợ Bạch Dĩnh và chồng của cô ta lại nịnh bợ Châu Phong, mà Châu Phong lại nịnh bợ Hạ Phi Long. Châu Phong cười nói, tôi cũng không có năng lực này đâu, nếu như có thì Tuyết Nhi có khả năng đó. Châu Phong lại đẩy chủ đề này cho Lý Tuyết Nhi. Lý Tuyết Nhi bình tĩnh ăn đồ ăn, dường như là chuyện này không hề liên quan tới mình. Cô ta, sao cô ta có thể gặp chủ tịch tập đoàn Cự Phong được chứ? Bạch Dĩnh không tin, lúc nói chuyện, trên mặt còn mang theo vẻ khinh thường. Châu Phong không nói gì, chỉ là đôi mắt âm trầm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Vương Nhất ở bên cạnh Lý Tuyết Nhi. Bọn người Lương Hà, Từ Thảo, Bạch Dĩnh thay nhau sỉ nhục người này, để có thể khiến Lý Tuyết Nhi mất mặt. Nhưng mà người ta lại không buồn không giận, thậm chí còn không thèm nói câu nào. Chỉ có hai trường hợp. Là một người bao dung, hoặc là một nhân vật lớn có tầm nhìn, căn bản không thèm quan tâm đỡ ến mấy lời chào phúng của bọn họ. Lương Hà cười hi hi sáp lại, Tuyết Nhi, còn có Thắm, bây giờ hai người làm việc ở đâu vậy? Cô ta đang hỏi câu hỏi mà Bạch Dĩnh muốn hỏi nhất. Chủ đề cũng có thể tiếp tục. Còn Vương Nhất thì bị bọn họ phớt lờ. Lý Tuyết Nhi thản nhiên nói, cũng không có gì, đang làm việc ở tập đoàn Cự Phong. Tôi và Tuyết Nhi cùng một bộ phận, Tô Thắm bổ sung thêm. Bùm! Vừa mới dứt lời, tất cả mọi người đều biến sắc. Bạch Dĩnh lại càng không thể tưởng tượng nổi mà mở to mắt nhìn cô ta, hoài nghi hỏi, cô lại làm việc ở tập đoàn Cự Phong, sao có thể được chứ? Châu Phong nheo mắt. Lực chú ý vẫn đặt trên người Vương Nhất. Dĩnh, bọn họ là bạn học của em có đúng không? Bao Tiến dùng ánh mắt nóng bỏng đánh giá Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm, ông ta hỏi Bạch Dĩnh. À, có thể xem là vậy. Sắc mặt của Bạch Dĩnh rất khó coi. Nếu như Lý Tuyết Nhi làm việc ở tập đoàn Cự Phong, vậy thì chẳng phải những lời khoe khoang lúc nãy của cô ta trở thành trò cười rồi à? Bao Tiến lập tức vươn tay ra với Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm, tôi là chồng của Dĩnh. Tên Bao Tiến, hai cô gái xinh đẹp làm việc ở tập đoàn Cự Phong, có thể xúc tiến quan hệ được không? Chồng à! Bạch Dĩnh muốn kêu Bao Tiến đừng nói nữa, không ngờ lại bị Bao Tiến đẩy ra, tránh qua một bên đi, đừng làm trì hoãn anh nói chuyện kinh doanh. Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm lắc đầu, ông hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là nhân viên bình thường ở tập đoàn Cự Phong mà thôi, cũng không phải là lãnh đạo. Ánh mắt Bao Tiến trở nên thất vọng, chỉ là nhân viên bình thường thôi à? Bạch Dĩnh thở phào một hơi, sau đó lại cười nói, em đã nói rồi mà ông xã, sao bọn họ lại có thể là lãnh đạo ở tập đoàn Cự Phong được chứ, hỏi cũng như không hỏi. Reng reng. Nhưng ngay lúc đó, điện thoại của Tô Thắm lại vang lên. Là của giám đốc nhân sự trong công ty gọi tới. Là Tô Thắm đúng không, bắt đầu từ ngày mai, cô chính là trợ lý tổng giám đốc. Tút tút tút. Nói xong liền cúp điện thoại. Có thể nhìn ra được giám đốc bộ phận nhân sự đang bận nhiều việc. Tô Thắm ngơ ngác, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Nhân viên bộ phận nhân sự nói chuyện rất lớn tiếng, tất cả mọi người đều có thể nghe được. Bọn họ liền trợn mắt há hốc mồm. Bạch Dĩnh nghịch ra cả buổi trời, biểu cảm không còn bình thường nữa, nhưng vẫn cười ha ha, chỉ là trợ lý giám đốc nho nhỏ mà thôi, chẳng là cái gì hết. Reng reng. Lúc này, điện thoại của Lý Tuyết Nhi cũng vang lên. Cũng là của giám đốc phòng nhân sự gọi tới.
là cô Lý Lý Tuyết Nhi có đúng không? Chúc mừng cô đã được thăng chức lên làm tổng giám đốc. Trong phòng bao vốn dĩ đã yên tĩnh lại trở nên yên tĩnh hơn nữa. Biểu cảm của mọi người giống như là nhìn thấy quỷ, kinh ngạc khó tin mà nhìn Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm. Bọn họ đều đã hiểu, giọng điệu của giám đốc bộ phận nhân sự rất cung kính. Dù sao thì tổng giám đốc có thể làm thay đổi vị trí tương lai của mình trong công ty. Cúp điện thoại, Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm đều mông lung. Thời gian thực tập của bọn họ vẫn còn chưa kết thúc, sao lại biến thành tổng giám đốc và trợ lý tổng giám đốc rồi? Lúc này, Vương Nhất nâng ly rượu lên với bọn họ. Tuyết Nhi, Thắm, chúc mừng thăng chức. Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm lập tức nhìn về phía Vương Nhất, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào anh. Chắc chắn là Vương Nhất. Cho dù không phải là Vương Nhất thì cũng không thể không liên quan đến anh. Phản ứng của Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm đều rơi vào trong mắt Châu Phong, anh ta cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Vương Nhất vẫn nâng ly rượu vang, sắc mặt bình tĩnh. Châu Phong lập tức xác định được bạn trai của Lý Tuyết Nhi không hề đơn giản. Anh Vương, tôi mời anh một ly. Anh ta lập tức đứng dậy mời rượu Vương Nhất. Vương Nhất cầm ly rượu lên chạm ly với anh ta. Chào anh. Bạch Dĩnh khinh khỉnh ra mặt, Châu Phong, anh mời rượu anh ta làm cái gì, lãng phí biết bao. Châu Phong không nói gì, chỉ ngồi xuống rồi ném cho Bạch Dĩnh một ánh nhìn sâu xa. Ánh mắt đó là đang ngăn cản Bạch Dĩnh đừng tiếp tục gây khó dễ cho Vương Nhất và Lý Tuyết Nhi, nhưng Bạch Dĩnh lại không hiểu. Cô ta bực tức nhìn Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm, đến bây giờ cô ta vẫn không dám tưởng tượng được chuyện Lý Tuyết Nhi đã nhảy lên làm tổng giám đốc Cự Phong là sự thật. Nói cách khác, chuyện làm ăn sau này của chồng cô ta còn phải nhờ vào Lý Tuyết Nhi à? Một pha vả mặt đau điếng. Lúc nãy cô ta nói nhiều như thế, lực sát thương còn không bằng một câu nói cô đã được thăng chức lên làm tổng giám đốc từ cuộc điện thoại của Lý Tuyết Nhi. Nhưng mà chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, Bạch Dĩnh cố gắng nặn ra một nụ cười ngượng ngùng, nói với Lý Tuyết Nhi, nào Tuyết Nhi, tôi mời cậu một ly, chúc mừng cậu trở thành tổng giám đốc tập đoàn Cự Phong. Cô ta cho rằng chắc chắn Lý Tuyết Nhi sẽ nâng ly rượu lên, không ngờ tới cô ta căn bản không có ý muốn nâng ly rượu, chỉ là lạnh nhạt đánh giá cô ta. Nhưng Lý Tuyết Nhi đang nâng ly rượu giữa không trung lại xấu hổ vô cùng, trên mặt còn có dấu hiệu tức giận. Tuyết Nhi, bạn học cũ gặp nhau, tôi mời cậu một ly cậu không uống, có phải là không nể mặt quá rồi không? Ánh mắt của Lý Tuyết Nhi rất bình thản, như cô đã nói, là cô mời tôi, mời hay không mời là chuyện của cô. Uống hay không uống là chuyện của tôi, có mâu thuẫn gì nhau không? Oanh! Lời này vừa mới nói ra, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Bọn người Lương Hà và Từ Thảo cũng rất kinh ngạc, không ngờ tới Lý Tuyết Nhi còn biết không cho người khác thể diện mà nói ra câu này. Bạch Dĩnh thì nhăn nhó hết cả mặt, biểu cảm hận không thể đánh vào mặt Lý Tuyết Nhi. Được, ly rượu này coi như là lời xin lỗi vì những lời nói thô lỗ lúc nãy của tôi. Bạch Dĩnh uống cạn một ly. Sau đó lại rót thêm một ly nữa, ly rượu này coi như là tôi mời cô, cũng nên uống rồi chứ. Lý Tuyết Nhi vẫn không giơ ly rượu lên. Lần này, ngay cả phản ứng cũng không có, không thèm nhìn thẳng vào cô ta. Còn chủ động gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén Vương Nhất, anh yêu, ăn thịt đi. Vương Nhất bị một tiếng anh yêu làm cho nổi hết cả da gà, trong lòng có cảm giác tội lỗi. Lý Tuyết Nhi, rốt cuộc là cô có ý gì hả? Bạch Dĩnh thật sự nổi giận rồi. Loại cảm giác này giống như lại quay về thời trung học, bị hào quang tỏa ra từ khiến mình bị bỏng mình đầy thương tích. Không có ý gì hết. Lý Tuyết Nhi nhìn cô ta, dẹp bỏ mấy cái suy nghĩ đó đi, chồng cô muốn hợp tác cùng tập đoàn Cự Phong à, căn bản không có khả năng đâu. Oanh! Lời này vừa mới nói ra, tất cả mọi người đều đã hiểu cả rồi. Lý Tuyết Nhi đang trả thù. Trả thù cho hành vi ăn nói thô lỗ của Bạch Dĩnh đối với Vương Nhất. Bao Tiến cũng đã hiểu chuyện này là như thế nào, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, còn không mau xin lỗi cô Lý đi. Nghe thấy chồng to tiếng với mình, sắc mặt của Bạch Dĩnh càng trở nên khó coi hơn. Nhưng mà không xin lỗi. Xin lỗi. Bao Tiến nổi giận, ánh mắt nhìn Bạch Dĩnh như một con sư tử muốn ăn thịt người. Lý Tuyết Nhi sắp trở thành tổng giám đốc tập đoàn Cự Phong. Tập đoàn Cự Phong có đồng ý hợp tác hay không thì chỉ cần một câu nói của cô ta. Con đàn bà ngu ngốc này lại dám mỉa mai bạn trai của cô Lý, hủy hoại đi việc kinh doanh của ông ta. Bạch Dĩnh giật mình, nhịn không được mà nhìn Châu Phong. Châu Phong nhíu mày nói với Lý Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, mọi người đều là bạn học cũ của nhau, cần gì phải tuyệt tình như thế.
cho dù trước đó là lỗi của Bạch Dĩnh thì cũng không thể rộng lượng một chút à. Lý Tuyết Nhi chậm rãi nhấm nháp ly rượu, mãi cho đến khi uống xong rồi thì mới để xuống. Cạch, đáy ly chạm vào mặt bàn phát ra tiếng vang, giống như tiếng búa nặng đánh vào trong lòng mọi người. Cô ta nhìn thẳng vào Bạch Dĩnh, Bạch Dĩnh, tôi biết cô hận tôi vì đã không xem trọng người đàn ông mà cô thích, vẫn luôn tìm cơ hội để trả thù tôi, nhưng tôi không quan tâm. Con vịt xấu xí có thay đổi đến cỡ nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi Thanh Thiên Nga Trắng. Nhưng cô không nên lợi dụng người khác, nhất là anh ấy. Lý Tuyết Nhi chỉ vào Vương Nhất, giọng nói trở nên lạnh lẽo, làm như vậy chỉ khiến tôi càng xem thường cô hơn. Các người cũng giống như vậy. Lý Tuyết Nhi quét nhìn Lương Hà, Từ Thảo, Bạch Chi Du, tôi không so đo với các người là do tôi không để trong lòng, đừng khiến tôi phải nổi giận. Bọn người Lương Hà, Từ Thảo miệng câm như hến, bị dọa đến nỗi không dám thở mạnh. Mọi người ngơ ngác nhìn Lý Tuyết Nhi, không có ai cảm thấy là Lý Tuyết Nhi đang nói đùa. Ngay sau đó, Lý Tuyết Nhi lại nở một nụ cười xinh đẹp, bây giờ đã có thể dùng bữa trưa. Bọn người Lương Hà lấy lại tinh thần, gật đầu như gà mổ thóc, được rồi được rồi. Bầu không khí trên bàn cơm lại trở nên vui vẻ hòa thuận, Vương Nhất lại nhìn Lý Tuyết Nhi lâu hơn một chút. Xem ra là khoảng thời gian thực tập này đã để cô ta biết được rất nhiều thứ, tin chắc là cô ta có thể đảm nhận chức nhiệm tổng giám đốc. Trong một đám nhiều người như thế, chỉ có một người là nhăn nhó mặt mày, hàm răng nghiến chặt. Đó chính là Bạch Dĩnh. Tinh tinh. Đúng lúc này, điện thoại của Vương Nhất lại vang lên. Anh đứng phát dậy, thật ngại quá, tôi ra ngoài nhận điện thoại đây. Khoan đã. Bạch Dĩnh lại đứng dậy, tức tối nhìn Vương Nhất. Có chuyện gì? Vương Nhất quay đầu lại. Gương mặt xinh đẹp của cô ta lạnh lẽo, nếu như anh dám bước ra khỏi đây một bước, anh đừng hòng có thể đặt chân vào phòng bao này một lần nữa. Lời này vừa mới nói ra, Lý Tuyết Nhi cũng để đũa xuống, nhìn chằm chằm vào cô ta, xem ra là cô xem lời nói của tôi như gió thoảng qua tai nhỉ. Bạch Dĩnh lạnh lùng nhìn Lý Tuyết Nhi, có lẽ cô là tổng giám đốc tập đoàn Cự Phong, nhưng cô đừng quên bữa tiệc họp lớp ngày hôm nay là do tôi tổ chức, tôi kêu ai cút thì người đó phải cút. Cô ta phát thiết lửa giận từ Lý Tuyết Nhi sang Vương Nhất. Vương Nhất cau mày, tôi chỉ đi nghe điện thoại mà thôi. Gọi điện thoại cũng không được, lấy di động ra hết đi, ai cũng không được nghe. Bạch Dĩnh đảo mắt nhìn đám người, lạnh lùng nói. Bọn người Lương Hà, Từ Thảo tôi nhìn cô nhìn tôi, Châu Phong cũng nhíu mày. Bọn họ đều đã nhìn ra rồi, là do khí thế của Lý Tuyết Nhi quá mạnh, khiến tự ái của cô ta dâng cao. Đồ điên! Vương Nhất còn nhấn nghe máy. Anh lại dám nghe. Giọng nói của Bạch Dĩnh bỗng nhiên to hơn, vô cùng bén nhọn. Câm miệng. Vương Nhất bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lướt qua một tia sát ý, nhìn thẳng vào cô ta. Trong nháy mắt nhiệt độ trong phòng bao giảm xuống đến điểm đóng băng, mọi người dùng mình một cái. Bạch Dĩnh đứng trước Nhất lại chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cả người run rẩy. Anh. Cô ta giống như một ngọn nến lụi tàn trong gió. Vương Nhất chính là ngọn gió to, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi tắt. Cô làm phiền tôi nói chuyện điện thoại đấy. Giọng nói của Vương Nhất khó chịu vô cùng. Ngay lập tức, âm thanh liền trở nên dịu dàng, giống như là hai người khác nhau. Anh nghe đây, Khinh Hồng. Nếu nói cuộc điện thoại của ai lại có thể khiến Vương Nhất thay đổi 180 độ như thế, trên thiên hạ này chỉ có một người. Là cuộc gọi của Lý Khinh Hồng. Anh đang làm gì vậy? Trong điện thoại truyền đến giọng nói tùy ý của Lý Khinh Hồng. Vương Nhất cười nói, đang tham gia buổi họp lớp cùng với Tuyết Nhi. Tử Lam nhớ anh này. Lý Khinh Hồng đưa điện thoại cho Vương Tử Lam. Sau đó, trong điện thoại liền truyền đến tiếng kêu vui vẻ của Vương Tử Lam. Ba ơi, ngày hôm nay ở nhà trẻ con thi được 100 điểm lận đó, mẹ đã thưởng cho con rồi, làm rất nhiều món ăn ngon cho con, có gà rán và coca nữa. Vương Tử Lam nói rất nhiều. Cũng đã nói rất lâu rồi. Bạch Dĩnh có chút không còn kiên nhẫn, cô ta muốn lên tiếng. Ánh mắt lạnh lẽo của Vương Nhất lại bắn tới, Bạch Dĩnh bị dọa lập tức ngậm miệng lại. Ba ơi, chờ con được nghỉ 2 ngày cuối tuần thì sẽ đến thăm ba nha, hẹn gặp lại ba. Vương Tử Lam cúp điện thoại. Vương Nhất vẫn còn cầm điện thoại, thật lâu sau còn chưa để xuống. Khóe miệng của anh nâng lên, trên mặt mang theo nụ cười như gió mùa xuân. Thấy rốt cục Vương Nhất cũng đã bỏ điện thoại xuống, biểu cảm của Bạch Dĩnh bỗng nhiên trở nên âm tàn. Đúng là ngang ngược mà, không chỉ không nghe lời của chủ bữa tiệc mà còn dám hung dữ với tôi. Người đâu,
lôi anh ta ra ngoài cho tôi. Bạch Dĩnh đang định gọi điện thoại cho bảo vệ, Lý Tuyết Nhi tức giận đập bàn đứng phát dậy. Cô dám! Thấy Lý Tuyết Nhi còn dám khiêu chiến với mình, Bạch Dĩnh lại càng thêm tức giận. Có gì mà không dám chứ, Lý Tuyết Nhi, nếu như cô ép tôi cũng sẽ đuổi các người ra ngoài. Châu Phong đứng lên, đừng có ồn ào nữa, đều là bạn học cũ, xét nét cái gì chứ? Bọn người Lương Hà, Từ Thảo cũng lần lượt đứng lên khuyên giải, Tuyết Nhi bất giận, chuyện có gì đâu mà. Bà cô của tôi ơi, em đừng có kiếm chuyện cho anh nữa. Thấy Bạch Dĩnh lại dám cãi lại Tổng Giám đốc Tập đoàn Cự Phong, Bao Tiến bị dọa đến nỗi hồn cũng không còn. Bạch Dĩnh vẫn rất tức giận, trừng mắt nhìn Lý Tuyết Nhi, cô có biết tại sao lúc đi học Châu Phong khổ cực theo đuổi cô, sau khi tốt nghiệp lại trở nên thân thiết với tôi không? Tại sao? Lý Tuyết Nhi chẳng biết là Bạch Dĩnh muốn nói cái gì. Bởi vì trong cái xã hội này, mối quan hệ đại diện cho tài nguyên. Bạch Dĩnh nói năng rất hùng hổ, người không có mối quan hệ thì chỉ bị người khác ném đi như rác mà thôi. Lý Tuyết Nhi lấy lại tinh thần, cô ta đang nói Vương Nhất không có quan hệ à? Rốt cuộc cô ta cũng không nhìn được nữa rồi, tức giận nhìn Bạch Dĩnh, cô có biết anh ấy là? Xuyệt! Vương Nhất lại ra dấu kêu cô ta im lặng. Lúc này, Lý Tuyết Nhi mới nhìn xuống mà không nói nữa, trên mặt đầy vẻ bất mãn. Anh rể của cô ta rõ ràng là một người có sức ảnh hưởng, sao lại không muốn để cô ta nói chứ? Bạch Dĩnh cười lạnh, nói đi, sao lại không nói tiếp anh ta là ai? Lý Tuyết Nhi không nói thêm lời nào. Bạch Dĩnh cho rằng Lý Tuyết Nhi đã sợ rồi, trên mặt lại xuất hiện nụ cười vui sướng vì thắng lợi. Cô ta chỉ vào bộ quần áo của Vương Nhất rồi nói, các người nhìn quần áo của anh ta đi kìa, cộng lại cũng không tới 3 triệu, đúng là đáng thương. Nếu như không phải tôi thì cả đời này anh ta có thể đến một nơi cao cấp như thế này để dùng bữa hay không còn là một vấn đề đó, trong lòng không biết ơn thì thôi đi, thế mà còn dám hung dữ với tôi, anh là cái thá gì chứ? Cô ta lại nhìn bọn người Lương Hà, Từ Thảo, tha thứ cho tôi nói thẳng, trong số những người đang ngồi ở đây, ngoại trừ tôi và Châu Phong ra thì còn ai có thể mỗi ngày đến Đồng Tước Đài ăn cơm chứ? Sắc mặt của đám người Lương Hà và Từ Thảo không khá lắm, Châu Phong thì nhíu chặt mày. Mấy lời này không thể ăn nói lung tung, nhất là đối với một người sắp thăng chức như anh ta càng phải kiêng dè. Cốc cốc! Đúng lúc này, cửa phòng Bao lại vang lên tiếng gõ. Bước vào là một người đàn ông trông giống quản lý, lễ phép hỏi, thật ngại quá, xin hỏi trong số mọi người, ai là anh Vương Nhất? Vương Nhất bước ra, là tôi, sao vậy? Mời anh ra ngoài một lúc. Bạch Dĩnh lại nở nụ cười hả hê, Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm thì lo lắng. Đây là lần đầu tiên bọn họ đến Đồng Tước Đài, Vương Nhất lại bị gọi đi, có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không? Theo tôi thấy thì không phải là lần đầu tiên đến một nơi cao cấp như thế này, nhịn không được mà lấy trộm thứ gì đó chứ. Bạch Dĩnh cười lạnh. Cô nói bậy. Tô Thắm vô cùng tức giận. Ánh mắt của Lý Tuyết Nhi cũng lạnh lẽo, nếu như sau khi cô lấy chồng bị thiếu dạy dỗ, tôi không ngại thay chồng cô dạy dỗ cô đâu. Bạch Dĩnh sợ Lý Tuyết Nhi sẽ ra tay thật. Cô ta trở về đứng giữa Châu Phong và Bao Tiến, hừ lạnh một tiếng. Có phải là xảy ra chuyện gì không, chờ anh ta vào thì biết thôi. Bên ngoài phòng Bao, giám đốc Đồng Tước Đài khom người với Vương Nhất, anh Vương, xin chờ một chút. Chỉ một lát sau liền dẫn theo một người đàn ông trung niên mày kiếm mắt sáng, mặc đồ vest giày ra xuất hiện. Vương Nhất liền kinh ngạc, gia chủ hạ, là ông à. Ha ha, anh Vương, lại gặp nhau rồi. Hạ Lãm cười tươi như hoa đi đến trước mặt Vương Nhất, đến Đồng Tước Đài Giang Thành sao lại không nói cho tôi biết, tôi phải chào đón anh Vương chứ. Vương Nhất cười cười, lúc đầu không có ý định đến đây, em vợ tôi tổ chức buổi họp lớp ở đây, cho nên mới đến tham gia một chút. Họp lớp à, cũng thú vị. Hạ Lãm nhẹ gật đầu, chợt nheo mắt lại, không có con chó nào không có mắt nhìn xúc phạm đến anh Vương đó chứ. Tôi nghe quản lý nói trong phòng Bao của mọi người truyền đến mấy lời nhục mạ. Vương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua, anh cười nói, một đám tôm tép thôi ấy mà, tôi không quan tâm đâu. Hạ Lãm trầm ngâm cả nửa ngày, sau đó mới nói với quản lý, đi lấy thẻ VIP tiêu chuẩn cao nhất của Đồng Tước Đài đưa cho anh Vương đi. Ngoài ra, tất cả chi phí trong phòng Bao ấy đều miễn phí, lại mang thêm một số món ăn mới nhất. Cùng với rượu Roman Conti, hiểu chưa? Vâng ông Hạ. Quản lý lập tức đi làm theo. Vương Nhất bất đắc dĩ xua tay, không cần đâu. Hạ Lãm khoác tay ngăn lại, anh Vương là khách quý của nhà họ Hạ chúng tôi,
đến đồng tước đài dùng cơm sao có thể để anh Vương chịu thiệt được chứ? Nếu như ở bên trong còn có người đuôi mù sủa loạn, cứ trực tiếp mời ra ngoài, kéo vào danh sách đen. Ánh mắt của Hạ Lãm lạnh lẽo, nói xong thì đi ngay. Anh Vương, mời anh. Giám đốc chủ động kéo cửa phòng bao ra cho Vương Nhất. Bầu không khí trong phòng bao đã khôi phục lại sự yên tĩnh, Châu Phong là người mạnh vì gạo bạo vì tiền, anh ta nhanh chóng điều chỉnh bầu không khí lại. Nhìn thấy Vương Nhất trở về, Châu Phong nhẹ gật đầu với Vương Nhất. Vương Nhất cũng mỉm cười đáp lại. Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm lập tức hỏi han anh, biểu cảm lo lắng, bọn họ tìm anh làm gì vậy? Vương Nhất cười nói, không có gì đâu, chỉ là trò chuyện với tôi một lúc mà thôi. Trò chuyện à, tôi thấy có lẽ là xem lại camera chứ nhỉ? Bạch Dĩnh cười lạnh. Bạch Dĩnh cô. Lý Tuyết Nhi muốn nổi giận Vương Nhất kéo cô ta lại, ăn cơm đi, một lát nữa sẽ có món ăn mới được mang lên đấy. Câu nói này làm Bạch Dĩnh ngơ ngác. Cô ta gọi nhiều như vậy à? Sau khi mở cửa ra cho Vương Nhất xong, quản lý cũng không đi mà là đứng canh giữ ở cạnh cửa. Ông chủ đã dặn dò phải đảm bảo anh Vương dùng cơm thật thoải mái. Cốc cốc. Đúng lúc này, có mấy người phục vụ đẩy xe nhỏ vào trong. Mỗi một chiếc xe đẩy đều được đặt những món ăn tinh xảo. Thậm chí còn có hai chai Romani Conti năm 1980 giá trị gần 3 tỷ. Mọi người kinh ngạc mở to mắt nhìn. Bạch Dĩnh lắp bắp nói, tôi không có gọi những thứ này. Có một nhân viên phục vụ trong số đó cười nói. Đây là của ông chủ tôi tặng cho một vị khách quý nào đó, mời mọi người chậm rãi dùng bữa. Lời này vừa mới nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Châu Phong. Được đó nha Châu Phong, ngay cả cậu Hạ còn phải coi trọng cậu như thế, còn tặng đồ ăn cho cậu. Bạch Dĩnh trợn tròn mắt nhìn Châu Phong, dường như anh ta chính là đại lão ẩn thân ở đây. Lời của Bạch Dĩnh lập tức khiến bọn bạn học cũ như Lương Hà, Từ Thảo, Vương Chi Du nhẹ nhõm. Bọn họ cười ha ha chúc mừng Châu Phong. Không hổ là người bước vào xã hội sớm nhất trong lớp, bây giờ cậu ngon nhất rồi. Đồ ăn đều là được bê lên hết, nhưng người phục vụ kia đã nói rõ, họ tặng những món ăn này là vì nể mặt một vị khách quý nào đó. Ngoài ra còn có hai chai Romane, Conti lâu đời. Ở đây, ngoài Châu Phong ra thì còn ai được đối đãi như vậy chứ? Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm lại vô thức nhìn về phía Vương Nhất. Nếu là vì nể mặt Châu Phong mới tặng đồ ăn thì tại sao không tặng ngay từ đầu? Nhưng Vương Nhất vừa mới ra ngoài một chuyến thì những đĩa đồ ăn này lại được đưa tới. Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm trợn trừng mắt, anh rể, là anh. Vương Nhất lại phất tay, không cần nói. Tuy Lý Tuyết Nhi muốn khoe ra để nở mày nợ mặt nhưng Vương Nhất lại không muốn nên cô ta cũng ngại. Lúc này, cô ta càng thêm kính phục Vương Nhất. Châu Phong, bây giờ cậu đã là nhân vật nổi tiếng bên người cậu Hạ. Với quan hệ của chúng ta thì chắc cậu sẽ giúp chút chuyện của chồng tôi nhỉ. Bạch Dĩnh lại chuyển chủ đề, còn nhẹ nhàng xoa tay Châu Phong, ám chỉ rất rõ ràng. Bạch Dĩnh vốn thích Châu Phong, từ khi tốt nghiệp tới nay chưa hề thay đổi. Cô ta nhìn chúng Bao Tiến cũng chỉ vì tiền của anh ta thôi. Bao Tiến hơi sầm mặt nhưng anh ta vẫn giả vờ không nhìn thấy, còn cười với Châu Phong, Dĩnh Dĩnh nói rất đúng, hai người là bạn học cũ, chắc sẽ không nỡ không giúp chút chuyện này đâu nhỉ. Châu Phong cau mày. Không hiểu tại sao nhưng khi nhìn thấy những món ăn tinh tế được bưng lên và hai chai Romane, Conti, trong lòng Châu Phong cảm thấy rất áp lực. Đợi một chút. Anh ta vội vàng phất tay, cậu nói họ tặng những thứ này là vì nể mặt tôi sao? Đúng vậy, ngoài cậu ra còn ai chứ? Bạch Dĩnh cười khúc khích, cậu là nhân vật nổi tiếng bên người cậu Hạ mà. Châu Phong lâm vào trầm mặc, anh ta không đáp lại lời Bạch Dĩnh mà đứng dậy ra ngoài. Tôi đi vệ sinh. Sau đó, anh ta ngại ngùng rời khỏi phòng bao. Mọi người trong phòng bao tiếp tục trò chuyện, Bạch Dĩnh mào đầu, bắt đầu hồi tưởng lại những sự tích phong lưu của Châu Phong thời học sinh. Lý Tuyết Nhi vốn không định tham gia, cô ta quay đầu nhìn thì phát hiện anh rể cũng đã biến mất. Lý Tuyết Nhi vừa định đi thì Tô Thắm đã kéo tay cô ta lại rồi lắc đầu. Rào rào rào. Bên trong nhà vệ sinh sang trọng, Châu Phong vặn nước lạnh rồi xốc lên mặt mình. Anh ta nhìn bóng hình của mình trong gương. Nể mặt anh ta mới tặng. Châu Phong cười giễu. Quá giả rồi. Anh ta chỉ mới gặp Hạ Phi Long có vài lần. Sao Hạ Phi Long có thể nể mặt anh ta mà tặng đồ ăn và rượu đắt tiền chứ? Nhất định trong phòng bao còn có người càng cao quý hơn anh ta. Đúng lúc này, một chàng trai tiến vào và đứng ngay sau anh ta.
sau khi nhìn rõ đối phương, vẻ mặt Châu Phong hơi thay đổi. Là anh à, bạn trai của Tuyết Nhi. Vương Nhất mỉm cười gật đầu, Châu Phong vội vàng tránh người sang một bên. Vương Nhất vặn nước lên mức lớn nhất, nhưng lại không rửa tay. Mà ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Tôi không phải là bạn trai của Tuyết Nhi. Vương Nhất nói. Nghe thế, Châu Phong sững người, sau đó anh ta kinh ngạc hỏi, vậy tại sao anh? Tôi là anh rể của con bé. Châu Phong liền tỉnh ngộ. Tuyết Nhi sợ bị mất mặt trước bạn bè nên mới dẫn tôi tới, không ngờ càng khiến cô ấy bị mất mặt. Vương Nhất cười cười lấy một bao thuốc lá từ trong túi ra rồi đưa cho Châu Phong, hút không? Châu Phong do dự một lát rồi nhận lấy. Vừa nhìn vỏ thuốc, tay anh ta hơi run lên, không cầm nổi lấy điếu thuốc Vương Nhất đưa. Vỏ bao màu xanh quân đội, bên trên còn có hình pháo cối. Thuốc lá đặc chế của chiến vực. Đặc biệt là hình pháo cối đó còn là bản giới hạn. Ít nhất cũng phải là cấp thủ lĩnh chiến vực mới có thể hút. Châu Phong kinh ngạc nhìn Vương Nhất. Chẳng lẽ anh ta có liên quan tới chiến vực? Vương Nhất có thể đoán được phần nào suy nghĩ của Châu Phong, anh cũng không cười nhạo việc Châu Phong đánh rơi thuốc mà chỉ cười cười đưa thêm một điếu thuốc cho anh ta. Cảm ơn. Châu Phong run run nhận lấy, lại run run châm lửa. Sau khi do dự một chút, anh ta quyết định giúp Vương Nhất châm lửa. Đến cả anh ta cũng không biết tại sao mình phải làm thế nào. Như một phản xạ có điều kiện vậy. Nhưng Vương Nhất lại từ chối, tôi có rồi. Anh tự mình châm thuốc, sau đó hai người đàn ông đứng trong toilet hút thuốc phì phèo. Khục khục, thuốc lá đặc chế của chiến vực rất khát mũi, Châu Phong liên tục ho khan vài cái. Hút chậm thôi, người bình thường đều hút không quen loại này. Châu Phong cười khổ rồi đáp, mất mặt sao? Tôi không hề cảm thấy anh mất mặt chút nào. Anh ta đều nhìn thấy mọi việc, dù là những lời chế giễu của Lương Hà, Từ Thảo hay sự phách lối của Bạch Dĩnh, Vương Nhất đều không thực sự tức giận. Anh nhưng một người ngoài cuộc cười cười nhìn bọn Bạch Dĩnh biểu diễn. Vương Nhất mỉm cười không đáp. Châu Phong nói tiếp, họ tặng những món ăn đó và rượu đều là vì nể mặt anh đúng không? Vương Nhất thèm thuồng hút thuốc, anh rất nhớ vị thuốc này. Đến khi thuốc đã tắt ngấm, anh mới ném đầu lọc vào gạt tàn, tuy cái người tên Bạch Dĩnh đó rất nông cạn nhưng ít nhất cô ta nói đúng một câu, kết bạn với loại người thế nào rất quan trọng. Anh càng rõ hơn tôi tầm quan trọng của câu nói này. Nói xong, Vương Nhất phất tay định rời đi. Châu Phong trầm mặc một lúc rồi nhìn điếu thuốc đặc chế trong tay. Sau khi thuốc tắt, anh ta cũng trở lại. Thấy Vương Nhất và Châu Phong trẻ trước người sau quay về phòng bao, Bạch Dĩnh lập tức cười lạnh. Tuyết Nhi, bạn trai cậu mặt dày thật đấy, thấy Châu Phong đi vệ sinh cũng đi theo, muốn lôi kéo lấy lòng cậu ấy chứ gì. Bạch Dĩnh, Lý Tuyết Nhi còn chưa lên tiếng thì Châu Phong đã bất mãn hét lên. Vương Nhất ngồi vào chỗ như không có chuyện gì, chỉ ăn ăn uống uống. Bạch Dĩnh sững người, bất mãn ngậm miệng. Nhưng rất nhanh, cô ta lại cười bí hiểm với Châu Phong. Châu Phong, tôi biết cậu khiêm tốn, không muốn người khác biết cậu quen với cậu hạ, nhưng hôm nay họp lớp, có chuyện gì thì cứ chia sẻ chứ. Châu Phong bỗng có linh cảm không lành, anh ta tóm lấy vai Bạch Dĩnh, cậu đã làm cái gì? Anh ta nhìn chằm chằm Bạch Dĩnh, nét mặt vặn vẹo tới đáng sợ. Bạch Dĩnh sững người. Sau đó rũ vai Châu Phong và cười, cũng không có gì, chỉ là cậu hạ đã tặng cho chúng ta nhiều đồ ăn như thế, tôi muốn đích thân cảm ơn một tiếng nên đã bảo quản lý của đồng tước đài mời cậu hạ tới đây. Lời của Bạch Dĩnh lập tức khiến Châu Phong sững sờ. Ngay sau đó, anh ta biến sắc, nghiến răng nghiến lợi. Bạch Dĩnh, cậu có biết cậu đã làm cái quái gì không hả? Bạch Dĩnh giật mình, cũng có gì đâu chứ, tôi chỉ mời cậu hạ tới đây để mọi người cùng làm quen tôi mà. Cậu, Châu Phong sắp phát điên rồi. Anh ta có thân với Hạ Phi Long đâu chứ? Cộp cộp cộp. Đúng lúc này, tiếng giày da vang lên bên ngoài phòng bao. Cộp cộp cộp. Tiếng giày da giòn giã càng lúc càng gần, như tiếng bước chân tử vong gõ thẳng vào tim Châu Phong. Sắc mặt anh ta trắng bệch, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Vương Nhất khẽ nheo mắt. Tiếng bước chân này nhanh nhưng không loạn, vừa nghe là biết tiếng bước chân của Hạ Phi Long. Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm cũng kinh ngạc nhìn về phía cửa phòng bao. Bọn họ đã tới Giang Thành được một thời gian rồi nên đương nhiên từng nghe tới danh của Hạ Phi Long. Một trong ba cậu chủ của Giang Thành. Là nhân vật kiệt xuất nhất đời thứ ba của nhà họ Hạ. Bọn họ còn chưa từng gặp ngoài đời cơ. Két! Tiếng bước chân vừa dứt, cửa phòng bao chậm chậm mở ra, một chàng trai tuấn tú mặc lễ phục bước vào.
những cô gái trong phòng bao nhỏ giọng thảo luận. Hạ Phi Long, thật sự là Hạ Phi Long kìa. Cuối cùng cũng gặp được người thật rồi. Đẹp trai quá. Bạch Dĩnh cũng há hốc mồm nhìn Hạ Phi Long. Cô ta chỉ nhờ quản lý gọi một tiếng thôi, ai ngờ Hạ Phi Long lại tới thật chứ. Sắc mặt Châu Phong trắng bệch, anh ta trầm mặc đến mức thở không nổi. Ai là người quen của tôi, còn nói là khách quý của tôi. Hạ Phi Long nhìn thẳng, bình tĩnh hỏi. Nghe thế, Châu Phong càng không dám thở mạnh. Bạch Dĩnh và Bao Tiến hoàn hồn, vội vàng mỉm cười đắc ý tiến lên tiếp đón. Cậu Hạ, tôi là chủ tịch của công ty Internet Bao Tiến, Bao Tiến, ngưỡng mộ anh đã lâu. Đây là chồng tôi, còn bọn họ là bạn học cũ của tôi. Bao Tiến và Bạch Dĩnh lần lượt nói. Hạ Phi Long lập tức cau mày, anh ta chẳng hề có ấn tượng gì với hai người này cả. Bạch Dĩnh tựa hồ cảm nhận được ánh mắt bất mãn của Hạ Phi Long nên vội vàng nói tiếp, đương nhiên rồi cậu Hạ, đây là lần đầu tiên ngài gặp chúng tôi mà. Nhưng một người bạn của tôi là khách quý trong vòng bạn bè của anh, cách đây không lâu, anh còn tặng cho chúng tôi không ít món, còn có cả hai chai Romane, Conti. Bạch Dĩnh lập tức đẩy Châu Phong ra. Ánh mắt của Hạ Phi Long cũng rơi lên người Châu Phong, là anh à, tự xưng là khách quý trong vòng bạn bè của tôi còn tặng anh thức ăn và rượu ngon sao. Châu Phong sợ tới mức không dám thở mạnh, trong lòng đã thầm mắng 18 đời tổ tông của Bạch Dĩnh một lượt. Anh ta miễn cưỡng nở nụ cười, Hạ, cậu Hạ, anh có nhớ tôi không, chúng ta đã từng gặp nhau mấy lần ở tòa nhà Giang Thành Công Thương. Tòa nhà Công Thương chính là nơi anh ta làm việc. Hạ Phi Long suy nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra, tôi có chút ấn tượng, có phải anh tên là Châu Phong không? Là tôi. Châu Phong mừng rỡ, toàn thân nhẹ nhõm không ít. Bọn Bạch Dĩnh cũng rất kích động. Nhưng câu nói tiếp theo của Hạ Phi Long đã khiến bọn họ hoàn toàn cứng họng. Hình như chúng ta đâu có thân đâu. Thế mà anh dám dùng danh nghĩa của tôi để bịa đặt khoác lác à? Hạ Phi Long lạnh lùng nói, anh ta nheo mắt đánh giá Châu Phong. Châu Phong lập tức ngu người, sắc mặt tái nhợt, hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm. Hạ Phi Long từng bước tiến tới trước mặt bọn họ. Từ khi nào mà hạng người như mấy người lại có thể trở thành khách quý của tôi? Anh xứng sao? Nghe thế, Bạch Dĩnh cũng ngu người. Chứ đừng nói tới bọn Lương Hà, Từ Thảo. Họ vốn định mời cậu Hạ ra tới, nếu có thể trở thành người phụ nữ của anh ta thì cả đời này không cần phải lo ăn lo mặc nữa. Không ngờ, Hạ Phi Long vốn không hề thân thiết với Châu Phong. Bạch Dĩnh sững sờ, trong phút chốc, cô ta hơi hối hận vì đã tự ý bảo quản lý mời Hạ Phi Long tới. Hạ Thước lạnh lùng nhìn bọn họ, đôi môi mỏng phun ra một câu cực kỳ lạnh lùng. Đuổi tất cả bọn họ ra ngoài, sau này Đồng Tước Đài từ chối tiếp bọn họ. Lời vừa dứt, sắc mặt của bọn Bạch Dĩnh Châu Phong đều trắng bệch. Đám người mặc đồ đen đứng đằng sau Hạ Phi Long lập tức tiến lên, hung hăng muốn đuổi bọn họ ra ngoài. Hai trong số đó tiến về phía Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ổn vang lên. Cả tôi cũng bị mời ra ngoài sao? Ồ! Hạ Phi Long lập tức cau mày, sau đó nhìn về phía phát ra âm thanh liền thấy Vương Nhất đang ngồi trong góc, từ đầu đến cuối không phát ra tiếng nào. Vì Vương Nhất ngồi ở góc khuất, lại không lên tiếng nên Hạ Phi Long vào phòng lâu như vậy mà cũng không phát hiện ra anh. Trong phút chốc, anh ta biến sắc, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, Vương Nhất. Mọi người đều sững người, bạn trai của Lý Tuyết Nhi và cậu Hạ quen biết nhau sao? Bạch Dĩnh ngây người, còn tưởng Hạ Phi Long vì Vương Nhất nên mới đuổi bọn họ đi, cô ta vội vàng giải thích, cậu Hạ, bọn tôi và anh ta không thân, có chuyện gì thì anh cứ tính sổ với Lý Tuyết Nhi và bạn trai cô ta là được, không liên quan tới bọn tôi. Hạ Phi Long lạnh mặt, vả miệng. Hai người mặc đồ đen lập tức tiến về phía Bạch Dĩnh. Chát chát. Rất nhanh, hai bên mặt của Bạch Dĩnh đều sưng vù lên, chồng cô ta không dám nói một lời. Hạ Phi Long lại nhìn về phía Vương Nhất rồi từng bước tiến tới chỗ anh tới Giang Thành thì thôi, còn dám tới chỗ tôi, anh không sợ chết sao? Giọng của Hạ Phi Long ẩn chứa một luồng sát khí. Vương Nhất vẫn cười bất cần, tôi không muốn gây chuyện không có nghĩa là tôi sợ anh, ngược lại, anh là người sợ tôi mới đúng. Vương Nhất vừa dứt lời, đầu mọi người đều hiện lên suy nghĩ. Điên rồi! Bạn trai Lý Tuyết Nhi điên rồi! Dám nói chuyện với cậu Hạ như thế! Hạ Phi Long cũng nghĩ như bọn họ, ánh mắt anh ta càng thêm lạnh lùng. Anh ta đang định nói gì đó thì Vương Nhất đã lấy từ trong túi ra một tấm thẻ vàng và một chiếc huy hiệu nhỏ bằng vàng ròng.
hai thứ này đủ để làm anh nghe tôi nói thêm mấy câu rồi nhỉ. Nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về hai thứ trên bàn. Bọn họ không biết cái huy hiệu màu vàng kia là gì nhưng còn tấm thẻ vàng kim kia, bọn họ quá quen rồi. Thẻ VIP cao cấp nhất của Đồng Tước Đài. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều sững sờ, không ai nói được lời nào. Vương Nhất có thẻ VIP nghĩ là những món ăn và rượu được đưa tới lúc trước chính là vì nể mặt Vương Nhất nên mới tặng. Ánh mắt của Lý Tuyết Nhi lại rơi trên chiếc huy hiệu kia. Huy hiệu Vương Thị. Hạ Phi Long lập tức cảm thấy áp lực nặng nề. Lúc trước, trong buổi đấu giá ở Giang Thành, anh ta và Vương Nhất cùng tranh huy hiệu Vương Thị, kết quả anh ta là người thua. Chỉ cần Vương Nhất có chiếc huy hiệu này cũng đồng nghĩa với việc anh là người của nhà họ Vương ở Yên Kinh. Thấy Hạ Phi Long trầm mặc, bọn Bạch Dĩnh, Lương Hà, Từ Thảo càng thêm kinh ngạc. Vương Nhất cất thẻ VIP và huy hiệu Vương Thị vào, sau đó cười ha ha, vì vậy, nể mặt tôi đi, anh ta là bạn của tôi. Anh chỉ tay vào Châu Phong. Ánh mắt Hạ Phi Long lập tức rơi lên người Châu Phong, trên mặt hiện lên chút kinh ngạc. Châu Phong cũng không nói nên lời vì câu nói của Vương Nhất. Ngoài sự bàng hoàng ra, trong mắt anh ta còn hiện lên sự cảm kích sâu sắc. Vương Nhất cứu anh ta rồi. Hạ Phi Long trầm mặc một lúc, cuối cùng phất tay, thả họ ra đi. Anh ta nhìn Châu Phong, nếu anh đã là bạn của anh ta thì việc này cho qua đi. Nói xong, Hạ Phi Long sải bước rời đi. Hạ Phi Long đã đi được một lúc lâu nhưng phòng bao vẫn chìm trong im lặng. Châu Phong là người đầu tiên hoàn hồn, anh ta đến trước mặt Vương Nhất rồi cúi người thật sâu. Anh Vương, cảm ơn anh. Tất cả mọi người đều nghe thấy Châu Phong dùng cách xưng hô rất lịch sự. VTN cười cười phất tay, chuyện nhỏ thôi. Mọi người quay vào bàn, không khí vẫn vui vẻ như lúc trước. Hệt như khi Bạch Dĩnh vừa bước vào. Nhưng lúc này, trên bàn ăn dường như có điều gì đó thay đổi. Trung tâm của cuộc trò chuyện. Lúc trước, những lời mọi người nói đều liên quan tới Bạch Dĩnh và Châu Phong. Còn hiện tại thì nhân vật chính lại là Vương Nhất và Lý Tuyết Nhi. Lương Hà, thực ra lúc nãy. Lương Hà đẩy cô ta ra. Ha ha, Tuyết Nhi, thì ra bạn trai cậu lợi hại như thế. Từ Thảo, tôi. Tuyết Nhi, bạn trai cậu làm công việc gì vậy? Chi Du. Hai người đúng là trời sinh một cặp đó. Từ Thảo và Vương Chi Du không thèm liếc Bạch Dĩnh một cái mà điên cuồng nịnh bợ Lý Tuyết Nhi, cố gắng hóa giải sự xấu hổ lúc trước. Sao Lý Tuyết Nhi chấp nhận được chứ? Cô ta bình tĩnh nói, không giả vờ nữa, Vương Nhất không phải là bạn trai tôi đâu, anh ấy là anh rể của tôi. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều biến sắc, nét mặt Châu Phong càng thêm kỳ lạ. Lương Hà trợn mắt, cười nói, đừng giả vờ nữa, anh ấy chính là bạn trai cậu mà, lúc trước tôi thất lễ, muốn xin lỗi bạn trai cậu. Anh ấy thật sự là anh rể của tôi, cuộc điện thoại vừa nãy là do chị tôi gọi đến. Lý Tuyết Nhi thành thật nói, nếu không, mấy người cảm thấy còn ai có thể khiến anh rể tôi để tâm như thế. Mọi người ngẫm lại, lúc này mới dám xác định Vương Nhất chính là anh rể của Lý Tuyết Nhi. Lương Hà còn định nói thêm gì đó thì Châu Phong đã liếc nhìn cô ta, ngăn cô ta hỏi ra. Anh ta cầm ly rượu tiến tới chỗ Vương Nhất, anh Vương, tôi mời anh một ly. Vương Nhất vui vẻ cũng ly. Châu Phong một hơi cạn sạch. Chỉ là hương vị của ly rượu này có chút phức tạp. Người đàn ông này hút thuốc lá đặc chế chiến vực, dùng thẻ VIP của Đồng Tước Đài, Hạ Phi Long vừa hận vừa sợ Vương Nhất. Còn có gì mà anh ta chưa phát hiện chứ? Châu Phong không cố tìm hiểu, anh ta nhận ra anh ta không thể tưởng tượng nổi. Bầu trời bao la, làm sao đo được bằng thước? Nhưng Châu Phong biết một điều. Nhất định phải trở thành bằng hữu với Vương Nhất chứ không được trở thành kẻ thù. Bạch Dĩnh, người hoàn toàn bị ngó lơ, tức giận hét lớn, mấy người câm miệng cho tôi. Trong phút chốc, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Mọi người ngạc nhiên nhìn Bạch Dĩnh. Mấy người đúng là không cho tôi chút mặt mũi nào cả, buổi họp lớp này do tôi tổ chức cơ mà, mấy người dám làm lơ tôi sao? Bạch Dĩnh tức giận nhìn bọn Lương Hà, Từ Thảo, cuối cùng cô ta tức giận nhìn Lý Tuyết Nhi. Họ ngây người nhìn cô ta, trong mắt không hề tức giận, giống như đang xem một con chó sủa vậy. Bọn Lương Hà, Từ Thảo tiếp tục vây quanh Lý Tuyết Nhi nói chuyện. Thấy thế, cơn giận của Bạch Dĩnh càng bùng lên. Cô ta lập tức đứng dậy đi đến trước mặt Lý Tuyết Nhi và Vương Nhất, hai người cút khỏi đây cho tôi, chỗ này không hoan nghênh hai người. Vương Nhất và Lý Tuyết Nhi đã hút hết sự chú ý của mọi người dành cho cô ta, chỉ cần đuổi họ đi thì bọn Lương Hà mới tiếp tục nịnh bợ cô ta.
Lý Tuyết Nhi cau mày, lần này là vì lý do gì? Bọn Lương Hà, Từ Thảo cũng thầm tức giận, ánh mắt của Châu Phong cũng lạnh đi không ít. Từ sau khi Vương Nhất để lộ thân phận thì bọn họ liền cảm thấy Bạch Dĩnh như kẻ ăn mày học đòi Mặc Long bảo vậy, từ trong ra ngoài đều nồng nặc khí chất nhà giàu mới nổi. Bạch Dĩnh cười lạnh, tôi nói rồi, buổi họp lớp hôm nay là do tôi tổ chức, tôi muốn ai cút thì người đó phải cút. Lý Tuyết Nhi đang định lên tiếng thì quản lý của Đồng Tước Đài liền lạnh mặt tiến lên. Muốn đi thì cũng là cô đi, cô là cái thá gì mà dám bảo ngài Vương cút. Nghe thế, Bạch Dĩnh tức giận nói, ông nói cái gì, tôi là khách hàng đó. Tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy để tổ chức tiệc, thế mà ông dám bảo tôi cút, ông muốn mất việc đúng không? Bạch Dĩnh không hề ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề qua vụ việc Hạ Phi Long vừa rồi và vẫn cao cao tại thượng. Quản lý của Đồng Tước Đài nói, phòng bao này có gì liên quan tới cô sao? Ngài Vương ở đây nên tất cả mọi thứ đều miễn phí. Chút tiền của cô căn bản không đáng một đồng. Lời này đã nói đúng trọng tâm, tuy Bạch Dĩnh là người đặt phòng nhưng họ đã ăn hết những món cô ta gọi rồi. Bây giờ, những thứ bọn họ ăn đều là đồ Đồng Tước Đài nể mặt Vương Nhất mà tặng. Cái gì, không thể nào. Sắc mặt Bạch Dĩnh tệ tới cùng cực, không cần nể mặt anh ta, tôi có tiền, tôi thiếu chút tiền đó sao? Quản lý bị câu này của cô ta chọc cười, cô cảm thấy chút tiền của chồng cô là đủ để bá chủ thiên hạ rồi à? Thứ cho tôi nói thẳng, chút gia sản của chồng cô còn không đáng giá bằng thẻ VIP của ngài Vương kia kìa. Đuổi ra ngoài cho tôi. Quản lý phất tay, bảo vệ lập tức xông lên tống Bạch Dĩnh ra ngoài. Bao Tiến là chồng cô ta cũng bị liên lụy. Bạch Dĩnh hét lớn. Mấy người dám đuổi tôi, đúng là điên rồi. À, anh dẫm lên váy của tôi rồi, anh đền nổi không? Chát! Bảo vệ cho Bạch Dĩnh một cái bạt tai, cô còn dám hét nữa thì tôi sẽ vả xương mặt cô. Bạch Dĩnh lập tức ngậm miệng. Hai người bị vứt ra ngoài. Bao Tiến lấm lem bùn đất, vẻ mặt vô cùng u ám. Bạch Dĩnh vẫn đang mắng. Một lũ nghèo khỉ mắt mù, chồng ơi, chúng ta không ngu như bọn họ. Bốp! Bao Tiến đá Bạch Dĩnh ngã lăn ra đất, sau đó túm tóc cắt cô ta một cái. Tất cả đều tại đồ điếm nhà cô, tưởng có chút đồng cắc là có thể lên trời rồi sao, tiền là của cô sao? Cô là cái thá gì chứ? Ông đây phải đánh chết cô. Bao Tiến tát mạnh vào mặt Bạch Dĩnh, sau đó, Bạch Dĩnh hét lên thảm thiết. Ly hôn, cô phải ra đi tay trắng cho tôi. Cuối cùng, ông ta lạnh lùng nói một câu rồi lái xe rời đi. Một bên khác, sau khi cơm nước no nê, mọi người liền rời khỏi Đồng Tước Đài. Vương Nhất đang định dẫn Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm về thì Châu Phong lại đuổi theo. Ngài Vương, đợi một chút. Ba người Vương Nhất tò mò nhìn Châu Phong. Châu Phong cười khổ, tôi tới để xin lỗi, Ngài Vương, thật sự xin lỗi. Tại sao phải xin lỗi? Châu Phong nói, vì ban đầu anh nói mình là bạn trai của Tuyết Nhi. Tôi tin anh cũng cảm nhận được định ý từ tôi. Nghe thế, Vương Nhất mỉm cười, rất nhiều người có định ý với tôi, nhưng anh là người chân thành nhất. Vương Nhất lấy bao thuốc đặc chế chiến vực từ trong túi ra rồi ném vào tay Châu Phong. Châu Phong vội vàng nhận lấy, anh ta nhìn theo hướng bọn Vương Nhất rời đi, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Đôi khi, muốn một người chân thành với mình cũng rất đơn giản. Sau khi tiễn Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm về biệt thự, Vương Nhất liền lái xe về khách sạn. Sau đó, anh nhận được điện thoại từ Khương Nhã Mi. Vương Nhất, anh ở đâu? Giọng cô ta có chút yếu ớt, nghe như đã bị thương. Nghe thấy giọng nói yếu ớt của Khương Nhã Mi, vẻ mặt của Vương Nhất lập tức thay đổi, anh vội hỏi, Nhã Mi, cô đang ở đâu? Bờ sông cạnh thế giới chi nhãn. Khương Nhã Mi thở hổn hển. Nghe vậy, Vương Nhất lập tức nói, tôi sẽ tới ngay, cô đừng cúp máy. Bên kia dường như không có âm thanh, chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt và tiếng gió rít. Vương Nhất lập tức đạp ga, lái xe về phía thế giới chi nhãn ở Giang Thành. Thế giới chi nhãn là một công trình mang tính biểu tượng ở Giang Thành, nổi tiếng với hình dáng như một con mắt đang nhìn lên bầu trời. Xung quanh là bờ sông, cứ hễ đến đêm thì nơi đây có gió rất lớn. Vương Nhất tăng tốc độ đến cực hạn, trước khi đến Giang Thành, anh và Khương Nhã Mi đã có chút mâu thuẫn. Khương Nhã Mi phát hiện Tiêu Minh chưa chết, liền muốn Vương Nhất cùng đi tìm Tiêu Minh. Nhưng Vương Nhất lại nghi ngờ anh ta không còn là Tiêu Minh mà bọn họ từng quen nữa. Cứ thế, hai người cãi vã rồi Khương Nhã Mi một mình đến Giang Thành tìm Tiêu Minh. Xem ra trên đường, cô ta đã bị ai đó tấn công. Anh không ngừng lẩm bẩm trong lòng,
Nhã Mi, cô đừng xảy ra chuyện gì đó. 20 phút sau, Phương Nhất chạy tới bờ sông bên cạnh thế giới Chi Nhan. Đập vào mắt anh là một đống máu kinh người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trên đá hai bên và cây liễu bên bờ sông có những vết đao rất rõ ràng, có vẻ như cả hai đã đánh nhau tại đâu. Phương Nhất ngồi xổm xuống, anh dùng ngón tay lau vết máu trên mặt đất, ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Máu này có màu đỏ sẫm. Nhưng máu người phải trải qua một thời gian dài khô và đông lại mới biến thành màu đỏ sẫm. Đột nhiên, Phương Nhất phát hiện một vết máu khác, vết máu này có màu đỏ tươi kéo dài về phía trước. Phương Nhất lập tức đi dọc theo vết máu. Chẳng bao lâu, anh tìm thấy Khương Nhã Mi đang dựa vào thân cây. Cô ta vẫn mặc chiếc áo khoác da đen thường mặc, nhưng hiện giờ nó đã dính đầy máu. Sắc mặt cô ta tái nhợt như tờ giấy, vừa nghe thấy tiếng bước chân, Khương Nhã Mi liền yếu ớt mở mắt ra. Nhìn thấy Phương Nhất, cuối cùng cô ta cũng yên tâm mỉm cười rồi lại nhắm mắt lại. Nhã Mi, Phương Nhất vội vàng chạy tới đỡ cô ta dậy. Lúc cô ta đứng dậy, Phương Nhất mới nhận ra trên lưng Khương Nhã Mi có một vết đao dài 30cm, hệt như đang bị một con rết xấu xí quấn quanh. Ngoài ra trên bụng còn có một vết đạn. Viên đạn không vào quá sâu nhưng máu tươi vẫn tuôn ra xối KR. Chuyện gì đã xảy ra? Sao cô lại bị tấn công? Phương Nhất sầm mặt hỏi. Khương Nhã Mi hít một hơi thật sâu rồi từ từ nói. Tiêu Minh đã từng xuất hiện ở đây. Sau đó thì sao? Tôi đi theo anh ấy nhưng lại bị mất dấu, vừa quay đầu thì bị ai đó tấn công rồi. Cô có thấy kẻ tấn công trông như thế nào không? Phương Nhất hỏi. Khương Nhã Mi lắc đầu, họ mặc một thân đồ đen, mang mặt nạ, chắc là người của U Hồn. Bọn họ có hai người, một người dùng đao đấu cận chiến, một người dùng súng đánh lén trong bóng tối. Sau khi trúng đạn thì tôi mới bị trọng thương. Phương Nhất không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vết máu đen trên đường. Đồng thời, anh vẫn còn một câu hỏi nữa chưa hỏi. Tại sao họ đã giết Khương Nhã Mi bị trọng thương nhưng lại không giết cô ta? Phương Nhất cõng Khương Nhã Mi lên trên lưng, đi thôi, tới chỗ của tôi. Sau khi trở về khách sạn, anh đặt Khương Nhã Mi lên giường. Tấm trải giường trắng như tuyết ngay lập tức bị nhuộm đỏ vì máu. Đừng cử động, tôi đi lấy băng gạc và thuốc sát trùng. Ngay sau đó, Phương Nhất mang theo thuốc sát trùng, băng gạc, nhíp, cộng thêm một cái khăn tắm màu trắng quay lại, sau đó anh nhẹ nhàng cuộn lại áo da của Khương Nhã Mi lên. Vùng bụng dưới bị trúng đạn đang máu me be bét. Phương Nhất nhìn cô ta một cái, nhịn một chút, ở đây không có thuốc tê, cô sẽ rất đau đó. Khương Nhã Mi cầm khăn lên rồi cắn, làm đi. Cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Thấy thế, Phương Nhất không còn do dự nữa, anh trực tiếp xuống tay. A, à, cái nhíp còn chưa tiến vào nhưng Khương Nhã Mi đã run rẩy kịch lên, sau đó cô ta còn hét lên. Cô ta cắn chặt chiếc khăn, hai tay nắm lấy ga giường, lực đạo mạnh tới nỗi sẽ rách tấm ga. Phương Nhất nhìn thấy, nhưng không dừng lại, mà tiếp tục đưa nhíp đi vào sâu hơn. A, à, khăn trong miệng Khương Nhã Mi rơi ra, gân xanh trên tay cô ta nổi lên, trên người đổ đầu mồ hôi lạnh khiến cô ta trông như vừa được vớt lên từ dưới sông. Đúng lúc này, một cánh tay duỗi ra trước mặt Khương Nhã Mi. Khương Nhã Mi không chút suy nghĩ cắn lên cánh tay đó. Cả người Phương Nhất cũng run lên. Nhưng anh vẫn tập trung tinh thần gắp viên đạn ra. Lúc này, Khương Nhã Mi cũng ngừng run, cô ta nhả miệng ra. Cánh tay Phương Nhất rỉ máu, trên tay có một hàng dấu răng rõ ràng. Phương Nhất vội vàng dùng băng gạc quấn vết thương lại. Còn sau lưng nữa? Khương Nhã Mi nói. Cô ta xoay người. Nhìn khóa kéo trên áo khoác da của Khương Nhã Mi, Phương Nhất hơi do dự. Còn chần chờ gì nữa? Khương Nhã Mi nghiến răng nói, xem cũng xem rồi, có phải anh chưa xem bảo giờ đâu? Phương Nhất cứng người, anh biết cô ta đang nhắc tới chuyện hồi trước anh đi nhầm vào phòng thay đồ. Xin lỗi. Phương Nhất kéo khóa xuống rồi bôi thuốc sát trùng lên. Lần này, Khương Nhã Mi không kêu nữa, bởi vì cô ta đã ngất đi rồi. Không biết đã bao lâu trôi qua, Khương Nhã Mi từ từ tỉnh dậy. Phương Nhất đang ngồi trên sofa uống rượu, một bên cánh tay anh quấn một lớp băng dày. Dậy rồi à? Phương Nhất nhìn Khương Nhã Mi. Khương Nhã Mi áy náy nói, xin lỗi, cắn anh thành thế này. Phương Nhất lắc đầu, xin lỗi gì chứ, hồi ở Bắc Cảnh, không phải chúng ta đều như thế này sao? Khương Nhã Mi im lặng. Ở Bắc Cảnh, người bị thương là quan trọng nhất.
mọi người sẽ giang tay ra để đối phương căn và cùng nhau chịu đau. Cô ta đến bên cạnh Vương Nhất rồi rót một ly rượu, có lẽ tôi nên nghe lời anh, không cần hấp tấp như vậy. Cô ta nhấp một ngụm rồi lại tự rót cho mình hết ly này tới ly khác. Cuối cùng nốc hết bình rượu. Choang! Chai rượu bị ném xuống đất, vỡ tan tành. Hai mắt Khương Nhã Mi đỏ lên. Đã 3 năm trôi qua rồi, anh ấy vẫn là vết sẹo trong lòng tôi. Tôi đã bao lần tự nhủ với bản thân rằng anh ấy sẽ không quay lại, nên tìm một người mới rồi, chúng tôi không nên bỏ lỡ nhau nữa. Vương Nhất im lặng, sau đó nở nụ cười, nhưng chúng ta lại không thể xuyên không. Cô uống say rồi. Vương Nhất cõng Khương Nhã Mi lên giường, còn anh thì ngồi trên sofa ngắm bình minh. Cốc cốc cốc. Không biết đã trôi qua bao lâu, Vương Nhất lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Ai? Vừa mở cửa, Vương Nhất liền thấy Lý Khinh Hồng cùng Vương Tử Lam đang đứng trước cửa, mỉm cười nhìn anh. Khinh Hồng. Vương Nhất biến sắc, cả người lập tức tỉnh táo. Thấy Lý Khinh Hồng tới, anh thực sự muốn ngất tại chỗ. Khinh Hồng, sao em lại tới đây? Vương Nhất hỏi theo phản xạ có điều kiện, sững sờ như vừa gặp ma. Lý Khinh Hồng nhíu mày, hôm nay là cuối tuần, chúng ta đã nói là cuối tuần đưa Tử Lam đến chỗ anh rồi mà. Lúc này Vương Nhất mới nhớ ra hôm nay là cuối tuần. Anh lập tức có cảm giác, thảm họa sắp ập tới. Khương Nhã Mi đang nằm trong phòng anh, nếu Lý Khinh Hồng nhìn thấy thì với tính cách của cô, không biết sẽ gây ra chuyện gì đây. Vương Nhất hít một hơi thật sâu rồi nặn ra một nụ cười, Khinh Hồng, em tới chỗ Phương Tổng và Mộng Đình được không? Ánh mắt Lý Khinh Hồng lập tức thay đổi, cô thông minh như vậy, sao có thể không nghĩ tới tình huống trong phòng. Trong phút chốc, sắc mặt cô tái mét. Nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Tránh ra. Cô lạnh lùng nói. Vương Nhất không còn cách nào khác đành phải tránh sang một bên. Lúc này, anh cảm thấy thế giới muốn sụp đổ. Sau khi Lý Khinh Hồng vào cửa, cô kinh ngạc nhìn thấy Khương Nhã Mi đang nằm trên giường. Sau khi ngây người vài giây, cô tức giận giống lên, Vương Nhất. Âm thanh này cũng đánh thức Khương Nhã Mi. Cô ta mở mắt ra, thấy Lý Khinh Hồng đang trừng mắt nhìn mình liền lập tức trở nên hoảng hốt. Không phải, cô Lý, không phải như cô nghĩ đâu. Khương Nhã Mi vội vàng xuống giường giải thích, nhưng vì quá kích động nên vết thương đã được băng bó lại rách ra, máu tươi tuôn ra như suối. Cô ta đau đớn ngã xuống đất. Nhã Mi, Vương Nhất vội vàng chạy tới đỡ cô ta lên. Lý Khinh Hồng như bị sét đánh. Cô lập tức rơi nước mắt. Được, Vương Nhất, anh được lắm, tôi tin tưởng anh như thế mà anh lại đối xử với tôi thế này. Lý Khinh Hồng cực kỳ đau lòng. Cô ôm Vương Tử Lam định rời đi. Vương Tử Lam không muốn đi, mẹ ơi, mình đi đâu thế? Ba ở đây mà. Anh ta không phải ba của con không người ba như vậy. Lý Khinh Hồng bế Vương Tử Lam rời đi. Vương Tử Lam lập tức bật khóc, con muốn ba cơ. Lý Khinh Hồng vẫn không nhìn lại, cô chỉ ôm Vương Tử Lam rời đi. Vương Nhất lập tức đuổi theo, Khinh Hồng, em đừng hiểu lầm, cô ấy đang bị thương. Cô ta ngủ với anh rồi. Còn hiểu nhầm gì nữa? Lý Khinh Hồng nhìn Vương Nhất với ánh mắt căm hận. Khinh Hồng. Vương Nhất muốn nói gì đó, nhưng lại bị Lý Khinh Hồng ngắt lời, cút ngay, bây giờ tôi không muốn gặp anh. Yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu. Hiện tại Lý Khinh Hồng ghét Vương Nhất đến tận xương tủy. Động tĩnh bên ngoài cũng thu hút sự chú ý của Phương Huệ và Lý Mộng Đình. Họ vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Lý Khinh Hồng nước mắt lưng tròng rời đi. Lý Tổng, cô tới khi nào vậy? Có chuyện gì vậy? Tránh ra. Phương Huệ định đuổi theo để hỏi, nhưng lại bị Lý Khinh Hồng quát nên không dám tiến lên. Nhưng khi quay lại và nhìn thấy Khương Nhã Mi bên cạnh Vương Nhất, họ đã hoàn toàn hiểu ra. Xin lỗi. Khương Nhã Mi áy náy nói. Nếu ngày hôm qua cô ta không gọi cho Vương Nhất và quấy rầy anh thì đã không xảy ra chuyện thế này. Nhưng cô ta cũng không còn cách nào khác, nếu không có Vương Nhất thì có lẽ cô ta đã mất máu mà chết rồi. Không sao, tôi sẽ đi giải thích sau. Vương Nhất không để tâm lắm. Phương Huệ và Lý Mộng Đình bước vào, thấy tấm ga trải giường nhuốm máu trong phòng và gương mặt tái nhợt của Khương Nhã Mi, họ liền biết mình đã hiểu nhầm rồi. Lúc này họ có chút nôn nóng, Lý Tổng hiểu lầm rồi, sao anh không giải thích? Vương Nhất lắc đầu, bây giờ giải thích cô ấy cũng không chịu nghe, chờ cô ấy bình tĩnh lại rồi đi. Ở bên kia, Lý Khinh Hồng đã đi một quãng khá xa. Vương Tử Lam trong lòng cô cũng đang khóc đòi ba. Lý Khinh Hồng cứ đi nhưng trong lòng cảm thấy có chút hối hận.
Cô cũng biết người phụ nữ trong phòng là chị dâu của Vương Nhất, Khương Nhã Mi. Đồng thời, cô cũng nhìn thấy tấm ga trải giường nhuốm máu và vết thương trên người của Khương Nhã Mi, cô biết rõ giữa hai người không có chuyện gì, là cô đã hiểu lầm. Nhưng cô cũng là một người phụ nữ mà. Chồng mình ở cùng phòng với một người phụ nữ khác, dù biết chuyện không ra gì nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Đột nhiên, cô dừng lại. Vương Tử Lam rụt rè nói, mẹ ơi, chúng ta trở về tìm ba nhé. Lý Khinh Hồng quay đầu, thấy con đường vắng không có ai đuổi theo. Ngay lập tức, cơn giận dữ đã lắng xuống lại bùng lên. Khốn nạn, còn không biết đuổi theo. Lý Khinh Hồng tức giận bừng bừng, cô không định quay lại mà định đợi Vương Nhất tới chỗ mình chủ động xin lỗi. Chừng nào Vương Nhất còn chưa tới thì cô sẽ không trở về. Mẹ ơi, tiếp theo chúng ta đi đâu? Vương Tử Lam hỏi. Lý Khinh Hồng mỉm cười, mẹ dẫn con đến công viên giải trí. Sau đó, họ leo lên một chiếc taxi, đi công viên giải trí Giang Thành. Vương Nhất dặn dò Hồ Hoàng Việt truy tìm tung tích của Lý Khinh Hồng. Khi biết Lý Khinh Hồng đưa Vương Tử Lam đến công viên giải trí, Vương Nhất liền thở phào nhẹ nhõm. Anh biết Khinh Hồng đã nhận ra mình hiểu lầm anh, nhưng cô sĩ diện nên muốn đợi anh tới xin lỗi. Tôi đi trước đây. Khương Nhã Mi vẫn áy náy, sau khi băng bó vết thương xong, cô ta định rời đi. Vương Nhất kéo cô ta lại, cô đi làm gì, giữa chúng ta cũng không có chuyện gì. Nếu cô rời đi thì ngược lại sẽ khiến Khinh Hồng cảm thấy có gì đó. Cô cứ tiếp tục ở khách sạn tĩnh dưỡng đi, bây giờ tôi đi xin lỗi. Nói xong, Vương Nhất liền rời khỏi khách sạn. Cùng lúc đó, một chiếc Buick màu đen cách taxi của Lý Khinh Hồng không xa. Người trong xe gọi điện thoại, đã xác nhận người phía trước là vợ và con gái của Vương Nhất. Rất tốt. Một giọng nam u ám đột nhiên vang lên trong điện thoại, bắt bọn họ tới đâu. Tôi phải cho hắn biết nỗi đau mất vợ là như thế nào. Lý Khinh Hồng đưa Vương Tử Lam đến công viên giải trí, lúc này hai người đàn ông đang từng chút một tiếp cận họ. Vương Tử Lam đang ngồi trên đu quay trong khi Lý Khinh Hồng đang nghỉ ngơi bên ngoài. Đột nhiên, cổ cô lạnh toát, toàn thân cứng đờ. Một con dao găm lạnh lẽo đang đặt dưới cổ cô. Hai người đàn ông đến ngay sau lưng cô. Lý Khinh Hồng lập tức đứng lên, cảnh giác hỏi. Một người đàn ông lãnh đạm nói, chủ nhân của tôi muốn nói chuyện với cô phối hợp một chút thì bọn tôi sẽ không làm gì cô. Lý Khinh Hồng cực kỳ bình tĩnh, được, tôi sẽ đi gặp chủ nhân của anh, nhưng anh phải tha cho con gái của tôi. Người đàn ông bật cười, đừng có mơ, con gái của cô cũng phải đi theo. Cô nói thử xem, ngay khi vòng đu quay này kết thúc, cô bé bước ra và không thấy mẹ mình nữa thì nó sẽ nghĩ như thế nào? Người kia cười lớn. Hai mắt Lý Khinh Hồng lập tức đỏ lên, cô cắn vào mu bàn tay của người đàn ông. A! À, bàn tay của người đàn ông đang cầm dao bỗng ứa máu, hắn ta hét lên. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền trở nên vặn vẹo, tiện nhân, dám cắn tao, vậy thì mày phải chết. Người đàn ông dùng dao đâm vào cổ Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng vô thức nhắm mắt lại. Nhưng rất lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì. Cô lại mở mắt ra. Vương Nhất đã xuất hiện bên cạnh cô từ lúc nào không rõ, một tay anh đang giữ chặt cổ tay người đàn ông. Mày dám động vào cô ấy. Trong mắt Vương Nhất tràn đầy sát ý. Vương Nhất, Lý Khinh Hồng lập tức bật khóc. Nhìn Vương Nhất xuất hiện ở bên cạnh cô, Lý Khinh Hồng không nhịn được mà rơi nước mắt. Cô không thể không kích động. Buổi sáng bắt gặp Khương Nhã Mi ở trong phòng Vương Nhất đã đủ khiến cô cảnh tỉnh rồi. Mặc dù biết đó là hiểu nhầm. Nhưng cô vẫn không có ý định xin lỗi. Kết quả Vương Nhất không hề đuổi theo, cô còn nghĩ Vương Nhất không yêu cô, kết quả vào thời khắc quan trọng anh lại xuất hiện bên cạnh cô. Lý Tổng, Phương Huệ và Lý Mộng Đình cũng đuổi kịp. Nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức kéo Lý Kinh Hồng về sau. 3. Vương Tử Lam ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, cũng phát hiện ra hình bóng của Vương Nhất, lập tức kích động vẫy tay với anh. Vương Nhất cũng mỉm cười vẫy tay với cô bé. Đợi đến khi cô bé quay qua, nụ cười trên mặt Vương Nhất cũng lập tức biến mất, thay vào đó là một luồng sát khí đông cứng lại. Buông tay, mẹ nó, anh là ai mà dám động vào tôi? Người đàn ông chỉ cảm thấy cổ tay mình sắp bị bóp đến mức biến dạng rồi, vừa đau đớn hét lên, vừa chửi mắng. Là người muốn mạng của anh. Biểu cảm của Vương Nhất rất lạnh nhạt, ngay sau đó, bàn tay của anh đột nhiên rung rung. Răng rắc, chỉ nghe thấy một âm thanh giòn giã vang lên. Xương cổ tay của người đàn ông đã bị Vương Nhất bóp nát. A! À,
Người đàn ông theo bản năng muốn hét lên, nhưng Vương Nhất lại bịt miệng ông ta lại, không để cho ông ra hét lên. Người đàn ông hoàn toàn không còn phát ra tiếng, cổ rũ xuống, ngồi trên ghế. Bởi vì lúc Vương Nhất bịt miệng ông ta lại, đã bẻ gãy cổ ông ta trước. Người bên ngoài nhìn vào, giống như anh chỉ vỗ vào cổ đối phương, không thể nhìn ra anh đã giết người. Phương Huệ, Lý Mộng Đình, Lý Kinh Khuyết nhìn thấy cảnh tượng này mà không thể tin được. Bọn họ đều từng nhìn thấy dáng vẻ lúc Vương Nhất ra tay, nhưng chứng kiến một lần nữa, vẫn cảm thấy tinh thần chấn động. Vương Nhất lại nhìn về phía một người đàn ông khác. Anh ta đã bị dọa sợ, nhìn Vương Nhất với khuôn mặt không thể tin được. Tất cả những chuyện lúc nãy chỉ xảy ra trong một tia chớp, anh ta còn không biết Vương Nhất ra tay như thế nào, cộng sự của anh ta đã chết rồi. Đừng, đừng qua đây. Người đàn ông rút dao ra, trên trán, trên mặt đều là mồ hôi. Vương Nhất nhìn Lý Khinh Hồng, dẫn Tử Lam đi ăn bánh ngọt đi, lát nữa anh sẽ qua. Lý Khinh Hồng gật đầu, biết Vương Nhất muốn đưa người đàn ông kia đến một nơi không có người. Thứ chờ đợi anh ta chính là địa ngục, sống không bằng chết. Vương Nhất đi đến trước mặt người đàn ông, nắm cánh tay anh ta, kéo đến một con hẻm nhỏ, âm u khuất, không có người. Đừng, đừng giết tôi. Anh ta bại liệt ở trước mặt Vương Nhất, vẻ mặt sợ hãi nhìn anh. Nói, là ai phái anh đến? Vương Nhất từ trên cao nhìn xuống anh ta. Vẻ mặt người đàn ông tái nhợt, lắc đầu nguầy nguậy, không thể nói. Vậy sao? Vương Nhất ở một nụ cười không mang theo một chút ấm áp nào, anh sẽ nói. Vừa dứt lời, anh giật lấy con dao của đối phương, giơ thẳng vào miệng anh ta. Người đàn ông vô cùng kinh hãi. Cứ nghĩ Vương Nhất muốn đâm thẳng con dao vào miệng anh ta, không ngờ Vương Nhất chỉ khua khua. Soạt soạt soạt. Một lúc sau, tất cả răng của người đàn ông đều bị Vương Nhất đánh gãy. Như vậy, có thể ngăn anh ta cắn lưỡi tự sát. Trong miệng người đàn ông toàn là máu, nhưng khuôn mặt Vương Nhất vẫn rất bình tĩnh, giống như chỉ làm một chuyện rất bình thường. Cuối cùng anh ta cũng nhận ra một chuyện, người đàn ông này không phải là người mà anh ta có thể đắc tội. Tôi không có nhiều thời gian. Nên hy vọng trong vòng một phút anh có thể nói cho tôi biết người sai khiến anh, nếu không. Vương Nhất ngồi xổm xuống, đột nhiên nắm lấy mấy ngón tay của người đàn ông, cười, tôi bẻ gãy 10 ngón tay của anh. Người đàn ông không nói gì, rõ ràng là không tin. Vì vậy, Vương Nhất đột nhiên dùng lực. Răng rắc, 5 ngón tay của anh ta đều đã bị Vương Nhất bóp gãy. Người đàn ông không hét lên, bởi vì anh ta đã ngất đi. Bên cạnh là nhà vệ sinh. Vương Nhất kéo anh ta đi vào trong, nhét đầu anh ta vào bồn cầu. Ao ao ao. Người đàn ông đột nhiên tỉnh lại, cả người đều bốc lên mùi hôi thối. Ai phái anh đến, nếu không, 5 ngón tay còn lại của anh sẽ không còn nữa. Vương Nhất mặt không biểu cảm nói. Người đàn ông nhìn anh với vẻ mặt sợ hãi, nhưng vẫn không nói gì. Răng rắc. Vương Nhất lại bẻ gãy 5 ngón tay còn lại của anh ta. Trên mặt anh có thêm một nụ cười hờ hững. Rất tốt, vẫn có chút đạo đức nghề nghiệp, nhưng, anh có biết tôi đến từ đâu không? Tôi đến từ biên giới phía Bắc. Vương Nhất tự hỏi tự trả lời, ở biên giới phía Bắc, đối phó với tù binh bị bắt, có rất nhiều hình phạt tàn khốc. Tôi biết rất rõ những hình phạt này, nên, tôi có 100 cách có thể khiến anh sống không bằng chết. Keng! Nói xong, anh đá con dao trên mặt đất lên, bắt đầu cắt tóc người đàn ông. Rất nhanh, tóc đã bị cắt. Vương Nhất giới thiệu. Cách thứ nhất gọi là vẽ tranh da đầu. Chính là xem da đầu như một tấm vải, dao chính là bút, vẽ bức tranh mà mình thích. Cuối cùng ánh mắt của người đàn ông cũng trở nên vô cùng sợ hãi. Không, đừng. Cuối cùng anh ta cũng bắt đầu cầu xin. Vương Nhất lắc đầu, đây không phải là điều tôi muốn nghe. Nói xong, anh cầm con dao đâm xuống. A, u, u. Trong con hẻm nhỏ âm u, truyền đến tiếng gào thét thảm thương. 10 phút sau, con dao trong tay Vương Nhất đã dính đầy máu. Trên da đầu người đàn ông, đã có thêm một vài bức tranh trừu tượng, ngay cả Vương Nhất cũng không biết mình vẽ gì. Cuối cùng người đàn ông cũng sụp đổ, tôi nói, là Hồ Vĩnh Hiên. Trong cửa hàng bánh ngọt, cô bé đang vui vẻ ăn bánh ngọt. Ba, nhìn thấy Vương Nhất đi đến, Vương Tử Lam lập tức vui mừng vẫy tay. Trên mặt Lý Khinh Hồng vẫn còn mang theo sự lo lắng, sao rồi? Trên mặt Vương Nhất mang theo một nụ cười rất thoải mái, đã giải quyết xong rồi. Ăn xong bánh ngọt, định rời đi, Vương Nhất lại bảo mấy người Lý Khinh Hồng đi trước.
anh gọi điện thoại cho Lãnh Nhan, đến công viên Giang Thành đón tôi. Lãnh Nhan lái xe đến, thiếu chủ, đi đâu? Lần này, cô ta khiêm tốn hơn một chút, không lái Rolls-Royce, mà là một chiếc BMW bình thường. Đi đến chỗ ở của Hồ Vĩnh Hiên. Cùng lúc đó, ở trong một ngôi biệt thự xa hoa nào đó ở Giang Thành. Một người đàn ông đang lo lắng đi đi lại lại, vừa đi, còn không quên nhìn thời gian. Chính là Hồ Vĩnh Hiên. Sao vẫn chưa đến? Ông ta cau mày, liên tục nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ. Bù! Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng lửa bị tắt. Đến rồi! Mắt Hồ Vĩnh Hiên sáng lên, vội vàng đi ra ngoài. Nhưng lúc đi ra đến cửa, ông ta lập tức sững sờ. Không phải là Buick, mà là một chiếc BMW màu đen. Hồ Vĩnh Hiên đột nhiên có một linh cảm không tốt. Cửa xe được mở ra, một nam một nữ đi ra. Vương Nhất, lại là cậu. Nhìn rõ người đến, vẻ mặt Hồ Vĩnh Hiên thay đổi, xoay người muốn bỏ chạy. Soạt. Lập tức, Vương Nhất đột nhiên xuất hiện trước mặt Hồ Vĩnh Hiên, bóp cổ anh ta, nhấc anh ta lên cao. Nghe nói, cậu muốn ra tay với vợ của tôi. Lời nói của Vương Nhất rét lạnh, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Lúc này, ánh mắt Vương Nhất lạnh lùng giống như một con dã thú hung dữ, mang theo cả sát khí. Hồ Vĩnh Hiên biết kế hoạch của mình đã bị bại lộ, không chỉ bại lộ, còn bị Vương Nhất phát hiện. Ánh mắt của anh ta vô cùng sợ hãi, liều mạng lắc đầu. Dùng hết toàn bộ sức lực, mới nặn ra được mấy chữ từ trong cổ họng. Không, tôi. Bịch. Trong lúc Hồ Vĩnh Hiên phủ nhận, ánh mắt Vương Nhất đã lạnh đi. Dùng lực ném một cái, Hồ Vĩnh Hiên giống như một con diều đứt dây, đập mạnh vào bức tường của ngôi biệt thự. Ầm. Cùng với tiếng vang lớn, bức tường của ngôi biệt thự bị Hồ Vĩnh Hiên đập vào đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Cơ thể Hồ Vĩnh Hiên từ từ trượt xuống, cổ họng ngòn ngọt, miệng phun ra máu. Thịch, thịch, thịch. Tiếng bước chân trầm thấp giống như âm thanh của cái chết. Hồ Vĩnh Hiên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, cảnh tượng trước mặt khiến đồng tử của anh ta lập tức co rút lại. Vương Nhất mặt không chút biểu cảm đang đi về phía anh ta, Lãnh Nhan ở phía sau, thậm chí còn rút ra một con dao găm phát ra ánh sáng lạnh lẽo, quay quay ở trong tay. Người của cậu đã khai ra rồi, cậu chính là người đứng phía sau sai khiến bọn họ, cậu còn muốn phủ nhận sao? Giọng nói của Vương Nhất vô cùng u ám và lạnh lùng, trong ánh mắt mang theo sự tàn ác. Lúc anh nhìn từ trên cao xuống, đã phát hiện có một chiếc xe đi theo Lý Khinh Hồng. Đây cũng là lý do tại sao anh phải lập tức đi đến công viên. Nếu như anh không phát hiện ra, hoặc đến chậm một bước, Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam đã bị đưa đi rồi. Bất kể là ai muốn hại người thân của anh, Vương Nhất đều không bỏ qua. Cái gì mà người tôi thuê, tôi vẫn luôn ở đây, chưa từng rời đi dù chỉ một bước, rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy? Ánh mắt Hồ Vĩnh Hiên mang theo sự sợ hãi, nhưng nhiều hơn là sự tức giận. Oanh! Vương Nhất không giải thích thêm với anh ta nữa, lao thẳng về phía Hồ Vĩnh Hiên. Hồ Vĩnh Hiên sợ hãi hét lên một tiếng, em gái, xảy ra chuyện rồi. Rất nhanh, cửa biệt thự đã được đẩy ra, một cô gái tóc dài mặc đồ ngủ bằng vải lụa đi ra. Dừng tay! Cô ta tức giận hét lên, đứng chắn trước mặt Vương Nhất. Lúc này Vương Nhất mới dừng lại, dửng dưng liếc nhìn Hồ Vĩnh Như, chuyện này không liên quan đến cô, tránh ra. Cơ thể gầy yếu của Hồ Vĩnh Như vẫn đứng chắn trước mặt Vương Nhất. Trên mặt cô ta toàn là sự tức giận, trừng mắt nhìn Vương Nhất, chúng tôi với anh không thù không oán, tại sao lại đánh anh trai tôi? Không thù không oán. Vương Nhất cười khẩy một tiếng, cô tự hỏi người anh trai tốt của mình xem, rốt cuộc đã làm gì? Hồ Vĩnh Như đột nhiên quay đầu lại, vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn Hồ Vĩnh Hiên. Cô ta cảm nhận được sát khí của Vương Nhất. Nếu như không phải anh trai cô ta đã làm chuyện gì chạm đến vảy ngược của anh, chắc chắn Vương Nhất sẽ không hung ác như vậy. Hồ Vĩnh Hiên sắp khóc đến nơi rồi, anh ta nói anh thuê sát thủ để tìm cách bắt cóc vợ và con gái của anh ta. Cái gì, đàn chị Lý Khinh Hồng? Vẻ mặt Hồ Vĩnh Như lập tức thay đổi, vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn Hồ Vĩnh Hiên. Hồ Vĩnh Hiên lại nói, nếu như anh làm thì thôi đi, nhưng anh không hề làm. Em gái, em có thể làm chứng cho anh. Cả ngày hôm nay anh đều ở trong biệt thự, đợi một vị khách quan trọng đến. Nghe thấy vậy, Hồ Vĩnh Như cũng gật đầu, điều này tôi có thể làm chứng, hôm nay chúng tôi đều không rời khỏi biệt thự dù chỉ một bước. Vẻ mặt Vương Nhất vẫn lạnh nhạt, hai người là anh em sinh đôi, đương nhiên sẽ nói giúp cho nhau, hôm nay ai ra mặt cũng vô dụng, cậu ta nhất định phải chết.
nói xong, đẩy Hồ Vĩnh Như ra. Hồ Vĩnh Như bị đẩy, loạng choạng, cô ta hét lớn, mau chạy đi. Hồ Vĩnh Hiên cũng không kịp suy nghĩ, chạy vào trong biệt thự. Hồ Vĩnh Như lại gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh đã có mấy chiếc xe dừng lại, một đám vệ sĩ xông ra, bao vây lấy Vương Nhất và Lãnh Nhan. Có vệ sĩ của nhà họ Hồ, trong lòng Hồ Vĩnh Như yên tâm hơn rất nhiều, nhưng vẫn cảnh giác nhìn Vương Nhất. Vương Nhất, tôi không biết đàn chị Khinh Hồng đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không muốn làm lớn chuyện, anh lập tức dẫn người của anh rời đi, tôi sẽ bảo người của tôi lui ra. Hồ Vĩnh Như nhìn chằm chằm vào Vương Nhất, cảm xúc vô cùng kích động. Vương Nhất lạnh lùng liếc nhìn Hồ Vĩnh Như, nhà tổ nhà họ Hồ các cô cũng đã bị tôi dỡ, chỉ dựa vào mấy người này cũng có thể ngăn cản được tôi sao? Đương nhiên Hồ Vĩnh Như biết chuyện này, vẻ mặt của cô ta đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Nhưng, cô ta vẫn lớn tiếng hét lên, ra tay. Soạt soạt soạt, vệ sĩ ở xung quanh lập tức xông về phía Vương Nhất và Lãnh Nhan. Vương Nhất vẫn không hề di chuyển, cơ thể Lãnh Nhan lại biến mất tại chỗ. Soạt soạt, Lãnh Nhan biến thành một đường tàn ảnh, xuyên qua đám vệ sĩ. Rất nhanh, tất cả vệ sĩ đã nằm dưới đất. Cảnh tượng này đã khiến linh hồn của Hồ Vĩnh Như chấn động. Cô ta cứ nghĩ những bảo vệ này ít nhất cũng có thể kéo dài được một chút, không ngờ, nhanh như vậy tất cả đã ngã xuống. Cả người cô ta run rẩy, từng bước lùi về sau, nhìn bọn họ với ánh mắt kinh hãi. Lãnh Nhan đã mạnh như vậy, còn Vương Nhất thì sao? Yên tâm đi, bọn họ vẫn còn sống, mục tiêu của tôi chỉ có một mình Hồ Vĩnh Hiên. Vương Nhất lạnh lùng nhìn cô ta, sải bước đi đến. Trong lòng Hồ Vĩnh Như vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt Vương Nhất, anh không thể đi vào, chúng tôi không làm gì cả. Bị ngăn cản hết lần này đến lần khác, trên mặt Vương Nhất cũng xuất hiện một tia tức giận. Sát thủ cũng đã khai ra rồi, người đứng phía sau sai khiến chính là anh trai của cô còn nói không làm cái gì. Cái này là sự thật. Hồ Vĩnh Như cũng kích động hét lên với Vương Nhất, hôm nay chúng tôi phải gặp mặt thành viên của Thương hội Giang Bình, đã hẹn gặp ở đây. Nhưng vẫn chưa đợi được bọn họ đến, các anh đã không phân rõ phải trái, trắng đen mà xông đến, còn đánh anh trai tôi bị thương, còn có Vương Pháp không? Mắt cô ta đỏ lên, biểu cảm trên mặt cũng trở nên vô cùng tức giận. Vương Nhất do dự một lúc, dừng bước lại. Lãnh Nhan kinh ngạc hỏi, thiếu chủ, anh sao vậy? Vương Nhất lại xua tay, vẻ mặt sâu xa, nheo mắt lại, đánh giá Hồ Vĩnh Như. Trong mắt cô ta chỉ có sự sợ hãi, cùng với sự tức giận. Không giống như đang giả vờ, mà là thật sự tức giận. Anh lẩm bẩm, lẽ nào, người đàn ông kia, trước khi chết đã nói dối, không phải do bọn họ làm. Các anh nhầm lẫn rồi. Hồ Vĩnh Như mặt tràn đầy sự tức giận, cho dù anh là người nắm giữ tập đoàn Cự Phong, cũng không thể làm loạn như vậy. Nghe thấy âm thanh ở bên ngoài, Hồ Vĩnh Hiên cũng đi ra, nhìn thấy vệ sĩ nằm đầy trên mặt đất, anh ta lập tức bị dọa sợ. Sau đó tức giận giải thích với Vương Nhất. Tôi không biết ai đã hãm hại tôi, nhưng tôi thật sự không làm, tôi với em gái hẹn người của Thương hội Giang Bình đến để thảo luận công việc, cứ nghĩ là bọn họ đến, không ngờ lại là hai người. Vương Nhất đột nhiên rơi vào trầm tư, nhưng vẫn không muốn rời đi như vậy. Nếu như không phải là anh làm, tại sao tên sát thủ kia lại nói ra tên của anh? Sao tôi biết được? Hồ Vĩnh Hiên gần như bật khóc. Hồ Vĩnh Như lạnh lùng nói, nếu như các anh không tin. Có thể đợi người của Thương hội Giang Bình đến, rồi tìm chứng cứ từ chỗ bọn họ. Vương Nhất vẫn ở lại, cùng đợi người của Thương hội Giang Bình đến. Một lúc sau, hai chiếc xe Lincoln Limousine dáng dài dừng trước của biệt thự. Người của Thương hội Giang Bình đến rồi. Nghe thấy tiếng động, mấy người Vương Nhất lập tức đứng dậy. Họ thấy có hai người trung niên mặc vest đen đi xuống từ cửa xe của chiếc Lincoln. Sau lưng mỗi người trung niên. Đều có khoảng 2 đến 3 người có dáng vẻ thư ký. Bạch Tổng, Từ Tổng. Hồ Vĩnh Như lễ phép chào hỏi bọn họ. Trên gương mặt Bạch Tổng và Từ Tổng lập tức nở nụ cười, cô Hồ không cần đa lễ. Vị này là... Rất nhanh sau đó, ánh mắt Bạch Tổng và Từ Tổng chuyển sang người Vương Nhất. Hồ Vĩnh Như lập tức giới thiệu, vị này là chủ nhân thật sự của tập đoàn Cự Phong, Ngài Vương, Vương Nhất. Cùng với đó, cô ta lại giới thiệu cho Vương Nhất. Hai vị này là thành viên của Thương hội Giang Bình, Ngài Bạch Đức Long và Ngài Từ Lộc. Nét mặt Vương Nhất chẳng hề thay đổi, cũng như không hề có ý định bước lên chào hỏi. Bạch Đức Long và Từ Lộc nheo mắt, đánh giá Vương Nhất, anh là chủ nhân thật sự của tập đoàn Cự Phong sao? Hồ Vĩnh Như cố gắng mỉm cười,
Bạch Tổng, Từ Tổng, trước hết tôi muốn xác nhận lại vài chuyện với các ông. Hôm nay người mà hai anh em chúng tôi phải gặp là các ông sao? Bạch Đức Long vui vẻ gật đầu, dĩ nhiên. Nháy mắt Phương Nhất im lặng không nói gì, sắc mặt thay đổi liên tục. Bây giờ anh hơi nghi ngờ không biết có phải mình tìm nhầm người không? Sao vậy? Bạch Đức Long và Từ Lộc cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ nên lên tiếng hỏi. Không có gì. Hồ Vĩnh Như lắc đầu cười, chắc là đã xảy ra hiểu nhầm gì đó với ngài Vương. Vương Nhất không nói thêm, chỉ bảo, xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Nói xong, anh định rời khỏi đó. Hồ Vĩnh Hiên lập tức chặn đường anh, gương mặt tràn đầy tức giận, anh định rời đi như thế sao? Vậy cậu nghĩ phải thế nào? Vương Nhất nhíu mày, hỏi ngược lại. Hồ Vĩnh Như cũng bước lên một bước, chuyện này liên quan đến danh dự của bọn tôi, chúng tôi muốn biết, rốt cuộc ai đang muốn hãm hại bọn tôi. Ngoài ra vợ của anh cũng là đàn chị của tôi có người muốn gây khó khăn cho chị ấy, còn đổ tội cho bọn tôi chắc chắn phải điều tra rõ ràng. Nét mặt cô ta trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nói. Trái lại Vương Nhất lại liếc nhìn Hồ Vĩnh Như mấy lần, sau đó hơi do dự rồi vẫn kể mặt mũi của hai sát thủ kia. Nghe xong, Hồ Vĩnh Như lắc đầu. Bọn tôi không biết hai người đó, còn về anh, quả thật anh trai tôi có ý định trả thù anh, nhưng đã bị tôi ngăn cản. Chuyện liên quan đến thương nghiệp thì phải giải quyết trên thương trường. Vương Nhất gật đầu, xin lỗi, tôi đã hiểu nhầm các cô rồi. Nói xong anh đang định đi thì lại bị Bạch Đức Long và Từ Lộc lên tiếng ngăn cản, có vẻ, Hồ Hoàng Việt cũng chỉ làm công thôi, bây giờ anh là chủ nhân thật sự của tập đoàn Cự Phong, vậy cứ ở lại đây đi. Tôi cần anh đồng ý vài việc. Lời hai người vừa nói, tràn đầy hàm ý ra lệnh. Vương Nhất nhíu mày, chuyện gì? Bạch Đức Long cười nhạt, rất đơn giản, tôi muốn mời anh tham gia vào Thương hội Giang Bình, không phải đồng ý từ hai phía thì pháp luật mới có hiệu quả, mà chỉ cần chúng tôi ra lệnh cho anh là được. Mặc dù Từ Lộc không muốn nói chuyện, nhưng vẻ mặt của ông ta cũng đủ để chứng minh tất. Nghe thế, Vương Nhất cứ như nghe thấy một câu chuyện vô cùng buồn cười, anh không nhịn được bật cười. Ông muốn tôi tham gia vào Thương hội Giang Bình sao? Đúng thế. Bạch Đức Long vừa cười vừa nói, chỉ cần anh tham gia vào Thương hội Giang Bình của tôi, tập đoàn Cự Phong của anh sẽ được thương hội chúng tôi chú trọng nâng đỡ. Hơn nữa hàng năm, chỉ cần bỏ ra 10% cổ quyền của tổng cổ phần là được. Từ Lộc bên cạnh bổ sung, thuộc hạ của Hồ Hoàng Việt đúng là không biết tốt xấu, không chỉ từ chối ý tốt của chúng tôi, mà còn xé rách điều kiện của chúng tôi, đá Vĩnh Hiên. Vĩnh Như và thành viên trong ban lãnh đạo cấp cao ra ngoài, quả đúng là không coi chúng tôi ra gì. Ông ta vừa nói xong, ngay lập tức sắc mặt Hồ Vĩnh Như thay đổi, Từ Tổng, Bạch Tổng, các ông đừng nói nữa. Sao lại không nói? Bạch Đức Long hỏi lại, sau đó ra vẻ kiêu ngạo, hôm nay bọn tôi đến đây để chống lưng cho các người, vốn dĩ còn định đến tập đoàn Cự Phong để đòi lời giải thích, nhưng bây giờ chủ nhân thật sự của nó ở đây rồi, trái lại bớt rất nhiều chuyện. Ông ta lại nhìn về phía Vương Nhất, giờ thế nào, anh có chấp nhận rời khỏi Thương hội Hồng Ưng để tham gia vào Thương hội Giang Bình hay không? Từ Lộc cũng nhìn Vương Nhất với ánh mắt cảnh cáo, tôi khuyên cậu tốt nhất nên nghĩ thật kỹ, chỉ cần tập đoàn Cự Phong của anh vẫn còn ở Giang Thành, tốt nhất nên chấp nhận lời mời của chúng tôi, nếu không anh cứ chờ tập đoàn mình bị đóng cửa đi. Từ Tổng, anh ta không chỉ là chủ tịch của tập đoàn Cự Phong, mà còn là...